Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 466. Diệp Thần yên lặng, hắn tự nhiên không hy vọng, Kỷ Tư Thanh nhanh như vậy đi ngay không không lúc nào không. Nhưng nếu như, Kỷ Tư Thanh thật hoàn toàn thừa kế Tô Nghê Thường đạo thống, đó thuộc về ả thần hai chữ nhân quả, nàng tự nhiên cũng phải cùng nhau thừa kế, không thể bỏ qua. Lấy được cái gì, tổng phải bỏ ra chút gì. Diệp Thần yên lặng quan sát, liền thấy ngọn lửa kia trận pháp bên trong, Tô Nghê Thường linh khí, không ngừng truyền đến Kỷ Tư Thanh trên mình, từng luồng ánh lửa phóng lên cao, biến ảo thành chu tước phượng hoàng khí tượng, kêu tiếng thanh thúy dễ nghe. Thậm chí, còn có đỉnh đầu vương miện, là thiên đế chủ thần vương miện, là hỏa thần thiên tôn quyền bính tượng trưng, xuất hiện ở bầu trời bên trong. Cái này đỉnh vương miện, đều có khắc từng luồng phượng hoàng đồ đằng, có một từng đạo thần bí quy luật vần quanh, sáng mở mênh mông như biển, màu đỏ tiên quang lững lờ, vô cùng là lộng lẫy nguy nga. Vương miện bị bao phủ ở tầng tầng sáng mở bên trong, nhìn như mơ hồ, giống như xuất xứ tự ảo tưởng, cũng không chân thiết. Theo Tô Nghê Thường linh khí, không ngừng truyền đến Kỷ Tư Thanh trên mình, bầu trời bên trong, vậy đỉnh hỏa thần vương miện vậy chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng, vương miện rơi vào Kỷ Tư Thanh trên đầu. Kỷ Tư Thanh đeo lên vương miện, cả người khí chất cũng đổi được thần thánh cao nhã, giống như là chân chánh thần minh. Truyền thừa kết thúc, Kỷ Tư Thanh mở mắt ra, trong mắt chỗ sâu hữu phượng hoàng đồ dọn ra cháy, nóng rực dâng trào, trên người có từng luồng cổ xưa ánh lửa chập chờn. Nhìn lại Tô Nghê Thường, nàng hơi thở, lập tức suy đồi đi xuống, liền gương mặt cũng đổi được trắng bệch. Hỏa thần tiền bối, không có sao chứ? Kỷ Tư Thanh lật đật hỏi. Ta không có sao. Tô Nghê Thường khoát khoát tay, mỉm cười cười một tiếng, nói. Tư Thanh, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là mới hỏa thần, ta đạo pháp, thần thông, võ kỹ, còn có liên quan tới không không lúc nào không hết thảy bí ẩn hiểu, nhân quả luật, quy tắc, đại lộ chân lý, thế giới khởi nguyên, vạn vật tạo hóa nghĩa sâu xa vân. Vân, hôm nay đã toàn bộ truyền thụ cho ngươi, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem ngươi ngộ tính. Kỷ Tư Thanh có vẻ cảm kích, nói, đa tạ tiền bối truyền công, ta nhất định không phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Vừa nói, nàng nghiêng đầu nhìn về Diệp Thần, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ kích động thần sắc. Nàng hoàn toàn thừa kế Tô Nghê Thường đạo thống, sau này nàng liền là mới hỏa thần, có thể tốt hơn đến giúp Diệp Thần, cũng có thể bảo đảm mệnh vận chi chủ quyền bính ổn định, không bị người đoạt đi. Tô Nghê Thường gật gật đầu nói, rất tốt, vạn hỏa giới sứ giả, hẳn rất mau thì phải xuống đón ngươi, ngươi chuẩn bị một tí. Nghe vậy, Kỷ Tư Thanh lấy làm kinh hãi, nói cái gì, vạn hỏa giới sứ giả muốn xuống sao? Hỏa thần tiền bối, ta nói, ta không đi không không lúc nào không. Không không lúc nào không quá mức xa xôi, Kỷ Tư Thanh căn bản chẳng muốn đi, nàng còn muốn lưu ở thực tế, tiếp tục ở lại Diệp Thần bên người. Tô Nghê Thường cười nói, đứa nhỏ ngốc, muốn mang vương miện, tất thừa hắn nặng, ngươi nếu thừa kế ta đạo thống, vậy thì không thể tự do phóng khoáng đi nữa, vạn hỏa giới người, năm đó đi theo ta chinh chiến bốn phương, hy sinh cực lớn, chúng ta không thể phụ lòng bọn họ. Kỷ Tư Thanh nói, nhưng mà, ta chẳng muốn nhanh như vậy đi ngay không không lúc nào không, ta muốn chậm một chút lại đi, chí ít, ta muốn chờ Diệp Thần cùng nhau. Nói xong lời cuối cùng, Kỷ Tư Thanh ánh mắt, ngắm nhìn Diệp Thần, tràn đầy cuốn yêu cùng không thôi. Nàng không hề kháng cự đi không không lúc nào không, nhưng không phải hiện tại, nàng muốn cùng Diệp Thần cùng nhau. Tô Nghê Thường than thở một tiếng, nói, người ở giữa đất trời này, luôn là thân bất do kỷ, ta lấy vì ngươi thừa kế ta đạo thống, là có thể rõ ràng, nhưng tiếc là, ngươi chấp niệm vẫn là quá sâu. Như vậy đi, ta cho ngươi 3 cái tháng thời gian cân nhắc, nếu như ngươi còn không chịu đi vạn hỏa giới, vậy thì tháo xuống trên đỉnh đầu vương miện, ta ngoài ra lại tìm truyền nhân, nếu như ngươi còn muốn mang cái này vương miện, vậy nhất định phải đi vạn hỏa giới, tiếp nhận các tín đồ đối ngươi màng bái cùng cung phụng, như thế nào? Nghe Tô Nghê Thường mà nói, Kỷ Tư Thanh trầm mặc. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, hỏa thần đạo chính thống mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, nàng vậy có thể cảm nhận được, trên đỉnh đầu vương miện sức nặng, muốn mang ổn, cũng không dễ dàng. Ngay vào lúc này, tinh nguyệt giới bầu trời, xuất hiện một hồi chấn động. Hư không nứt ra, một đạo quỷ bí vết nứt không gian, giống như ánh mắt vậy xuất hiện. Rồi sau đó, từ vậy vết nứt không gian bên trong, có mười mấy đạo thân ảnh, hạ xuống, cả người ngọn lửa hơi thở vần quanh,
các loại quỷ bí quy luật lóng lánh, đều là tới từ không không thời không cường giả. Vạn hỏa giới sứ giả đến. Tô Nghê Thường nói. Lúc đầu vậy mười mấy đạo thân ảnh, chính là vạn hỏa giới sứ giả. Vậy mười mấy sứ giả, hạ xuống, thấy Tô Nghê Thường yếu ớt hình dáng, gặp lại Kỳ Tư Thanh đã đeo lên vương miện, không khỏi được thất kinh. Thuộc hạ bái kiến hỏa thần thiên tôn. Vậy mười mấy sứ giả, đồng loạt quỳ xuống Tô Nghê Thường trước mặt. Một cái sứ giả nói, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, hỏa thần thiên tôn, ngươi ban đầu bị kẹt ở mồi lửa bên trong, chúng ta vạn hỏa giới thật ra thì sớm muốn cứu viện, đáng tiếc không tìm được ngươi tọa độ. Cái thế giới này, có trăm triệu tỷ vạn thời không, cả ngày đế chủ thần đều không cách nào theo dõi hoàn toàn. Chưa từng không lúc nào không đến thế giới hiện thật tới giữa, cũng có ngàn vạn nặng thời không cách trở, liền Nhâm Phi phàm muốn cùng Diệp thần câu thông, đều cần dựa vào Thiên Quân Phong Thần Bia là hải đăng ký hiệu. Vạn hỏa giới người, thật ra thì cũng muốn cứu Tô Nghê Thường, đáng tiếc ở mờ mịt thời không trong biển, cũng không cách nào bắt được Tô Nghê Thường chỗ. Tô Nghê Thường nói, không sao, ta không trách các ngươi, chuyện đã qua, cũng đã qua, hôm nay ta không còn là hỏa thần, Tư Thanh cô nương mới thật sự là hỏa thần. Nói xong chỉ Kỳ Tư Thanh. Đám người sứ giả ánh mắt, đồng loạt nhìn về Kỳ Tư Thanh, trong mắt mang tôn sùng ý cung kính. Dẫu sao, Kỳ Tư Thanh là Tô Nghê Thường tự mình chỉ định truyền nhân, nhất định có chỗ hơn người, bọn họ vậy không dám thờ ơ. Từ Kỳ Tư Thanh trên mình, bọn họ dòm ngó thấy một loại kinh khủng tiềm lực, cái này cổ tiềm lực, thậm chí vượt qua hỏa thần quyền bính bản thân. Đó là vận mạng lực lượng. Một cái sứ giả hướng Kỳ Tư Thanh nói, Tư Thanh cô nương, chúc mừng ngươi thừa kế hỏa thần đạo thống, xin theo chúng ta đi không không lúc nào không, chúng ta đều là hỏa thần trung thành tín đồ. Chúng ta sẽ vì ngươi cử hành lễ đăng cơ nghi thức, đem ngươi lễ đăng cơ lên ngôi, thành là chân chính hỏa thần. Kỳ Tư Thanh mày liễu hơi cao lại, muốn nói lại thôi, nói, nhưng mà. Tô Nghê Thường nói, được rồi, Tư Thanh cô nương còn không muốn đi không không lúc nào không. Đám người sứ giả lấy làm kinh hãi, khủng hoảng nói, hỏa thần thiên tôn, chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ chúng ta? Tô Nghê Thường lắc lắc đầu nói, không phải, Tư Thanh cô nương nói. Nàng còn muốn suy nghĩ một chút nữa, các ngươi 3 tháng sau lại tới đi. Đám người sứ giả trố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới còn có như vậy trắc trở. Một cái sứ giả hướng Kỳ Tư Thanh nói, Tư Thanh cô nương, ngươi là sợ ta vạn hỏa giới tín ngưỡng không đủ kiên định sao? Chúng ta là trung thành nhất hỏa thần tín đồ, ngươi vừa thừa kế hỏa thần quyền bính, chúng ta cũng sẽ thành kính cung phụng ngươi, ngươi như không tin, chúng ta thậm chí nguyện ý hy sinh tánh mạng, ở ngươi lễ đăng cơ trong nghi thức. Lấy người sống tế hiến cũng có thể. Kỳ Tư Thanh hoảng hốt vội nói, không phải, chỉ là. À, tóm lại, các ngươi cho ta một chút thời gian cân nhắc đi, tối đa 3 tháng, ta sẽ cho các ngươi một cái chính xác câu trả lời. Đám người sứ giả gặp Kỳ Tư Thanh không chịu cùng bọn họ đi, có chút khó xử, vừa nhìn về phía Diệp Thần, tựa hồ vậy rõ ràng liền cái gì. Vậy sứ giả nói, luân hồi chi chủ, ngươi ý như thế nào? Diệp Thần nói, ta tôn trọng Tư Thanh ý kiến, các vị xin 3 tháng sau lại tới. Đám người sứ giả không biết làm sao, liền nói, được, vậy chúng ta lại chờ 3 tháng, muốn mang vương miện, tất thừa hắn nặng, Tư Thanh cô nương, luân hồi chi chủ, hy vọng các ngươi có thể rõ ràng, chúng ta không muốn bị vứt bỏ. Đám người sứ giả trong thanh âm mặt, mang theo sâu đậm khủng hoảng cùng hèn mọn. Bọn họ trả giá quá nhiều, chẳng muốn gặp phải thần linh vứt bỏ. Diệp Thần vậy có thể cảm nhận được, bọn họ mãnh liệt tín nhiệm. Bọn họ cần một người chủ nhân, một cái thần minh, quá khứ là Tô Nghê Thường, bây giờ là Kỳ Tư Thanh. Nếu như bọn họ bị từ bỏ, bọn họ tràn đầy nhiệt huyết, coi như không thay đổi thành cừu hận, cũng phải hoàn toàn nguội xuống. Diệp Thần nhớ lại Nham Thần Thiên Tôn nói, phàm là tín ngưỡng, nhất định có sở cầu. Cho nên, Diệp Thần cũng có thể hiểu, vạn hỏa giới các tín đồ tâm tình. Bọn họ không muốn bị quên mất, càng không muốn bị vứt bỏ. Lập tức, Diệp Thần liền ở Ngạo Thế Thiên Cung phòng khách bên trong, bày tiệc rượu, tham ăn tham uống chiêu đãi đám người sứ giả một phen, mới đưa bọn họ rời đi. Ở đưa đi đám người sứ giả sau đó, Diệp Thần nhớ tới Cửu Thần Lục Truyện, liền hướng Tô Nghê Thường hỏi. Tô cô nương, không biết người có nghe hay không qua Cửu Thần Lục? Tô Nghê Thường nghe được Diệp Thần hỏi, lập tức thiên cơ thấy rõ, nói, Diệp Thần. Người muốn hỏi thăm Cửu Thần Lục rơi xuống. Diệp Thần nói, đúng vậy.
Tô Nghê Thường lắc đầu một cái, nói cửu thần lục nhân quả, quá mức rất xưa, cũng quá mức máu tanh, năm đó vì tranh đoạt cửu thần lục, chúng ta chín vị thần minh, chém giết tranh đấu đặc biệt thảm thiết, mang cho ta cực lớn thống khổ. Bởi vì vậy đoạn trí nhớ, quá mức thống khổ, ta đã lựa chọn quên mất. Cửu thần lục rơi xuống, ta cũng không biết, Tư Thanh thừa kế ta toàn bộ đạo thống, người hỏi một chút nàng, thăm nàng có thể nhớ tới không? Nói tới chỗ này, hắn ánh mắt liền nhìn về Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh sửng sốt một chút, trầm ngâm một hồi, nói cửu thần lục sao? Bộ phận này trí nhớ, thật giống như đã toàn bộ mài mòn, ta đại khái chỉ suy tính đến, cửu thần lục cuối cùng rơi xuống, tựa hồ và một cái kêu là hắc ám cánh đồng hoang địa phương có liên quan. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói cửu thần lục ở hắc ám cánh đồng hoang vô sao. Trước đây Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ cũng nói, hắc ám cánh đồng hoang vu bên trong, tựa hồ ẩn chứa có cửu thần lục nhân quả, nhưng bọn họ tảo biến liền toàn bộ hắc ám cánh đồng hoang vu, vậy không bắt được có giá trị đầu mối. Đầu mối duy nhất, chính là vậy bồ công anh hạt giống. Hiện tại, Kỷ Tư Thanh vậy nhắc tới hắc ám cánh đồng hoang vu, tự nhiên để cho Diệp Thần vậy khẩn trương. Kỷ Tư Thanh nói, ta không xác thực định, chỉ là có nguyên nhân quả sâu xa, đúng rồi, Diệp Thần, ngươi không phải có một viên thiên cơ hạt giống sao? Chỉ cần ngươi thúc dục hóa, có lẽ là có thể giải khai sau lưng bí mật. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, hạt giống này muốn thúc dục hóa, còn muốn chút thời gian, cấp không được. Kỷ Tư Thanh suy tư một hồi, nói, nếu như thúc dục hóa hạt giống quá phiền toái, ta mới vừa thừa kế hỏa thần lực lượng, có lẽ có thể lợi dụng lửa trời, đem như vậy tử trực tiếp thiêu hủy, lấy ra trong đó thiên cơ, dùng sức mạnh lực thủ đoạn, trực tiếp phá dịch, nhưng cũng có thể sẽ để cho ngươi chịu khổ một chút. Dẫu sao ngươi hơi thở, đã thấm vào đến như vậy từ bên trong. Diệp Thần nói, nếu như có thể trực tiếp phá dịch mà nói, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, đau một chút sở không có gì đáng ngại. Kỷ Tư Thanh gò má bỗng nhiên lại một đỏ, nói, ừ, vậy thì tốt, ngươi cùng ta tới. Nói xong, liền muốn gọi Diệp Thần đi ra ngoài. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng Kỷ Tư Thanh hướng bên ngoài đi. Nguyệt Hồn Tiên Tử nói, Diệp Thần, tỷ tỷ ta đạo thống, đã truyền cho Tư Thanh cô nương, ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa, ta và tỷ tỷ ta từ nay về sau, đều là người của ngươi. Diệp Thần nói, hai vị cô nương mời yên tâm, ta sau này sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Dứt lời, Diệp Thần liền cùng Kỷ Tư Thanh ra phòng khách. Kỷ Tư Thanh kéo Diệp Thần, trở lại trong phòng mình. Lúc đầu nàng thiêu hủy hạt giống, lấy ra thiên cơ phương thức, cần cùng Diệp Thần đi sâu vào hòa vào nhau, tương đối xấu hổ. Ở trước mặt người ngoài, dĩ nhiên là không thể biểu lộ. Hai người đi sâu vào hòa vào nhau một phen sau đó, Diệp Thần liền cảm thấy, có một cổ nóng bỏng ngọn lửa lực lượng, dòng nước chảy đến mình trong đan điền. Trong đan điền, vậy hạt giống, liền bị hoàn toàn đốt hóa, ẩn chứa ở trong đó thiên cơ, hiển lộ ra. Diệp Thần cảm thấy đan điền một hồi đau đớn, thật may còn trong phạm vi chịu được. Thiên cơ hiển lộ, một đạo bồ công anh đồ đằng. Đầu tiên hiện lên ở Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh trước mắt. Bồ công anh là tự do tượng trưng, cũng là phong thần thiên tôn đồ đằng. Cửu thần lục rơi xuống, có lẽ cùng phong thần thiên tôn có liên quan. Kỷ Tư Thanh thấp giọng nói. Đồ đằng dần dần không nhìn thấy, rồi sau đó, một bức bức cổ xưa hình ảnh, lục tục phơi bày ra. Đang vẽ mặt bên trong, Diệp Thần thấy được một tràng động trời đại chiến. Chiến đấu địa điểm chính là ở hắc ám cánh đồng hoang vu. Trận đại chiến này, thật ra thì trước đây Diệp Thần ở hắc ám cánh đồng hoang thời điểm, vậy mơ hồ dòm ngó gặp qua, nhưng bởi vì năm tháng quá lâu xa, rất nhiều hình ảnh cũng mài mòn, hắn vậy không thấy rõ. Nhưng hiện tại, phơi bày ở trước mắt hắn, là hoàn hảo không hao tổn hình ảnh. Hình ảnh bên trong, có mấy chục ngàn người đại chiến, tham dự chiến đấu người, trên y phục toàn bộ có dấu giống nhau huy hiệu. Liền trên người tán phát ra huyết mạch hơi thở, đều là tương thông, hiển nhiên xuất từ thống nhất cái gia tộc. Nhưng hiện tại, những thứ này đồng tộc người trong, nhưng ở sanh tử quyết chiến, chém giết đặc biệt thảm thiết, mỗi một nháy mắt đều có người chết đi, máu tươi đem toàn bộ hắc ám cánh đồng hoang vu nhiễm đỏ. Tại đại chiến nhất trung tâm, là hai cái chàng thanh niên. Cái này hai cái chàng thanh niên, đều là phong thần anh tuấn, hình dáng đường đường, một mặt hạo nhiên chính khí. Hai người bên trong, một người dùng phong hệ pháp thuật, một người khác dùng không gian thần thông, hai bên đều là thiên đế chủ thần cấp nhân vật lớn,
thần thông đụng nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa vang động, nhưng bùng nổ phạm vi, hai người khống chế ở tấc vuông tới giữa, cũng không có đả thương đạt tới người ngoài. Có thể gặp bọn họ tu vi, đều đến thu thả tự nhiên bước. Phương này tấc giữa thần thông va chạm, đủ để cho vũ trụ sụp đổ, tinh không phai mờ, kinh khủng gió lốc lớn, vũ dực, thần quang, không gian quy luật, không ngừng đụng nhau, đánh được trời đất u ám. Ở hai người trên đỉnh đầu, lơ lửng một bản thiên thư. Vậy bản thiên thư, tràn ra mênh mông vô biên hơi thở, năng lượng bàng bạc hết sức, thậm chí so với cái này hai vị thiên đế chủ thần lực lượng, còn kinh khủng hơn rất nhiều, vô biên vô tận. Đây là, cửu thần gợi ý ghi. Diệp thần thấy vậy bản thiên thư, lập tức bắt được thiên cơ, biết đó chính là trong truyền thuyết cửu thần lục. Thiên thư dưới, vậy hai cái thiên đế chủ thần, cũng muốn ra tay tranh đoạt cửu thần lục. Đáng tiếc không có giết chết đối phương trước, bọn họ đều không cách nào cướp được tay. Vậy hai cái thiên đế chủ thần, Diệp thần nhận được một người trong đó, cái đó dùng phong hệ thuật pháp thanh niên, chính là trong truyền thuyết phong thần thiên tôn. Diệp thần tự do cánh thần thông, chính là tới từ phong thần thiên tôn, đại biểu phong thần thiên tôn đối tự do khát vọng. Phong thần thiên tôn ở kịch chiến lúc đó, có một đóa đóa bồ công anh, ở hắn quanh thân tách thả ra, theo gió tung bay, khá là lộng lẫy. Nhưng cái này chút bồ công anh khí tượng, mỗi lần vừa xuất hiện, liền bị hắn đối thủ không gian quy luật, nghiền nát thành bụi đất. Ai yêu, là phong thần thiên tôn, còn có linh không thiên tôn. Kỷ Tư Thanh nhìn cái này kịch chiến hình ảnh, nhưng là nhận ra, kinh hô thành tiếng nói. Diệp thần nói, linh không thiên tôn là ai? Hắn gặp linh không thiên tôn, có thể cùng phong thần thiên tôn đấu cái kỳ cổ tương đương, muốn đến thực lực là vô cùng cường đại. Kỷ Tư Thanh nói, linh không thiên tôn là phong thần thiên tôn huynh trưởng, bọn họ xuất từ thống nhất cái gia tộc, đều là không không lúc nào không không sứt mẻ người gia tộc. Kỷ Tư Thanh thừa kế Tô Nghê Thường đạo thống, cho nên đối với không không lúc nào không rất nhiều bí mật, cũng như lòng bàn tay. Khi nhìn đến cái này kịch chiến hình ảnh lúc đó, nàng liền nhận ra. Diệp thần nói, không sứt mẻ gia tộc. Kỷ Tư Thanh nói, đúng vậy, ở không không lúc nào không bên trong. Không sứt mẻ gia tộc đã từng là cao cấp gia tộc lớn, có không sứt mẻ nguyên thể. Không sứt mẻ nguyên thể, là siêu phàm nguyên thể một loại, có này cùng nguyên thể người, thân thể không lậu không sứt mẻ, thu nạp thiên địa linh khí thời điểm, sẽ không có chút nào tiết lộ, có thể hoàn mỹ hấp thu luyện hóa. Cho nên, không sứt mẻ nguyên thể người, tốc độ tu luyện thật nhanh, phong thần thiên tôn từ 6 tuổi bắt đầu tu luyện, không tới 100.000 năm, là được làm thiên đế chủ thần. 100.000 năm thời gian, nếu như đối người bình thường mà nói, dĩ nhiên là vô cùng rất lâu, nhưng đối với không không thời không cường giả mà nói, bất quá là ngắn nháy mắt nhất niệm, búng ngón tay một cái gian. Chính là 100.000 năm, liền tu thành thiên đế chủ thần, cái này phong thần thiên tôn thể chất thiên phú, chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dạng, cho dù là ở không sứt mẻ gia tộc bên trong, khẳng định cũng là đứng đầu thiên kiêu. Kỷ Tư Thanh nhìn phong thần thiên tôn, cùng linh không thiên tôn kịch chiến hình ảnh. Con mắt nhỏ tránh, tựa như cổ xưa trí nhớ ở hồi phục, nói. Ta nhớ ra rồi, năm đó cửu thần chí tôn, tranh đoạt cửu thần gợi ý ghi, cuối cùng là phong thần thiên tôn, dựa vào gia tộc thế lực, thành công cướp được tay. Ở cửu thần bên trong, phong thần thế lực sau lưng lớn nhất, không sứt mẻ gia tộc bởi vì toàn thể có không sứt mẻ nguyên thể, người người đều là thiên tài tu luyện, cường giả như mây, vô số cao thủ, là phong thần cung cấp hết sức chống đỡ. Bàn về một mình sức chiến đấu, phong thần không sánh bằng nham thần, nhưng nếu như bàn về thế lực sau lưng nội tình, vậy cho dù là nham thần thiên tôn, cũng không cách nào cùng phong thần so sánh. Cuối cùng, cái này cửu thần gợi ý ghi, rơi vào phong thần thiên tôn trong tay, cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Vốn là, phong thần thiên tôn lấy được rồi cửu thần lục, hắn đem trở thành cửu thần chí cường, nhưng tiếc là, vào lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Kỷ Tư Thanh cúi đầu trầm tư trước, chân mày nhíu chặt, nàng não biển có rất nhiều cổ xưa trí nhớ, đều là thuộc về Tô Nghê Thường, hôm nay truyền thừa đến nàng nơi này. Những ký ức này, có rất nhiều đã mài mòn, hiện đang dần dần hồi phục, để cho đầu nàng hơi có chút đau đớn. Nhưng, nàng biết, những ký ức này sau lưng, quan hệ đến trọng đại nhân quả, đối Diệp Thần vô cùng trọng yếu, cho nên vẫn là cố nén đau đớn, cố gắng nhớ lại. Là cái gì bất ngờ? Diệp Thần cũng là khó hiểu khẩn trương, hỏi. Kỷ Tư Thanh lại trầm tư một hồi, nói, hình như là hắn huynh trưởng con gái chết.
hắn huynh trưởng chính là Linh Không Thiên Tôn, cũng là một vị thiên đế chủ thần, tinh thông không gian thuật, người này vô cùng cường đại, hắn không gian thuật pháp, thậm chí bao trùm ở Thái Vũ huyết mạch bên trên. Ở không sứt mẻ gia tộc bên trong, hắn và Phong Thần Thiên Tôn, là nổi bật nhất hai ngôi sao, hai người cũng có vô số người theo đuổi, Linh Không Thiên Tôn vậy mơ hồ có thể trở thành thứ 10 thần. Năm đó, cửu thần tranh đoạt cửu thần lục, Linh Không Thiên Tôn hết sức chống đỡ Phong Thần, hắn thậm chí đem mình hai cô con gái, cũng phái lên chiến trường. Nhưng ở sau khi chiến đấu kết thúc, tiểu nữ nhi của hắn sa đọa hắc ám, không biết tung tích, đại nữ nhi trực tiếp chết trận. Con gái hắn chết, nơi có thời gian tuyến đều bị xóa bỏ, không cách nào sống lại, hắn muốn mời Phong Thần Thiên Tôn, lợi dụng cửu thần lục lực lượng, đem con gái hắn sống lại. Nhưng Phong Thần Thiên Tôn không chịu, hai huynh đệ như vậy xích mích thành thù, giết hại bùng nổ. Diệp Thần nghe Kỷ Tư Thanh mà nói, tầm nhìn trước mắt chiến đấu hình ảnh, nội tâm âm thầm rung động. Phong Thần Thiên Tôn và Linh Không Thiên Tôn, vì cửu thần lục, huynh đệ tương tàn, cũng không ai chịu đem nhường. Phong Thần Thiên Tôn muốn dựa vào cửu thần lục, lấy được chân chính lớn tự do, lớn tiêu dao, trở thành cửu thần chí cường. Mà Linh Không Thiên Tôn, muốn dùng cửu thần lục sống lại con gái, hai bên chiến đấu kịch liệt, toàn bộ không sứt mẻ gia tộc, cũng bị liên lụy rơi vào nội chiến. Nội chiến chiến trường, chính là ở nơi này phiến hắc ám cánh đồng hoang vu bên trong. Kịch liệt chiến đấu hình ảnh, không ngừng từ Diệp Thần trước mắt lướt qua. Cuối cùng, kết thúc chiến đấu, Phong Thần Thiên Tôn bởi vì là cửu thần một trong, khí vận hơi thắng một nước, lấy trọng thương làm giá, đánh bại Linh Không Thiên Tôn. Trang Tiêu Dao, là ngươi thắng, nhưng ta hôm nay không chết, ta sau này sớm muộn phải tìm ngươi trả thù. Linh Không Thiên Tôn tức giận, người thủ hạ đã toàn bộ chết hết, chỉ còn lại hắn một cái. Hắn nửa người, đều bị gió lốc lớn lột bỏ, máu chảy như suối, nếu như là Phong Thần Thiên Tôn chỉ là trọng thương, vậy hắn đã sắp chết, mất đi tất cả sức chiến đấu. Hắn mang vô cùng oán hận cùng bi phẫn, xoay người chạy trốn đi. Phong Thần Thiên Tôn dưới trọng thương, cũng không cách nào đuổi theo. Hắn rốt cuộc có được cửu thần lục, hắn cầm cửu thần lục, khóe miệng cũng lộ ra vô cùng nụ cười khổ sở, tướng mạo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già yếu đi xuống, lại là một cái chớp mắt bạc đầu, trên mặt xuất hiện nếp nhăn. Cuối cùng, hắn thành một cái câu lũ ông già, như gần đất xa trời, run rẩy cất cửu thần lục, co rúm ở hắc ám cánh đồng hoang trong một cái góc mặt, thân thể dần dần bị gió cát cùng bồ công anh chìm ngập. Hình ảnh tới nơi này, liền hoàn toàn tiêu tán. Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh nhìn nhau, đều cảm chấn động. Kỷ Tư Thanh nói, hắc ám cánh đồng hoang vu vốn là ở không không lúc nào không, nhưng năm đó chàng đại chiến kia, hẳn để cho cái này mảnh đất giới, đánh rơi đến liền thiên ngoại thiên. Diệp Thần nói, đúng vậy, Phong Thần Thiên Tôn và cửu thần lục, có thể đều còn ở hắc ám cánh đồng hoang vu bên trong, chỉ là, bởi vì năm tháng quá lâu xa, thiên cơ bị long đong, liền Nhâm Phi Phàm tiền bối và Thích Già Phật Tổ, đều không từng bắt được chút nào dấu vết. Kỷ Tư Thanh nói, chúng ta hôm nay thấy rõ thiên cơ, có lẽ có thể bắt được đầu mối. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nói, đúng là như vậy, Tư Thanh, vậy ta lại đi hắc ám cánh đồng hoang vu một chuyến. Kỷ Tư Thanh nắm hắn tay, nói ta cũng đi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không cần, người ở lại chỗ này, từ từ hiểu hỏa thần đạo pháp, ta tự mình đi liền có thể. Kỷ Tư Thanh nói, được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút, muốn bắt được cửu thần lục, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Năm đó cửu thần chí tôn, vì tranh đoạt cửu thần lục, đều là trả giá thảm trọng giá phải trả. Cái này cửu thần lục giá trị, không phải chuyện đùa. Diệp Thần muốn cướp lấy, tự nhiên cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nhưng, vì đối kháng tương lai hắc ám tai biến, Diệp Thần nhất định phải bắt được cửu thần lục. Hôm nay, hắn đã xác định, hắc ám cánh đồng hoang vu bên trong, đúng là có cửu thần lục đầu mối, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lập tức, Diệp Thần tạm biệt Kỷ Tư Thanh, rời đi tinh nguyệt giới, phong tỏa hắc ám cánh đồng hoang tọa độ, lần nữa phá không đi. Rào! Không gian bể tan tành, hạ một sát, Diệp Thần chính là lần nữa trở lại hắc ám trong cánh đồng hoang vu. Hắc ám cánh đồng hoang vu, vẫn là bao phủ ở một phiến hắc ám bên trong, chỉ có tiếng gió vù vù, không cảm giác được một chút sinh linh hơi thở. Cái này mảnh đất giới đã từng tồn tại sinh linh, cũng bởi vì Phong Thần Thiên Tôn và Linh Không Thiên Tôn đại chiến, hoàn toàn diệt tuyệt.
Diệp Thần đạp ở hắc ám cánh đồng hoang trên vùng đất, từng bước một đi về phía trước vào. Lần này trở lại hắc ám cánh đồng hoang vu, hắn rõ ràng cảm thấy ở giữa thiên địa, xuất hiện kỳ dị biến hóa, hắn có thể mơ hồ thấy, trong hư không có từng cái thiên quỹ tích lững lờ. Đó là đi qua năm tháng, lưu lại dấu vết. Những dấu vết này, Diệp Thần trước đây không thấy được, nhưng hiện tại giải mã thiên cơ, là có thể thấy rõ. Tâm tình hắn khá là khẩn trương, từng bước một đi tới trước, dần dần đi tới hắc ám cánh đồng hoang vu chỗ sâu, trong gió bay tới mấy đóa bổ công anh, thế nhưng chút bổ công anh nhưng là màu đen, tựa như rơi vào hắc ám, lộ vẻ được vô cùng quỷ bí. Luân hồi chi chủ, người tới. Vừa lúc đó, Diệp Thần chợt nghe một hồi trầm ổn thanh âm già nua, truyền tới hắn trong lỗ tai. Ai? Diệp Thần tim căng thẳng, ngắm nhìn bốn phía, cũng không gặp có người. Cẩn thận cảm ứng bắt, vậy không phát hiện bất kỳ khí tức gì. Là phong thần tiền bối sao? Diệp Thần hỏi. Là ta, người giải mã ta lưu lại thiên cơ hạt giống, có lẽ chính là ta muốn tìm kiếm người có duyên, có thể có hứng thú tụ họp một chút. Phong thần thiên tôn thanh âm già nua, lần nữa truyền tới, nhưng Diệp Thần như cũ không thấy được dấu vết người. Phong thần tiền bối, người ở nơi nào? Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, nhưng gặp ở giữa thiên địa, trống rỗng một phiến, liền một con sâu con kiến hôi cũng không có, hắn không cảm giác được chút nào sinh linh hơi thở, càng không bắt được phong thần thiên tôn tồn tại. Ta ngay tại hắc ám cánh đồng hoang vu, bất quá ở khác một tầng không gian bên trong. Phong thần thiên tôn đạm mạc nói. Khác một tầng không gian. Diệp Thần nhướng mày một cái, âm thầm vận chuyển thái vũ huyết mạch lực lượng, lần nữa xem xét mảnh thiên địa này, quả nhiên thấy được một ít vặn vẹo sợi tơ, đó là không giữ văn lạc. Những thứ này không gian vặn vẹo sợi tơ, đặc biệt bí mật, coi như là Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ này nhóm cường giả, đều không thể tùy tiện phát hiện. Diệp Thần có thái vũ huyết mạch, đối không gian thuộc tính cảm ứng bén nhạy, mới miễn cưỡng bắt được. Nhìn thấy không? Vào đi. Phong thần thiên tôn nói. Diệp Thần sải bước tiến lên trước, dựa vào thái vũ huyết mạch lực lượng, thân thể xuyên qua những cái kia vặn vẹo sợi tơ, giống như là xuyên qua một cái vết nứt không gian. Rào. Hạ một sát, Diệp Thần sẽ đến khác một tầng bên trong không gian. Tầng này không gian, cũng ở đây hắc ám cánh đồng hoang vu, bất quá núp ở không gian nếp nhăn bên trong, người bình thường căn bản không phát hiện được. Đây là một phiến bóng tối không gian, khắp nơi có không gian loạn nhận gào thét, từng cái không gian loạn nhận tạo thành gió bão, bốn phía thổi lất phất sát phạt, đủ để đem người vặn cắt thành mảnh vỡ. Diệp Thần một bước vào, lập tức gặp phải vô số không gian loạn nhận chém. Thần kiếm ngự lôi quyết. Diệp Thần phản ứng nhanh chóng, cũng không hoảng loạn, lập tức thi triển thần kiếm ngự lôi quyết, quanh thân nhảy dậy từng cái sấm sét phi kiếm, còn quấn hắn vo ve chuyển động. Những cái kia chém tới đây không gian loạn nhận, đều bị Diệp Thần sấm sét phi kiếm ngăn trở, cũng không có làm tổn thương đến hắn. Kiếm pháp không tệ, đến đây đi. Phong thần thiên tôn thanh âm, từ nơi này mảnh không gian chỗ sâu truyền tới. Diệp Thần đáp một tiếng, dè đặt đi về phía trước vào. Hống. Đi tới nửa đường, một hồi to lớn tiếng thú gào, từ bên cạnh truyền tới, thiếu chút nữa đem Diệp Thần màng nhĩ cũng đâm rách. Chỉ gặp một con cự thú, toàn thân đen nhánh quỷ bí, bề ngoài như mãnh voi ma mút, đạp đất rung núi chuyển nhịp bước, hung hăng hướng Diệp Thần xông lên đụng tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, theo bản năng nghiêng người né tránh. Phong thần thiên tôn nói, chú ý, là hắc ám nảy sinh quái vật. Cái này mảnh không gian, là ta huynh trưởng linh không thiên tôn, năm đó lưu lại không gian quy luật biến thành, đã sớm bị hắc ám dính, có rất nhiều quái vật hoành hành. Không quá ta muốn, luân hồi chi chủ ngươi tu vi thông thiên, những quái vật này, hẳn là không tổn thương được ngươi. Ở phong thần thiên tôn nói chuyện đồng thời, đầu kia mãnh voi ma mút, lại bào hiếu trước hướng Diệp Thần xông lên đụng tới. Thốn kình, khai thiên. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, lúc này phục hồi tinh thần lại, không sợ chút nào, lập tức một quyền mãnh oanh ra. Phịch, làm Diệp Thần quả đấm, đánh vào vậy mãnh voi ma mút trên mình. Cuồng bạo quyền kính chính là nổ tung, tại chỗ đem vậy mãnh voi ma mút làm vỡ nát. Rất tốt, người võ đạo, quả nhiên cường hãn. Có lẽ, người có thể đem người pháp bảo bên trong, những cái kia đại năng chân thân, giải cứu ra. Phong thần thiên tôn thấy Diệp Thần cường hãn như vậy hình dáng, chính là tán thưởng nói.
Phong thần tiền bối, người biết ta pháp bảo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp thần trong lòng rét một cái, mười phần bất ngờ, pháp bảo này chỉ tất nhiên là luân hồi mộ địa, phong thần thiên tôn lại làm sao biết. Phong thần thiên tôn nói, ừ, đúng vậy, hơi bắt được điểm thiên cơ, người vậy pháp bảo bên trong, thật ra thì có mấy cái đại năng, bị nhốt ở chỗ này, người nếu đã tới, tốt nhất tự mình đem bọn họ giải cứu ra, ta cái này lão xương, là lười được ra tay. Diệp thần thất kinh, nói, lại có mấy vị luân hồi mộ địa đại năng, lại có thể bị nhốt ở chỗ này. Cái này không thể nào. Luân hồi mộ địa có trăm vị đại năng, đã từng bị Hiên Viên Mặc Tà và Huyền Cơ Nguyệt nhốt một phần chia, Diệp thần giải cứu ra một phần chia, nhưng còn có rất nhiều đại năng, hắn còn không có giải cứu, thậm chí còn có rất lớn một phần chia đại năng cũng vẫn không thể dẫn động. Luân hồi mộ địa thái thần bí, mặc dù bây giờ đối với tác dụng của hắn mà nói, không có ở Hoa Hạ như vậy long trời lở đất, nhưng vậy quan hệ đến cực lớn nhân quả. Hắn có thể xác định, những cái kia đại năng coi như bị nhốt, cũng không khả năng bị nhốt ở chỗ này. Phong thần thiên tôn ha ha cười một tiếng, nói, nghĩa địa. Luân hồi, danh tự này ngược lại cũng không tệ. Thật ra thì, bọn họ vốn là không có ở đây, nhưng đi qua thời gian tuyến bị sửa đổi, đưa đến thực tế xuất hiện dị biến, người luân hồi mộ địa bên trong trăm vị đại năng, thì có mấy vị chân thân, xuất hiện ở nơi này. Diệp thần sửng sốt một chút, nói cái này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Phong thần thiên tôn nói, là bởi vì là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm sửa đổi đi qua, hắn nghĩ tới cứu rất nhiều luân hồi đại năng chân thân, nhưng thất bại, tựa hồ có loại nào đó phép tắc hạn chế, liền luân hồi sách đều không thể thay đổi, đưa đến hắn thất bại. Hắn sửa đổi đi qua thất bại, nhưng vậy xúc động thực tế. Ngươi phải biết, cái này thế gian bất kỳ sự việc, đều không phải là cô lập tồn tại, rút dây động rừng. Nhâm Phi Phàm sửa đổi đi qua cử động, đã để cho thực tế rất nhiều nhân quả, đổi được hỗn loạn, rất nhiều luân hồi đại năng chân thân, bị nhốt địa điểm, vậy toàn bộ thay đổi, phân tán ở chư thiên các nơi, có thể liền Nhâm Phi Phàm mình, cũng còn không nhận ra được đi. Diệp thần nội tâm đại chấn, mặt đầy đờ đẫn, có chút chưa tỉnh hồn lại. Luân hồi mộ địa rất nhiều đại năng, chân thân có thể bị nhốt ở mấy cái mấu chốt địa phương, chỉ theo trước Nhâm Phi Phàm sửa đổi đi qua. Kích động thực tế, đưa đến nhân quả hỗn loạn. Rất nhiều luân hồi đại năng chân thân, lúc này phân tán, bị đày tới chư thiên các nơi. Ở nơi này mảnh không gian bên trong, thì có mấy vị luân hồi đại năng chân thân. Diệp thần nghe xong phong thần thiên tôn nói sau đó, cẩn thận bắt, quả nhiên có thể cảm thấy trong sâu thẳm, có từng luồng quen thuộc hơi thở, đều là luân hồi mộ địa đại năng hơi thở. Bọn họ chân thân, quả nhiên bị nhốt ở chỗ này. Phong thần thiên tôn nói, lấy người hôm nay thực lực, muốn cứu bị nhốt ở chỗ này đại năng, cũng chính là giơ tay tới giữa, người trước tới đi, ta có một số việc, muốn hàn huyên với người trò chuyện. Diệp thần nói, Hắn phong tỏa phong thần thiên tôn phương hướng của thanh âm, chính là nhanh chóng phi thân đi. Dọc theo đường đi, Diệp thần gặp phải mấy đầu hắc ám quái vật, nhưng dựa vào thực lực cường hãn, cũng ung dung đánh bể. Nhưng, càng đến gần phong thần thiên tôn, hắn càng cảm giác được, chung quanh không gian chảy loạn, đổi được tàn phá. Ở nơi này vậy tàn phá bừa bãi không gian chảy loạn hạ, Diệp thần thần kiếm ngự lôi quyết, đều có điểm không đỡ được. Dùng tự do cánh bay tới, để cho ta xem ngươi thần thông như thế nào. Phong thần thiên tôn truyền âm nói. Tự do cánh là hắn sáng tạo thần thông, đại biểu đối tự do theo đuổi cùng khát vọng, cũng là phong hệ mạnh nhất thần thông. Lăng phong thần mạch. Tự do cánh, mở. Diệp thần hít sâu một hơi, lấy lăng phong thần mạch thúc dục tự do cánh. Thoáng chốc tới giữa, hắn quanh thân tập tục nổ, cuồng bạo gió lốc lớn dâng trào, ở sau lưng hắn cấu trúc thành một đôi bạc cánh màu trắng, phía trên hiện đầy ngàn vạn đạo phù văn huyền ảo, từng luồng gió quý tích mang theo mãi mãi ngâm sướng. Ở lăng phong thần mạch dưới sự thúc dục, Diệp thần giờ phút này triển khai tự do cánh, đặc biệt rực rỡ tươi đẹp nguy nga. Oanh oanh oanh. Cuồng bạo gió, ở Diệp thần quanh thân vần quanh, thậm chí so với chung quanh không gian chảy loạn, còn muốn cuồng bạo. Những cái kia tàn phá bừa bãi không gian chảy loạn, còn không đến gần Diệp thần thân thể, liền bị quanh người hắn gió lốc lớn nghiền nát hết. Nghỉ! Diệp thần cánh rung lên, thân như sao rơi bay ra, trực tiếp nghiền nổ phía trước hư không, đem nơi có không gian chảy loạn toàn bộ cắn nát, uy mãnh bá đạo được giống như thần minh.
Ngay lập tức, Diệp Thần chính là xuyên qua cái này mảnh không gian chạy loạn, đi tới một phiến đặc thù không gian khu vực bên trong. Cái này mảnh không gian khu vực, không thể dùng thực tế lời nói đi hình dạng, hết thảy cũng phơi bày mộng ảo tư thái, chỉ có không gian bên trong khắp nơi nổi lơ lửng bồ công anh, có thể để cho Diệp Thần thấy một chút thực tế dấu vết. Rất tốt, luân hồi chi chủ, người có luân hồi huyết mạch, người tự do cánh thần thông, thậm chí so ta còn lợi hại hơn. Không gian vặn vẹo, một cái gầy yếu ông già, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Cái này ông già, đã gầy yếu được không giống, chỉ có Diệp Thần nửa người cao, eo cơ hồ cong đến nơi, lưng gù được lợi hại, mặt đầy nếp nhăn rũ, nhăn nhúm ra mặt vậy mau kéo đến đi lên, lộ vẻ được đặc biệt khủng bố, trong mắt vậy đục không chịu nổi. Phong thần tiền bối. Diệp Thần trong lòng lấy làm kinh hãi, biết cái này ông già, chính là ngày xưa phong thần thiên tôn, năm tháng mài mòn, hắn lại già yếu đến đây, quả thực làm người ta thổn thức. Ta bộ dáng này, không có hù được ngươi chứ. Phong thần thiên tôn cười lên, tiếng cười sơ lãng, thanh âm 10 phần trầm ổn có lực, cùng hắn câu lũ suy thoái bề ngoài, quá mức không tương xứng. Diệp Thần hoảng hốt vội nói, không có, không có. Phong thần thiên tôn than thở một tiếng, nói, là đà đế cổ thần hại ta. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói cái gì? Phong thần thiên tôn nói, à, tóm lại là hắn hại ta, ta kêu ngươi tới đây, thật ra thì muốn gọi ngươi thay ta trả thù. Diệp Thần nói, trả thù sao? Phong thần thiên tôn nói, đúng vậy, thù này nếu không phải báo, ta chết đều sẽ không nhắm mắt. Thanh âm lộ ra một vẻ căm hận oán giận, cho dù năm tháng rất xưa, hận ý cũng không từng có yếu bớt chút nào. Dừng một chút, phong thần thiên tôn lại sử dụng một hạt châu, nói, viên này phong thần châu, bên trong hàm chứa ta chọn đời tu vi cảm ngộ, quy luật nghĩa sâu xa, thần thông tạo hóa vân. Vân, ai có thể luyện hóa viên này phong thần châu, ai là có thể trở thành mới phong thần. Ta thời đại đã qua, người tới đúng dịp, có thể giúp ta mang viên này phong thần châu đi ra ngoài, đào tạo mới phong thần. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, gặp hạt châu kia bên trong, đóng dấu trước một cái y gió chữ, có cổ xưa quy luật bí ẩn truyền ra, giá trị nhất định là không phải chuyện đùa, hắn liền hỏi. Phong thần tiền bối, người đã chọn lựa xong liền truyền nhân sao? Phong thần thiên tôn ha ha cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, ta vốn là muốn để cho ngươi làm mới phong thần, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, người luân hồi huyết mạch, tiềm lực vô hạn to lớn, để cho ngươi thừa kế ta quyền bính, ngược lại là bôi nhỏ ngươi. Diệp Thần nói, không dám. Phong thần thiên tôn nói, ha ha, ta cũng không dám tiếm quyền, ta xem ngươi luân hồi trận doanh bên trong, có vị kêu Diệp Lạc Nhi cô nương, thiên phú không tệ, nàng có lẽ có thể luyện hóa cái này phong thần châu, thừa kế ta đạo pháp, trở thành mới phong thần. Diệp Thần nói, tiền bối nhìn chúng Lạc Nhi. Phong thần thiên tôn cười nói, ta là nhìn chúng ngươi, chỉ cần là bên cạnh ngươi người, đều có thể. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, suy nghĩ Diệp Lạc Nhi đạt được phong thần châu, thành mới phong thần, vậy hắn luân hồi trận doanh thế lực, vừa có thể tăng lên thật nhiều. Đa tạ phong thần tiền bối. Diệp Thần khom người nói cảm ơn. Phong thần thiên tôn cười híp mắt nói, ngươi cầm ta phong thần châu, có thể phải nghĩ biện pháp thay ta trả thù, giúp ta giết chết đà đế cổ thần. Hắn viên này phong thần châu, chân quý như vậy, bên trong hàm chứa phong thần quyền bính tất cả lực lượng, hắn tự nhiên sẽ không trắng trắng giao ra. Diệp Thần nếu như cầm, tương lai thì nhất định phải thay hắn trả thù. Đó là tự nhiên, tiền bối mời yên tâm, vậy đà đế cổ thần, cũng là ta địch thủ cũ. Diệp Thần rất sảng khoái đáp ứng, dẫu sao đà đế cổ thần, cũng là hắn kẻ địch. Phong thần thiên tôn đại hỉ, nói, rất tốt, có luân hồi hứa một lời, vậy ta an tâm, ta sinh mạng đã không nhiều lắm, tối đa triệu năm sau, mài mòn tích lũy, ta sẽ chết đi. Hy vọng cái này triệu trong thời kỳ, ta có thể thấy đà đế cổ thần tiêu diệt. Triệu năm thời gian, nghe đặc biệt rất lâu, nhưng trong thực tế đối không không thời không cường giả mà nói, là hết sức là ngắn ngủi. Đặc biệt là đối phong thần thiên tôn loại cấp bậc này thiên đế chủ thần mà nói, triệu năm chính là chuyện một cái chớp mắt tình. Bọn họ tính toán thời gian, thường thường là lấy vũ trụ mấy năm tới tính toán. Một cái vũ trụ mấy năm, đốm nhỏ từ ra đời đến vẫn diệt, phải đi qua hàng tỷ năm thời gian, chính là triệu năm, ở vũ trụ tiêu chuẩn hạ, ở không không tiêu chuẩn hạ, tại thiên đế chủ thần tiêu chuẩn hạ, chân thực quá ngắn tạm quá ngắn ngủi. Phong thần thiên tôn chỉ còn lại triệu năm sinh mạng,
có thể nói là người sắp chết, hành tương tự mộc. Diệp thần nói, tiền bối, ngươi sẽ không chết, nếu là cho ta triệu năm thời gian, ta có lòng tin lên đỉnh luân hồi trung cực, nắm giữ chí cao sống chết quy luật, ta nói ngươi sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết. Phong thần thiên tôn lắc đầu một cái, ha ha cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, nói thôi, không nói những thứ này, viên này phong thần châu cho ngươi, ngươi có thể đi. Mấy vị kia luân hồi đại năng, chính ngươi đi giải cứu là được. Hắn cầm trong tay phong thần châu, giao cho Diệp thần, rồi sau đó liền muốn đưa Diệp thần đi ra ngoài, mình tiếp tục nghỉ ngơi. Tánh mạng hắn đã không nhiều lắm, chẳng muốn lại có bất kỳ dày vò. Diệp thần nhớ tới cửu thần lục truyện, liền vội vàng hỏi nói, tiền bối, chậm đã, ngươi hẳn biết ta ý đồ, cửu thần lục là ở trong tay ngươi sao? Phong thần thiên tôn mặt liền biến sắc, nói, ngươi muốn cửu thần lục làm chi? Diệp thần nói, đối kháng tương lai có thể đến hắc ám tai biến. Phong thần thiên tôn hơi trầm ngâm, nói, hắc ám tai biến sao? Đúng là, không không lúc nào không cùng thế giới hiện thật quy tắc hạn chế, càng ngày càng yếu kém, bóng tối năng lượng, đúng là có thể chút xuống. Hơn nữa, thế giới hiện thật hệ thống tu luyện, hẳn biết bị phá vỡ. Vốn là, hiện thế võ đạo nhất đỉnh cấp, chính là tiên đế. Nhưng, theo quy tắc bị phá vỡ, tương lai không lâu sau, hẳn biết xuất hiện vượt qua tiên đế nhân vật. Tiên đế trên cảnh giới, chính là thần đạo cảnh, đây là không không lúc nào không tu luyện bước đầu tiên. Bước vào thần đạo cảnh người, được gọi là chân thần, cũng chỉ là chân chánh thần minh, nhưng cũng gọi hạ vị thần, bởi vì là mặt trên còn có rất nhiều cường đại hơn thần linh. Diệp thần dù gì nói, thần đạo cảnh, chân thần, hạ vị thần. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, không không lúc nào không hệ thống tu luyện bí mật. Những thứ này bí mật, liền Nhâm Phi Phàm cũng không có cặn kẽ cùng hắn nói qua, bởi vì dính líu tới đại lộ quy luật, nếu như qua loa tiết lộ, rất dễ dàng đưa tới bất trắc tai họa. Bất quá, Diệp thần và phong thần thiên tôn ở địa phương đó, là hết sức là đặc thù dị thứ nguyên không gian, cho dù tiết lộ thiên cơ, cũng không cần lo lắng thiên tai hạ xuống. Phong thần thiên tôn nói, cửu thần lục không có ở đây ta trên tay, ta không cho được ngươi, ngươi tương lai muốn đối kháng hắc ám tai biến, vậy thì mau sớm tu luyện, tăng lên thực lực. Chỉ cần ngươi thực lực, có thể đạt tới thần đạo cảnh, trở thành chân thần, ngươi liền có đầy đủ tư cách, san bằng hắc ám, bảo vệ thực tế, vậy không cần dựa vào cửu thần lục. Diệp thần nhất thời ngạc nhiên, nói, không được, tiền bối, cái này không thể nào. Diệp thần võ đạo nội tình, vô cùng là hùng hậu, đưa đến hắn muốn tu luyện đột phá, so với người bình thường khó khăn gấp trăm ngàn lần. Nhưng, một khi đột phá, hắn thực lực, vậy sẽ thành được đặc biệt khủng bố. Trước mắt, Diệp thần tu vi, là thiên huyền cảnh tầng thứ 6 đỉnh cấp, đã có nghịch phạt tiên đế tư cách. Nếu là hắn có thần đạo cảnh tu vi, sợ rằng có thể ở không không lúc nào không bên trong, chia cắt nhất phương. Nhưng hắn muốn tấn thăng thần đạo cảnh, thật quá khó khăn. Bây giờ Diệp thần, chỉ là thiên huyền cảnh mà thôi, ở giữa còn có một cái vô lượng cảnh. Hắn muốn trở thành là chân thần mà nói, sợ rằng hao hết toàn bộ thế giới hiện thật tài nguyên, cũng không thể để cho hắn đột phá. Muốn đột phá, nhất định phải đi không không lúc nào không. Nói cách khác, phong thần thiên tôn muốn để cho Diệp thần bước vào thần đạo cảnh, lại đi đối kháng hắc ám tai biến, vậy đơn giản không thể nào. Bởi vì đến khi đó, thế giới hiện thật có thể đều bị hắc ám chìm ngập. Cho nên, muốn đối kháng hắc ám, nhất định phải dựa vào cửu thần lục lực lượng. Tiền bối, ngươi không phải đánh bại linh không thiên tôn, bắt được cửu thần lục liền sao? Ta cần cửu thần lục lực lượng, không biết ngươi có thể hay không đem cái này cửu thần lục cho ta mượn. Ta có thể lập tức tặng ngươi đầy đủ luân hồi máu tươi, để cho ngươi chậm tách ra mài mòn, kéo dài tuổi thọ hàng tỷ năm cũng không có vấn đề gì. Diệp thần nói, hiện tại Diệp thần toàn thân cao thấp, chân quý nhất đồ, không phải nguyên ngọc, không phải kinh cức phương tọa, không phải thần công gì bí tịch, mà là hắn luân hồi huyết mạch bản thân. Hắn luân hồi máu tươi, có thể nói là chư thiên chân quý nhất đồ, năng lượng dư thừa, đủ để nghịch chuyển sống chết. Phong thần thiên tôn nghe được Diệp thần nói tới linh không thiên tôn, sắc mặt trầm xuống, ngũ quan cũng vặn vẹo, tựa như rơi vào vô cùng là thống khổ trong trí nhớ đi, lạnh lùng nói, ta nói, cửu thần lục không có ở đây ta trong tay, ngươi đi thôi. Dứt lời, phong thần thiên tôn vung tay lên, một cổ vô hình gió bão, trực tiếp cuốn lên Diệp thần thân thể,
đuổi hắn đi ra ngoài. Giao. Diệp Thần thoát khỏi cái này phiến đặc thù không gian khu vực, lần nữa hồi đi ra bên ngoài, chung quanh là tàn phá bừa bãi không gian chảy loạn. Tiền bối. Diệp Thần quát to một tiếng, không nghĩ tới Phong Thần Thiên Tôn sẽ đuổi hắn đi ra. Xem ra cửu thần lục tương quan nhân quả, Phong Thần Thiên Tôn cũng không muốn lại nói tới, đó là vô cùng là thống khổ trí nhớ, huynh đệ tương tàn, cùng phòng thao mâu, Diệp Thần hẳn là chạm được hắn chỗ đau. Nghĩ đến Phong Thần Thiên Tôn, như vậy thống khổ vặn vẹo hình dáng, Diệp Thần trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Xem ra vẫn là ta quá lỗ mãng. Cửu thần lục, nếu không có ở đây Phong Thần Thiên Tôn trong tay, vậy sẽ ở trong tay người nào? Diệp Thần cúi đầu trầm tư, muốn suy tính nhân quả, nhưng coi là không tới bất kỳ đồ. Không biết làm sao, Diệp Thần lắc đầu một cái, trong lòng khá là thất vọng, vừa muốn nói, có mấy vị luân hồi đại năng, bị nhốt ở chỗ này, ta được nhanh đi giải cứu hắn cửa đi ra. Mấy vị kia luân hồi đại năng hơi thở, Diệp Thần ngay tức thì liền bắt được, lập tức phong tỏa tọa độ, bay vút đi. Diệp Thần mở ra tự do cánh, tại không gian chảy loạn bên trong lướt qua, vô số hỗn loạn khí lưu, bị hai cánh cuốn lên gió lốc lớn, vặn bể thành hư không. Ở Diệp Thần sau lưng, kéo ra khỏi một cái thật dài không tốc tinh vết, đó là tốc độ đạt đến mức tận cùng sau đó, lưu lại dấu vết. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới tọa độ chi địa, liền thấy có mấy đạo quen thuộc bóng người, bị nhốt ở một cái không gian trong nhà tù mặt. Vậy mấy đạo thân ảnh, chính là Xích Hoàng Tiên Tử, Pháp Hoa Tôn Giả, Tiên Hồ Cụ Già, Thánh Quang Tiên Đế, Vĩnh Dạ Ma Thần các người. Bọn họ thân thể, thấm ra máu thịt cảm giác chân thực, cũng không có thần hồn hư không. Bọn họ là chân chánh chân thân. Diệp Thần gặp được đám người đại năng chân thân, nội tâm đại hỉ, lại là rung động. Cái này các vị tiền bối, bọn họ chân thân, vốn là không phải nhốt ở chỗ này, nhưng nhâm tiền bối sửa đổi đi qua, đưa đến thực tế có rất nhiều nhân quả, xuất hiện sụp đổ hỗn loạn, cái này các vị tiền bối, cũng rơi vào nơi đây. Diệp Thần nhớ tới Phong Thần Thiên Tôn mà nói, hôm nay thấy mấy vị luân hồi đại năng chân thân, cũng biết Phong Thần lời nói không có lầm. Nhâm phi phàm sửa đổi đi qua, đúng là đưa đến rất nhiều hỗn loạn, cũng không phải là không có giá cao. Xích Hoàng Tiên Tử, Pháp Hoa Tôn Giả, Tiên Hồ Cụ Già, Thánh Quang Tiên Đế, Vĩnh Dạ Ma Thần các người, bị nhốt ở một cái không gian trong nhà tù mặt. Mà đây cái không gian cũi bên ngoài, là tất cả khổng lồ hắc ám quái vật. Thân thể không thể nói, vặn vẹo quỷ bí. Những quái vật này ô minh trước, đưa ra nhánh cây bùn nát vậy vặn vẹo bàn tay, muốn kích phá không gian cũi, chiếm đoạt bên trong luân hồi các đại năng. Rất nhiều luân hồi đại năng, nếu như là trạng thái đỉnh phong, tự nhiên không sợ những quái vật này công kích, nhưng bọn họ chân thân, đã sớm rơi vào yếu ớt, hoàn toàn không cách nào cùng những quái vật này đối kháng. Thật may cái đó không gian cũi, ở nhốt bọn họ đồng thời. Vậy là bọn họ cung cấp che chở. Không gian cũi bên trên, có một từng đạo quy luật phù văn, tạo thành vững chắc phong tỏa, tuy đem bọn họ niêm phong ở, nhưng vậy chặn lại những cái kia hắc ám quái vật tập kích. Bất quá, không gian cũi lên phù văn, ở đó chút hắc ám quái vật dưới sự công kích, không ngừng đổi được suy yếu, không bao lâu, thì phải tan biến. Một khi không gian cũi bể tan tành, Xích Hoàng Tiên Tử, Pháp Hoa Tôn Giả các người, sẽ bị quái vật cắn nuốt hết. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Các vị tiền bối. Diệp Thần quát to một tiếng, thanh âm như sấm minh, chấn triệt cái này mảnh không gian, làm được rất nhiều hắc ám quái vật, thân thể cũng lay động, ánh mắt đồng loạt nhìn lại Diệp Thần. Không gian cũi bên trong, Xích Hoàng Tiên Tử, Pháp Hoa Tôn Giả các người, nghe được Diệp Thần thanh âm, dương mắt nhìn tới, thấy Diệp Thần vậy tự do cánh giãn ra, gió lốc lớn bảo hiếu, uy mãnh vô địch bóng người, bọn họ đều sợ ngây người. Mộ chủ đại nhân, là ngươi. Xích Hoàng Tiên Tử không thể tin che miệng ba, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Pháp Hoa Tôn Giả cũng là lớn kinh, lại là chấn động ngạc, ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thần, nói, thằng nhóc này, trên mình làm sao có chiếu gặp hư không hơi thở. Chẳng lẽ hắn Phật Pháp Tu Vi, đã luyện đến Phật Tổ chân kinh tầng thứ 8. Tiên Hồ Cụ Già, Thánh Quang Tiên Đế, Vĩnh Dạ Ma Thần ba người, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện. Thấy Diệp Thần hạ xuống, bọn họ nội tâm liền hoàn toàn an ổn xuống, biết bản thân có cứu. Các vị tiền bối, ta cứu các ngươi đi ra. Diệp Thần không nói hai lời, sử dụng vạn kiếm thần tinh, một viên sáng chói mênh mông tinh thần, ở trong hư không dâng lên,
toát ra ngàn đạo vạn đạo kiếm khí. Xuy xuy xuy, ngàn vạn đạo kiếm khí chém ra, như mưa sao xa rơi xuống, hướng bốn phía hắc ám quái vật, biểu chém đi. Những cái kia hắc ám quái vật, có đơn giản linh trí, có thể rõ ràng bắt được Diệp Thần tản ra khí tức nguy hiểm. Ở vạn kiếm thần tinh mới vừa mới xuất hiện, kiếm khí còn không bạo bắn lúc đi ra, rất nhiều quái vật liền kinh hoàng gào thét, tứ tán chạy trốn đi. Nhưng, chúng chạy trốn tốc độ, còn không bằng Diệp Thần kiếm khí chém giết tốc độ. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Diệp Thần kiếm khí chém qua, nhất thời đem tất cả hắc ám quái vật, toàn bộ chém chết, hóa thành nguyên thủy hắc vụ tản đi. Vạn kiếm thần tinh ánh sáng sáng chói, vậy để cho được cái này phiến hắc ám không gian, tràn đầy quang minh. Rồi sau đó, Diệp Thần sải bước đi đến không gian cuối trước, một quyền đánh ra. Thốn kình, khai thiên. Cuồng bạo quyền kính, tại chỗ đem vậy không gian cuối đánh nát, cũng không tổn thương đạt tới bị nhốt ở bên trong các đại năng. Diệp Thần lực lượng, cầm nặn được đặc biệt tinh chuẩn. Xích Hoàng Thiên Tử, Pháp Hoa Tôn Giả, Tiên Hồ Cụ Già các người đi ra ngoài, khôi phục tự do, đều là đại hỷ. Mộ chủ đại nhân, có thể thật phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi ra tay, chúng ta có thể cũng phải chết ở chỗ này. Xích Hoàng Thiên Tử kích động được cầm Diệp Thần tay. Pháp Hoa Tôn Giả nói, đúng vậy, Diệp Thần, nhờ có ngươi tới, chúng ta trước đây từng hướng Phong Thần Thiên Tôn cầu cứu, đáng tiếc lão nhân kia nói lực không theo tim, từ đầu đến cuối không chịu xuất thủ cứu giúp. Nếu không phải ngươi tới, chúng ta liền phải chết ở chỗ này. Dừng một chút, Pháp Hoa Tôn Giả ngắm nhìn Diệp Thần một mắt, vừa vui mừng nói, ngươi đã giết chết Mang Thiên La. Diệp Thần nói, ừ. Pháp Hoa Tôn Giả đại hỉ, nói, rất tốt, ngươi quả nhiên là vô địch, Mang Thiên La chính là cao cấp tiên đế, ta lấy vì ngươi coi như có thể giết chết hắn, là ta trả thù, cũng cần vô cùng là rất dài thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể làm được, lợi hại lợi hại. Diệp Thần cười nói, tiền bối quá khen. Pháp Hoa Tôn Giả hỏi, đúng rồi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Còn nữa, ta phải nói cho ngươi, Nhâm Phi Phàm sửa đổi đi qua, đưa đến thực tế nhân quả xuất hiện hỗn loạn, chúng ta vốn là không phải là bị nhốt ở chỗ này, nhưng trong chỗ U Minh có một cổ không thể kháng cự lực lượng kinh khủng, đem chúng ta đẩy tới nơi đây, thật may chỗ này còn không coi là đường cùng, nếu không sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần gật gật đầu nói, hỗn loạn chuyện, ta đã biết, ta hạ xuống nơi đây, nhưng thật ra là vì cửu thần lục, không biết các vị tiền bối, có từng bắt được cái gì thiên cơ nhân quả. Cửu thần lục sự việc, Phong Thần Thiên Tôn không muốn nói tới, hắn cùng Diệp Thần gặp nhau, chỉ là vì đem mình Phong Thần Châu, truyền thụ ra ngoài, bảo đảm đạo thống bất diệt, lại xin nhờ Diệp Thần trả thù. Còn như cửu thần lục, hắn thủy chung là không muốn chạm đến. Hiện tại, Diệp Thần chỉ có đem cửu thần lục tung tích hy vọng, ký thác vào các vị luân hồi đại năng trên mình, khi nhìn bọn hắn sẽ biết một ít có giá trị đầu mối. Cửu thần lục sao? Pháp Hoa Tôn Giả khẽ cau mày, cùng Xích Hoàng Tiên Tử, Tiên Hồ Cụ Già các người, nhìn nhau, rồi sau đó trầm ngâm nói. Nói tới cửu thần lục, chúng ta đúng là từng bắt được một ít nhân quả, dòm ngó gặp đi qua hình ảnh, ngươi cẩn thận xem. Dứt lời, Pháp Hoa Tôn Giả bàn tay nâng lên. Xông ra từng luồng Phật quang. Phật quang xen lẫn, liền diễn hóa ra từng bức họa. Những hình ảnh này, Diệp Thần là thấy qua, chính là Phong Thần Thiên Tôn, cùng Linh Không Thiên Tôn kịch chiến hình ảnh. Hai người huynh đệ bất hòa, tương tàn thành thù, cuối cùng là Phong Thần Thiên Tôn thắng, đoạt được cửu thần lục. Những hình ảnh này ta xem qua, nhưng Phong Thần Thiên Tôn nói, cửu thần lục không có ở đây ở trên tay hắn. Diệp Thần nói. Pháp Hoa Tôn Giả nói, lúc đầu ngươi đã nhìn rồi sao? Ừ, chúng ta suy tính thiên cơ, đúng là vậy cha được, cửu thần lục không có ở đây Phong Thần Thiên Tôn trong tay, mà là ở Linh Không Thiên Tôn trong tay. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, đây là chuyện gì xảy ra, Linh Không Thiên Tôn không phải đã thua sao? Pháp Hoa Tôn Giả nói, hắn là đánh bại, nhưng sau đó, Phong Thần Thiên Tôn lại đem cửu thần lục đưa cho hắn. Diệp Thần nói, cái này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Pháp Hoa Tôn Giả trầm ngâm, cong ngón tay suy tính, nói, là bởi vì là Đà Đế Cổ Thần. Diệp Thần nói, Đà Đế Cổ Thần. Pháp Hoa Tôn Giả nói, đúng vậy, năm đó Linh Không Thiên Tôn, muốn cửu thần lục sống lại con gái hắn Trang Hiểu Nhan, Phong Thần Thiên Tôn nhưng thật ra là muốn cho, nhưng ở trong sâu thẳm,
Đà Đế cổ thần bày ra tinh thần nguyền rủa, vặn vẹo phong thần thiên tôn đạo tâm, đưa đến hắn trời xui đất khiến, không chịu giao ra cửu thần lục, cuối cùng huynh đệ bất hòa, gây thành đại họa. Diệp thần lấy làm kinh hãi, nói cái gì tinh thần nguyền rủa như thế lợi hại, cả ngày đế chủ thần đạo tâm, cũng có thể vặn vẹo. Pháp Hoa tôn giả nói, là thiên đế năm suy kiếm bên trong mục nát kiếm, kiếm này vô cùng là khủng bố, có thể mục nát người đạo tâm, vặn vẹo người tinh thần, vừa là kiếm giết người, lại là chu tâm kiếm. Diệp thần nói, giết người còn muốn giết tim. Pháp Hoa tôn giả nói, đúng vậy, cái này mục nát kiếm, có tương tự tinh thần nguyền rủa hiệu quả. Phong thần thiên tôn là bị mục nát kiếm vặn vẹo tâm linh, đưa đến hắn lãnh huyết vô tình, không chịu giao ra cửu thần lục, khiến cho huynh đệ tương tàn, không sứt mẻ gia tộc vậy vì vậy suy sụp. Diệp thần một hồi bộ dạng sợ hãi, nói cái này Đà Đế cổ thần, thật đúng là âm hiểm, lúc đầu hắn mới là bàn tay đen sau màn. Pháp Hoa tôn giả nói, đúng vậy, ở đánh bại linh không thiên tôn sau đó, phong thần thiên tôn ngay tức thì tỉnh ngộ, biết mình bị gài bẫy, hắn vô cùng hối hận. Hơn nữa, hắn cùng linh không thiên tôn đánh một trận, đã trọng thương, Đà Đế cổ thần lập tức phải phái người giết tới, hắn bỏ mạng ở tức. Hắn biết, mình không cách nào tránh khỏi chết, liền trước thời hạn đem cửu thần lục đưa ra, đưa cho linh không thiên tôn. Cửu thần lục mới vừa đưa ra, quả nhiên, Đà Đế cổ thần thủ hạ cao cấp sát thủ, cũng là đệ tử của hắn, kêu Đêm Hàn, lập tức giết tới, đem phong thần thiên tôn giết chết. Tuy nói thiên đế chủ thần có vô số thời gian tuyến, rất khó hoàn toàn diệt phong, sau đó phong thần thiên tôn lại hồi phục, nhưng hắn đạo tâm, dẫu sao mài mòn quá lớn, hắn hôm nay, thực lực đã hoàn toàn không thể cùng so với trước kia. Thuộc về hắn thời đại, vậy hoàn toàn đi qua. Diệp thần gật đầu một cái, nhớ tới phong thần thiên tôn, bộ kia câu lũ cuối đời hình dáng, cũng là một hồi thương tiếc. Khó trách hắn nói tới cửu thần lục, phong thần thiên tôn phản ứng sẽ như vậy kịch liệt. Cái này cửu thần lục, hại được phong thần thiên tôn huynh đệ bất hòa, cửa nát nhà tan, thật sự là hắn vô cùng thống khổ nhớ lại, hắn tự nhiên không muốn lại đi đối mặt. Nói cách khác, hôm nay cái này cửu thần lục, nhưng thật ra là ở linh không thiên tôn trong tay. Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi. Pháp Hoa tôn giả nói, nếu như chúng ta không đẩy tính sai, có lẽ vậy. Những thứ này đi qua thiên cơ bí mật, vốn là năm tháng rất xưa. Liền Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ này nhóm cường giả, cũng không nhìn thấu. Nhưng, bởi vì Pháp Hoa tôn giả, Xích Hoàng tiên tử các người, cùng phong thần thiên tôn, ngay tại cùng phiến bên trong không gian, cho nên bọn họ có thể đẩy tính ra, dựa vào phong thần thiên tôn hơi thở, bọn họ có thể truy đuổi sóc đi qua thiên cơ, thấy rõ hết thảy tương quan bí mật. Xích Hoàng tiên tử than thở một tiếng, nói, phong thần thiên tôn cũng là người đáng thương, có lẽ là bởi vì hắn đi qua thống khổ quá sâu. Hôm nay hắn giờ không nghĩ ra tay, cứu chúng ta. Pháp Hoa tôn giả cười hắc hắc, nói, được rồi, dù sao chúng ta đã thoát khốn, cũng không quái ông cụ kia, mộ chủ đại nhân, người muốn cửu thần lục mà nói, có thể đi thiên ngoại thiên phiêu miểu phong, đó là linh không thiên tôn trước mắt nơi ẩn cư. Năm đó trận chiến ấy, linh không thiên tôn trọng thương ngã gục, đã không cách nào sẽ ở không không lúc nào không đặt chân, hắn sau đó một mực ẩn cư ở phiêu miểu phong bên trong. Thiên ngoại thiên, phiêu miểu phong sao. Diệp thần ánh mắt nhỏ tránh, rốt cuộc có xác thực đầu mối, tâm tình hắn cũng có chút kích động. Đúng rồi, linh không thiên tôn con gái sống lại sao? Diệp thần lại có chút hiếu kỳ hỏi, muốn biết cửu thần lục có phải là thật hay không có như thế cường đại lực lượng, có thể cải tử hồi sanh. Phải biết, linh không thiên tôn con gái Trang Hiểu Nhan, năm đó ở tranh đoạt cửu thần lục trong chiến đấu, nơi có thời gian tuyến đều bị xóa bỏ. Theo lý mà nói, là không thể nào lại sống lại. Pháp Hoa tôn giả cười hắc hắc nói, ai biết được, những chuyện này, ta liền đẩy không tính được, bởi vì liền phong thần thiên tôn cũng không biết, chúng ta cũng không có đầu mối. Ngươi có thể mình đi thiên ngoại thiên phiêu miểu phong xem, thử vận khí một chút, nói không chừng có thể từ linh không thiên tôn trong tay, mượn được cửu thần lục. Diệp thần nói, được, các vị tiền bối, ta trước mang các ngươi đi ra ngoài. Thỏa thuận xong, Diệp thần liền dẫn Pháp Hoa tôn giả, Xích Hoàng tiên tử các người, rời đi cái này mảnh không gian. Pháp Hoa tôn giả các người, hàng năm bị nhốt, thân xác hết sức yếu ớt, cần thời gian khôi phục. Diệp thần liền dẫn bọn họ hồi tinh nguyệt giới, thu xếp đứng lên. Sau này cùng những thứ này luân hồi đại năng, nguyên khí khôi phục,
bọn họ cũng là luân hồi trận doanh cường đại trợ lực. Ở thu xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện sau đó, Diệp Thần một bên phái người đi tìm cái khác luân hồi đại năng rơi xuống, một bên tự mình lên đường, đi thiên ngoại thiên phiêu miểu phong, dự định đi gặp Linh Không Thiên Tôn, thử vận khí một chút. Nếu như có thể mượn được cửu thần lục, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Lại xuất phát đi thiên ngoại thiên trước, Diệp Thần lại thông qua thiên quân phong thần bia, tin tức truyền ra, đem cửu thần lục sau lưng rất nhiều nhân quả, phong thần thiên tôn cùng Linh Không Thiên Tôn tranh đấu. Đà đế cổ thần cái này bàn tay đen sau màn vân. Vân, rất nhiều chuyện, cũng truyền cho Nhâm Phi Phàm. Từ thế giới hiện thật, đến không không lúc nào không, thứ nguyên vách đá cách trở, khốn hiểm trùng trùng, Diệp Thần cũng không xác định, Nhâm Phi Phàm có thể hay không tiếp thu được, hắn chỉ có hết sức tin tức truyền ra. Ở đưa tin xong sau đó, Diệp Thần lần nữa đi tới thiên ngoại thiên, phong tỏa phiêu miểu phong tỏa độ, phá không đi. Hạ một sát. Diệp Thần đi tới phiêu miểu phong tọa độ sở tại, nhưng dõi mắt nhìn lại, chỉ có hư không sương mù dày đặc, không thấy được bất kỳ đỉnh núi dấu hiệu. Phiêu miểu phong ở nơi nào? Diệp Thần ánh mắt nhìn chung quanh, nhưng không thấy được phiêu miểu phong chỗ, cẩn thận cảm ứng dưới, liền phát hiện cái này phiến trong hư không, tồn tại từng tầng một đặc thù không gian cấm chế. Những thứ này không gian cấm chế, bố trí được đặc biệt xảo diệu, vậy đặc biệt bí mật, cùng thiên địa hòa hợp, không dấu vết. Nếu như không phải là Diệp Thần có thái vũ huyết mạch, không gian quy luật tu vi cao siêu, còn thật không phát hiện được. Tầng tầng không gian cấm chế, lẫn nhau chồng lên, cuối cùng tạo thành trùng trùng hư không sương mù dày đặc, lồng che thiên địa khắp nơi. Vậy phiêu miểu phong, tất nhiên ở nơi này phiến hư không sương mù dày đặc sau đó. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, nhìn trước mắt cái này phiến hư không sương mù dày đặc, nhưng bắt được vẻ nguy hiểm. Nếu như tùy tiện xông vào cái này phiến hư không sương mù dày đặc, rất có thể bị lạc ở tầng tầng hỗn loạn bên trong không gian, cả đời chạy không thoát tới, chỉ có thể sống miễn cưỡng bị kẹt chết. Đây là Linh Không Thiên Tôn thủ đoạn. Linh Không Thiên Tôn, am hiểu nhất, chính là không gian thuật. Thậm chí, hắn không gian quy luật thành tựu, đã vượt qua thái vũ huyết mạch. Diệp Thần hít sâu một hơi, sử dụng kim trương thần ấn hộ thể, liệt nhật mệnh tinh xúc thế đãi phát. Làm xong vạn toàn chuẩn bị, liền bay vào vậy phiến hư không sương mù dày đặc bên trong. Hắn biết, như vậy xông vào, tất nhiên nguy hiểm. Nhưng, phiêu miểu phong ngay tại sương mù dày đặc sau đó, coi như là mạo hiểm, hắn vậy phải đi phiêu miểu phong, cầu gặp Linh Không Thiên Tôn. Rào! Bước vào cái này phiến hư không sương mù dày đặc sau đó, Diệp Thần liền cảm thấy trước mắt sương mù dày đặc, như sóng chiều vậy trào động lực. Tầng tầng không gian ở hắn quanh thân lần lượt thay nhau, để cho hắn có chút trời đất quay cuồng cảm giác. Sương mù dày đặc bên trong, nổi lơ lửng một cái cổ xương trắng thi hài, đó là hàng tỷ thế kỷ nguyên tới nay, lầm vào nơi này người vô tội. Những thứ này người vô tội, bị kẹt ở nơi này phiến sương mù dày đặc bên trong, không cách nào thoát khỏi không gian phong tỏa, cuối cùng bị sống sờ sờ đã tiêu hao hết sinh mạng tinh hoa, hóa thành xương khô. Diệp Thần vậy cảm thấy. Chung quanh không gian, ở trong sương mù tầng tầng khảm bộ, để cho người nhìn không thấu hư thật, vậy không thấy được không gian cuối, thật giống như một con kiến, lọt vào vô tận vũ trụ trong tinh không, vĩnh viễn không tìm được đường về, vậy không tìm được lúc đầu cùng điểm cuối. Hiện tại, Diệp Thần trong mắt nơi gặp, toàn bộ là sương mù dày đặc cùng xương trắng, đã không thấy được mình mới vừa ở địa phương đó. Sương mù dày đặc bên trong, hắn mơ hồ thấy được một ngọn núi. Trôi lơ lửng ở trong hư không, tiên khí mờ ảo, linh quang hòa hợp, muốn đến chính là phiêu miểu phong. Diệp Thần trong bụng động một cái, liền hướng phiêu miểu phong bay đi. Nhưng, vậy phiêu miểu phong, nhìn như khoảng cách Diệp Thần không xa, trên thực tế cách ngàn vạn tầng không gian, so vũ trụ năm ánh sáng còn muốn xa xôi. Diệp Thần bay nửa ngày, vậy từ đầu đến cuối bay không tới cuối. Tòa kia phiêu miểu phong, có thể mong không thể tức. Cái này không gian cách trở, quả nhiên tà môn. Diệp Thần dừng lại, nhìn bốn phía sương mù dày đặc, sắc mặt cũng là ngưng trọng xuống. Hắn bốn phương tám hướng, toàn bộ là tầng tầng khảm bộ không gian, thiên trọng vạn nặng khảm bộ không gian, lại đang không ngừng chuyển động tuần hoàn, để cho hắn vĩnh viễn chạy không thoát đi. Đừng nói đến phiêu miểu phong, Diệp Thần thậm chí có thể bị vây chết ở chỗ này, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi không gian khốn khóa. Tại hạ luân hồi chi chủ Diệp Thần, cầu gặp Linh Không Thiên Tôn tiền bối, xin tiền bối khai sơn gặp nhau.
Diệp Thần ánh mắt nhìn về Phiêu Miểu Phong phương hướng, lớn tiếng nói. Thật ra thì nếu như Diệp Thần không để ý giá cao nói, vẫn có thể đánh vỡ những thứ này không gian phong tỏa, nhưng rất có thể tổn thương đạt tới Phiêu Miểu Phong địa mạch. Hắn không muốn đắc tội Linh Không Thiên Tôn, cho nên không có dùng man lực, chỉ muốn cầu Linh Không Thiên Tôn khai sơn gặp nhau. Diệp Thần thanh âm, xuyên thấu trùng trùng không gian, xa xa đi ra ngoài, làm được phía trước sương mù dày đặc, cũng là tản ra một ít. Phiêu Miểu Phong cảnh tượng, càng rõ ràng xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Tòa kia Phiêu Miểu Phong, có rất nhiều màu sắc sặc sỡ không gian quy luật vần quanh, từng hạt tròn trời trăng sao, còn quấn Phiêu Miểu Phong chuyển động, thần quang chiếu sáng, hà thải muôn vàn, khí tượng khá là nguy nga. Chỉ là, Phiêu Miểu Phong yên lặng, không có truyền tới bất kỳ hồi âm. Linh Không Thiên Tôn tiền bối, tại hạ thành tâm cầu gặp, chẳng biết có được không khai sơn gặp nhau. Diệp Thần lần nữa truyền âm đi ra ngoài, hy vọng có thể cùng Linh Không Thiên Tôn câu thông. Nhưng, Phiêu Miểu Phong như cũ yên lặng, Linh Không Thiên Tôn không có bất kỳ đáp lại. Nếu tiền bối không chịu gặp nhau, vậy cũng hay không đem không gian cấm chế mở ra, xua tan sương mù dày đặc, để cho ta rời đi. Diệp Thần lại thử nghiệm hỏi, vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại. Đã như vậy, vậy tại hạ mà đắc tội với. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, chung quanh không gian tầng tầng khốn khóa, hắn tự nhiên không thể nào cam tâm bị kẹt chết ở này. Oanh! Một cổ cuồng bạo gió, ở Diệp Thần trên mình nổ lên. Lăng phong thần mạch, tự do cánh, quá vũ cháy, mở. Diệp Thần quát to một tiếng, sau lưng triển khai một đôi huy hoàng minh mông cánh, hiện đầy ngàn vạn nặng thánh khiết phù văn, tự do tập tục lưu chuyển, chính là tự do cánh. Thậm chí, ở tự do cánh phía trên, còn hiện lên một tầng huyết quang. Đó là Diệp Thần cháy thái vũ huyết mạch, toát ra huyết quang, có cường đại không gian chi lực. Oanh! Diệp Thần vỗ cánh một miếng, thân thể đi về trước bạo bay ra. Tự do cánh tập tục bào hiếu, nổi lên cuồng bạo gió lốc lớn bên trong, lại hàm chứa kinh khủng không gian chi lực. Ở cuồng bạo gió lốc lớn nghiền ép hạ, Diệp Thần trước người trùng trùng không gian sương mù dày đặc, cũng bị đuổi tản ra, những cái kia tầng tầng khảm bộ không gian, từng tầng một nổ tung bể tan tành, hoàn toàn không đỡ được tự do cánh uy lực. Ngay lập tức tới giữa, thiên trọng vạn nặng không gian, đều bị Diệp Thần nghiền nổ, mở ra tự do cánh hắn, đơn giản là vô địch, vỗ cánh một cái, đủ để càn quét vũ trụ tinh không, huy hoàng vô địch. Kinh khủng gió lốc lớn, thậm chí muốn cạo hướng Phiêu Miểu Phong, đem đỉnh ngọn núi kia cắn nát. Vù vù. Bất quá lúc này, Phiêu Miểu Phong trên sườn núi, tóe ra kim quang, tựa hồ là loại nào đó bảo vệ cấm chế, chặn lại Diệp Thần tự do cánh gió lốc lớn tập sát. Tự do cánh. Trang Tiêu Giao thần thông, ngươi lại có như tài nghệ như vậy. Phiêu Miểu Phong bên trên, truyền ra một giọng già nua, tràn đầy vẻ rung động. Là Linh Không Thiên Tôn tiền bối sao? Không biết ngươi phải chăng có hứng thú trò chuyện một chút, ta có lẽ có thể sống lại con gái ngươi. Diệp Thần nghe được vậy thanh âm già nua, liền nói. Trước đây, hắn không biết Linh Không Thiên Tôn con gái Trang Hiểu Nhan, có hay không sống lại. Hiện tại, hắn đến gần Phiêu Miểu Phong. Có thể rõ ràng bắt được thiên cơ, cảm nhận được Linh Không Thiên Tôn thống khổ, biết Trang Hiểu Nhan còn không có sống lại. Diệp Thần luân hồi huyết mạch, hôm nay năng lượng đặc biệt dư thừa, chỉ cần hắn không để ý tiêu hao, hoàn toàn có thể nghịch chuyển sống chết, người sắp chết sống lại. Người có thể sống lại con gái ta. Vậy thanh âm già nua hơi phát run, yên lặng sau một lúc, liền nói, vào đi. Rào. Ở Diệp Thần trước mắt, xuất hiện một cái không gian hồng kiều. Nối thẳng Phiêu Miểu Phong. Diệp Thần đạp hồng kiều, sải bước đi tới Phiêu Miểu Phong bên trên. Cái này Phiêu Miểu Phong khắp nơi tiên khí dồi dào, tốt lâm tu trúc, nhật nguyệt diêu quang, giống như là tiên gia thánh cảnh. Ở một nơi chim hót hoa nhang mặt đất cuối, một cái thác nước như bạch long treo ngược, tiếng nước chảy ùng ùng bên tai không dứt. Thác nước nước chảy sông lên xoát dưới, trên một tảng đá xanh lớn, đậu một cái quan tài băng. Quan tài băng khắc ghi phù văn, từng tia khí lạnh truyền ra, để cho được trên đầm nước kết nổi lên một tầng băng hoa, tình cảnh khá là lộng lẫy. Một cái ông già, chống một cây ba tong, đang cô độc đứng ở bên bờ. Cái này ông già, bề ngoài khá là khủng bố, hắn nửa người là người bình thường hình dáng, ngoài ra nửa người, cũng chỉ có một bộ xương, xương trắng trên có máu thịt chậm rãi nảy sinh ngoạ ngoậy. Những cái kia chậm rãi nảy sinh máu thịt,
giống như từng cái côn trùng vậy ngọa nguậy, để cho người nhìn liền cảm thấy trong lòng phát mao. Luân hồi chi chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lão phu trang bầu trời, người ngoài cũng gọi ta linh không thiên tôn, gặp qua luân hồi chi chủ. Vậy ông già khẽ khom người, hướng Diệp Thần thi lễ một cái. Hắn chính là phong thần thiên tôn Trang Tiêu Giao huynh trưởng, linh không thiên tôn, Trang bầu trời. Tiền bối không cần đa lễ. Diệp Thần liền vội vàng khom người đáp lễ, thấy linh không thiên tôn thân hình quái đản như vậy hình dáng, cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần. Năm đó linh không thiên tôn, cùng phong thần thiên tôn đánh một trận, bị gió lốc lớn lột nửa người, đến ngày hôm nay lại vẫn không có thể khôi phục, có thể gặp phong thần thiên tôn lợi hại. Năm đó thời điểm đại chiến, linh không thiên tôn còn là một bộ thanh niên hình dáng, hôm nay năm tháng mài mòn, cũng đã già. Luân hồi chi chủ, ta biết ngươi ý đồ, nếu như ngươi thật có thể sống lại con gái ta, ta đem cửu thần lục đưa cho ngươi cũng không sao. Linh không thiên tôn ánh mắt như đuốc, đã thấy rõ đến tất cả thiên cơ, biết được Diệp Thần ý đồ, chính là vì cửu thần gợi ý ghi. Diệp Thần đại hỉ, nói, được, tiền bối, ta nhất định có thể sống lại nữ nhi ngươi. Linh không thiên tôn trầm ngâm một tí, lại nói, bất quá, ta trên tay cửu thần lục, chỉ còn lại nửa phần, ừ, ngươi muốn bắt vật này đối kháng hắc ám tai biến, muốn đến nửa phần cửu thần lục, vậy miễn cưỡng đủ dùng, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, chỉ còn lại nửa phần sao. Linh không thiên tôn nói, đúng vậy, còn có nửa phần, ta đã đưa cho một vị kêu cô Tô Vũ cô gái. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, cô Tô Vũ. Linh không thiên tôn im lặng, ánh mắt trầm thấp, tựa như rơi vào lâu đời trong trí nhớ đi, đang trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mới nói. Đúng vậy, chắc hẳn ngươi cũng biết, cô Tô Vũ là ai. Nàng có bể khổ nguyên thể, ha ha, ở thế giới hiện thật, có nguyên thể người cũng không nhiều, dẫu sao đó là liên quan đến thiên địa bổn nguyên siêu phàm thể chất. Hơn nữa nàng nguyên thể, còn như vậy đặc thù, nếu như không độ được bể khổ, đó chính là phế thể. Nhưng thành công độ kiếp nói, đủ để chứng đạo thiên đế chủ thần. Diệp Thần nói, tiền bối, ngươi cầm nửa phần cửu thần lục, giao cho cô Tô Vũ. Linh không thiên tôn gật gật đầu nói, đúng vậy, ở chục nghìn năm trước, cô gái này từng đi cầu gặp ta, nàng nói nàng muốn vượt qua bể khổ, từng ở nham thần thiên tôn trước mặt quỳ cầu ngàn năm, đáng tiếc không có được đáp lại. Nàng lại tới cầu ta, hy vọng ta có thể cầm cửu thần lục cho nàng, giúp nàng vượt qua bể khổ. Dừng một chút, linh không thiên tôn một tiếng thở dài, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Ta ở trên người nàng, thấy được con gái ta bóng dáng, cũng là như vậy quật cường. Cuối cùng, ta tại tim không đành lòng, đem nửa phần cửu thần lục, dứt bỏ cho nàng. Nàng muốn hoàn chỉnh cửu thần lục, nhưng cái này là không thể nào, bởi vì cái này cửu thần lục thiên thư, ta đã dùng bổn mạng tinh hoa rèn luyện qua, thiên thư này cùng tính mạng của ta tương liên, một khi hoàn toàn ủy thác cho người khác. Ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần nói, tiền bối, đem ngươi nửa cái mạng dứt bỏ cho nàng, đã là thiên đại giỏi lắm. Diệp Thần trong lòng có chút hỗn loạn, không nghĩ tới nửa phần cửu thần lục, ở chục nghìn năm trước liền rơi vào cô Tô Vũ trong tay. Linh không thiên tôn cười khổ một tí, lại cong ngón tay tính toán, nói, vạn năm thời gian trôi qua, không biết vị cô nương kia, có hay không vượt qua bể khổ, ta hôm nay suy tính thiên cơ. Phát hiện nàng đã đi Tử Hoàng Tiên Cung. Ha ha, luân hồi chi chủ, có lẽ sau này, nàng gặp mặt ngươi sống chết gặp nhau. Diệp Thần nói, cô Tô Vũ đã đi Tử Hoàng Tiên Cung liền sao? Hắn nhất thời cảm thấy có điểm không ổn, cô Tô Vũ trở về, Tử Hoàng Tiên Cung thực lực nhất định bạo tăng. Nếu là cô Tô Vũ thật dựa vào cửu thần lục, vượt qua bể khổ, đó đúng là Diệp Thần tương lai một đại kính địch. Dừng một chút. Diệp Thần lại có chút nghi ngờ hỏi, tiền bối, ngươi năm đó sát phí khổ tâm, tranh đoạt cửu thần lục, không phải muốn bắt tới sống lại nữ nhi ngươi sao? Làm sao lại dứt bỏ cho người ngoài? Nghe Diệp Thần câu hỏi, linh không thiên tôn lại là cười khổ một hồi, lắc đầu một cái, nói, nếu như là vậy dưới tình huống, mượn dùng cửu thần lục lực lượng, đích xác có thể người sắp chết sống lại. Nhưng, ta trên người nữ nhi thời gian tuyến, đã sớm bị xóa bỏ toàn bộ, sống lại đặc biệt khó khăn. Hơn nữa, càng để cho ta không nghĩ tới phải, nàng ở trước khi chết, lại có thể tiến hóa ra vẫn không cổ thể, thể chất này đặc biệt khủng bố, đưa đến nàng muốn sống lại nói, lại khó khăn gấp trăm ngàn lần. Cho dù Trang Tiêu Giao cuối cùng, cầm cửu thần lục nhường cho ta,
ta cũng không cách nào đem nàng sống lại. Diệp thần nói, vẫn không cổ thể. Linh không thiên tôn nói, đúng vậy, chúng ta không sứt mẻ gia tộc không sứt mẻ nguyên thể, ở rất nhiều siêu phàm nguyên thể bên trong, là khá là đặc thù tồn tại, có tiến hóa có thể. Một khi không sứt mẻ nguyên thể tiến hóa, đó chính là trong truyền thuyết vẫn không cổ thể, là một loại đặc biệt cổ xưa cùng cường đại thể chất. Ở ta không sứt mẻ gia tộc hàng tỷ đời thời gian bên trong, có thể đi vào hóa ra vẫn không cổ thể người, lác đác không có mấy. Vậy mà nói, không sứt mẻ nguyên thể hấp thu thiên địa linh khí, tuy nói không lậu không sứt mẻ, nhưng cuối cùng là có hạn độ, giống như một người ăn cơm, coi như năng lực tiêu hóa mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể ăn một chén, không ăn nổi 10 chén. Nhưng, vẫn không cổ thể, lại không có cái này cái hạn chế, vô luận là nhiều ít thiên địa linh khí, đều có thể toàn bộ hấp thu. Có vẫn không cổ thể người, trong cơ thể từ mang một cái không có giới hạn không gian khổng lồ, trên lý thuyết, có thể đem toàn bộ không không lúc nào không cũng cắn nuốt hết, đây chính là vẫn không cổ thể đáng sợ. Diệp thần nội tâm chấn động một cái, nói, nếu thật như vậy, cái này vẫn không cổ thể, đích xác là vô cùng đáng sợ. Có thể chiếm đoạt toàn bộ không không thời không thể chất, mặc dù chỉ là trên lý thuyết, nhưng trong thực tế vậy đặc biệt kinh khủng. Linh không thiên tôn mặt đầy đắng chát, nói, nhưng mà, thể chất này, là con gái ta ở trước khi chết thức tỉnh, cái này ngược lại thành nàng gánh nặng, đưa đến nàng muốn sống lại, so với người thường khó khăn gấp trăm ngàn lần. Càng cường đại người, sống lại đứng lên thì càng khó khăn. Linh không thiên tôn con gái Trang Hiểu Nhan, lại trước khi chết tiến hóa ra vẫn không cổ thể, nàng muốn sống lại, tự nhiên cũng là so với người thường khó khăn rất nhiều. Diệp thần nói, cho nên, cho dù ngươi lấy được cửu thần lục, vẫn là không cách nào đem Trang Hiểu Nhan cô nương sống lại. Linh không thiên tôn nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, nghe ngươi luân hồi máu, có nghịch chuyển sinh tử hiệu quả, hôm nay chỉ có mời ngươi thử một chút, như ngươi có thể sống lại con gái ta, ta có thể đem còn lại nửa phân cửu thần lục, giao phó cho ngươi. Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói tiền bối, ngươi nói thế nào cửu thần lục, ngươi dùng bổn mạng tinh hoa rèn luyện qua, cùng tính mạng ngươi tương liên, nếu như giao phó cho ta, ngươi chẳng phải là muốn. Cửu thần lục chỉ còn lại nửa phần, nếu là Diệp thần cầm, Linh không thiên tôn mất đi cái này bổn mệnh pháp bảo, tùy thời cũng có thể chết đi. Linh không thiên tôn không câu chấp cười một tiếng, nói, không sao, chỉ cần có thể cứu sống con gái ta, ta sống chết không có vấn đề. Diệp thần trầm tư một hồi, nói tiền bối, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta bắt được cửu thần lục sau đó, sẽ không tự mình tư nuốt luyện hóa, chỉ là mượn dùng. Linh không thiên tôn lắc đầu một cái, nói, ta sống chết không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể sống lại con gái ta. Dứt lời, hắn ánh mắt, nhìn về dưới thác nước quan tài băng, trong mắt mang vô hạn tình yêu, đó là phụ thân đối một đứa con gái thương yêu. Diệp thần gật đầu một cái. Ánh mắt vậy nhìn về vậy quan tài băng, liền thấy quan tài băng bên trong, nằm một cái cô gái tuyệt mỹ, dung nhan vô cùng tươi đẹp, cho dù năm tháng rất xưa, cũng không từng chút nào mài mòn, tựa như chỉ là ngủ vậy, cũng không phải là chết đi. Xem ra, Linh không thiên tôn vì gìn giữ con gái thi thể, cũng là hao phí không thiếu tâm huyết, giá phải trả to lớn. Nếu không, hắn cũng sẽ không mài mòn già nua như vậy. Nhưng mà, Diệp thần nhìn quan tài băng bên trong cô gái, nội tâm nhưng kịch liệt chấn động một cái, cảm thấy cô gái tướng mạo, lại là có chút quen thuộc. Người phụ nữ này, Linh không thiên tôn con gái Trang Hiểu Nhan, bề ngoài dung mạo, lại có thể cùng tử thần giáo đoàn đồng hồ cát trải thiếu nữ, có 7-8 phần tương tự. Tiền bối, con gái ngươi. Diệp thần ngạc nhiên, quay đầu nhìn Linh không thiên tôn. Và tử thần giáo đoàn đồng hồ cát trải rất tương tự có phải hay không? Linh không thiên tôn cười khổ một tí. Diệp thần nói, đúng vậy, nghe nói người có hai cô con gái. Linh không thiên tôn nói, đúng vậy, đồng hồ cát trải chính là ta con gái nhỏ, kêu Trang Hiểu Nguyệt, nàng năm đó không chết trận, nhưng rơi vào hắc ám, không biết tung tích, ta hao tốn không thiếu tâm huyết, suy tính đến nàng đã tiến vào tử thần giáo đoàn. Nhưng, ta những năm này thời gian, cũng phải chiếu cố ta đại nữ nhi, một bước cũng không thể rời đi, nếu không cái này quan tài băng mất đi linh khí ẩn dưỡng. Liền lập tức muốn hòa tan. Ta vậy tiểu nữ mà, nàng trí nhớ đã mài mòn, hẳn là không nhớ ta. Ha ha, nhưng, nàng còn nhớ nàng tỷ tỷ sống chết, nàng huyễn nghĩ ra một cái trụ quang huyết mạch, hy vọng mình có thể có nghịch chuyển thời gian lực lượng, đem nàng tỷ tỷ sống lại.
Người phải cùng nàng đã giao thủ chứ? Diệp Thần nội tâm đại chấn, nói ừ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tử Thần giáo đoàn đồng hồ cát chảy thiếu nữ, chính là Linh Không Thiên Tôn con gái nhỏ Trang Hiểu Nguyệt, là Trang Hiểu Nhan tỷ tỷ. Đồng hồ cát chảy có một cái trong ảo tưởng trụ quang huyết mạch, nàng lúc ban đầu ảo tưởng, chính là muốn nghịch chuyển thời gian, sống lại nàng tỷ tỷ. Linh Không Thiên Tôn khoát khoát tay, thở dài nói, à, ta vậy tiểu nữ mà, đã rơi vào hắc ám, ta cũng không biết nàng có thể hay không tỉnh lại, ta già rồi, rất nhiều chuyện đều không cách nào xử lý, hôm nay chỉ muốn trước sống lại Hiểu Nhan, luân hồi chi chủ, liền nhờ ngươi. Diệp Thần nhìn quan tài băng bên trong, như thụy mỹ nhân vậy Trang Hiểu Nhan, gật gật đầu nói, tiền bối mời yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức. Trang Hiểu Nhan đã tiến hóa ra vẫn không cổ thể, bởi vì thể chất quá mức cường hãn, muốn sống lại nói, tuyệt không phải chuyện dễ. Diệp Thần vậy không dám khinh thường, lập tức liền cùng Linh Không Thiên Tôn một đạo, ở Phiêu Miểu Phong trên đỉnh núi bố trí một cái trận pháp, trong trận pháp bày ra chư hơn thời gian pháp tắc, luân hồi quy luật vân. Vân, ở Phiêu Miểu Phong bên trong, trừ Linh Không Thiên Tôn bên ngoài, còn có không thiếu tín đồ, đều là Linh Không Thiên Tôn người theo đuổi. Diệp Thần muốn lợi dụng luân hồi máu lực lượng, sống lại Trang Hiểu Nhan, rất nhiều tín đồ cũng tới bảo vệ. Linh Không Thiên Tôn tiền bối, ta sống lại nữ nhi ngươi thời điểm, nhất định có kinh thiên luân hồi khí tượng hiện lên, hơn nữa đến lúc đó, ta máu tươi kịch liệt tiêu hao, tự thân rơi vào yếu ớt, nhất định đưa tới kẻ thù chú ý. Xin ngươi hãy thay ta hộ pháp, như ta kẻ thù xâm phạm, nhất định phải đem đánh lui. Diệp Thần đứng ở trung ương trận pháp, quan tài băng bày đặt ở hắn bên người, hắn nghiêng đầu hướng Linh Không Thiên Tôn dặn dò. Hắn biết, muốn sống lại Trang Hiểu Nhan mà nói, tự thân tiêu hao tất nhiên là đặc biệt to lớn, luân hồi khí tượng, cũng có thể đưa tới kẻ thù tập sát. Hắn cần Linh Không Thiên Tôn trợ lực, bảo đảm không bị quấy rầy. Linh Không Thiên Tôn gật đầu nói, luân hồi chi chủ, ngươi lại yên tâm, có lão phu ở chỗ này, không người có thể xâm hại ngươi. Diệp Thần tâm thần yên tĩnh xuống, ánh mắt nhìn về quan tài băng ở giữa Trang Hiểu Nhan, yên tĩnh đang ngủ say, ánh mặt trời xuyên thấu qua quan tài băng, chiếu vào gò má mặt nàng trên, hiện ra tuyệt đẹp trắng bệch. Lấy ta tên, luân hồi quy luật, nghịch chuyển sống chết. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, cắn bể đầu ngón tay, đan điền linh khí vận chuyển, đem tự thân máu tươi bức ra, nhỏ xuống ở quan tài băng bên trên. Từng giọt máu tươi, từ Diệp Thần đầu ngón tay dòng nước chảy ra. Những thứ này máu tươi, phơi bày ra lau một cái màu vàng kim ánh sáng màu, biểu dương ra vô cùng hùng hồn linh khí chập chờn. Bên trong hàm chứa các loại huyền ảo quy luật, làm người ta rung động. Những thứ này máu tươi sức nặng, vậy là đặc biệt nặng nề, so sao trời còn nặng hơn, bên trong ẩn chứa Diệp Thần bộ phận sinh mạng tinh hoa, hắn biết sống lại Trang Hiểu Nhan khó khăn, cho nên là không tiếc giá phải trả, hao phí sinh mạng tinh hoa. Từng giọt luân hồi huyết mạch, mang màu vàng kim sáng bóng, đầu tiên là từ Diệp Thần đầu ngón tay tích xuất, rơi vào trên quan tài băng, rồi sau đó từ trên quan tài băng tuột xuống. Dòng nước chảy đến trận pháp bên trong, thấm vào nhập từng cái trận văn bên trong. Vù vù, toàn bộ trận pháp, phát ra một hồi ông minh tiếng, điều điều trận văn kim quang tách thả ra, long khí vần quanh, phơi bày ra long đằng mệnh tinh khí tượng, có rất nhiều rồng thần hư ảnh hiện lên. Mỗi một con thần long, trên mình vảy rồng, lại phơi bày ra liệt nhật chói lọi. Giờ khắc này, Diệp Thần nơi nhỏ ra luân hồi máu tươi, năng lượng dư thừa, hơn xa trước kia. Thậm chí ẩn chứa long đằng mệnh tinh và liệt nhật mệnh tinh lực lượng. Ở trận pháp gia trì, hắn luân hồi máu tươi năng lượng, thật to tăng lên, cuối cùng hóa thành từng luồng màu vàng kim linh khí, như long đằng quấn quanh vậy, quấn quanh ở trên quan tài băng mặt, các loại luân hồi huyết khí, trực tiếp thấm vào, bồi bổ quan tài băng bên trong Trang Hiểu Nhan. Ùm ùm, thiên địa rúng động đứng lên, đạo đạo luân hồi kim quang, lấy Diệp Thần là trung tâm, phóng lên cao, hóa thành ngàn vạn con thần long. Bào hiếu gào thét, tình cảnh đặc biệt nguy nga. Linh Không Thiên Tôn và Phiêu Miểu Phong rất nhiều tín đồ thấy vậy, đều là rung động. Luân hồi chi chủ quả nhiên là thần uy vô địch, một giọt máu liền đủ để che phủ tinh không, con gái ta được cứu rồi. Linh Không Thiên Tôn nội tâm rung động hơn, lại là đại hỷ, chỉ cảm thấy Trang Hiểu Nhan được cứu rồi. Vậy ngất trời luân hồi kim quang khí tượng bên trong, lại có mặt trời lên tháng nặng, tinh thần lên xuống. Đồng hồ cát chảy bóng mặt trời vân. Vân ảo ảnh, đó là trụ quang huyết mạch khí tượng.
Diệp Thần ở luân hồi máu bên trong, sáp nhập vào trụ quang huyết mạch lực lượng, thời gian pháp tắc lưu chuyển, có thể tiến một bước tăng lên sống lại tỷ lệ thành công. Thời gian ở chảy ngược, sống chết ở nghịch chuyển. Quan tài băng bên trong, nguyên bản sắc mặt tái nhợt Trang Hiểu Nhan, giờ phút này gương mặt dần dần khôi phục đỏ thắm. Rắc rắc sát. Bộ kia quan tài băng, cũng là xuất hiện từng cái băng ti kẽ hở, tựa như không chịu nổi Diệp Thần lực lượng. Oanh! Cuối cùng, quan tài băng bể tan tành, vô số cục băng mạt vụn loạn bay. Quan tài băng ở giữa Trang Hiểu Nhan, thân hình hiện ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, gương mặt đã là đỏ thắm có sáng bóng, ngực hơi phập phồng, ngay cả hô hấp cũng khôi phục. Con gái ta sống lại. Linh Không Thiên Tôn thấy con gái khôi phục hô hấp, nhất thời vui mừng quá đổi. Chung quanh rất nhiều phiêu miểu phong các võ giả, cũng là mừng rỡ kêu lên, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Thần như thế thuận lợi, nhanh như vậy tốc, liền đem Trang Hiểu Nhan sống lại. Mà lúc này Diệp Thần, nhưng là gương mặt trắng bệch, vì sống lại Trang Hiểu Nhan, hắn khí huyết hao tổn vô cùng nghiêm trọng, cả người đã rơi vào yếu ớt. Hơn nữa, Diệp Thần cảm giác được, Trang Hiểu Nhan tuy đã sống lại, nhưng bởi vì vẫn không cổ thể hạn chế, không cách nào tỉnh lại. Vậy vẫn không cổ thể, là vạn cổ hiếm thấy thể chất, phải do không sứt mẻ nguyên thể vào hóa thành, ở không sứt mẻ gia tộc bên trong, có thể tiến hóa người, vạn cổ tới nay, cũng là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Liền Linh Không Thiên Tôn và Phong Thần Thiên Tôn, đều không có thể đi vào hóa ra vẫn không cổ thể, có thể gặp cái này vẫn không cổ thể chân quý. Tiến hóa ra vẫn không cổ thể người, trong cơ thể có một phiến không có bờ bến, mênh mông không giới không gian, có thể chiếm đoạt thu nạp vạn vật. Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được, Trang Hiểu Nhan sống lại sau đó, linh hồn sống lại bị khốn tại một phiến mênh mông bên trong không gian. Đó là vẫn không cổ thể từ mang không gian, ở trong đan điền. Trang Hiểu Nhan sống lại sau đó, linh hồn lại có thể bị kẹt ở đan điền trong không gian, không cách nào trở về óc, người tuy sống lại, nhưng vẫn là ngủ say, không cách nào tỉnh lại. Một màn này, để cho Diệp Thần đều cảm thấy kinh ngạc, hắn còn không đụng phải loại chuyện này, thật là quá mức ly kỳ. Luân hồi chi chủ, thế nào? Linh Không Thiên Tôn gặp Diệp Thần thần sắc khác thường, nhất thời vậy cảm thấy được không ổn. Từ ngoài mặt xem, Trang Hiểu Nhan đích xác là sống lại, ngay cả hô hấp cũng khôi phục. Nhưng, Linh Không Thiên Tôn cẩn thận bắt dưới, nhưng không cách nào bắt được nàng hồn phách hơi thở. Nàng hồn phách, tựa như không tồn tại. Chính xác mà nói, là bị khốn tại vẫn không cổ thể mênh mông bên trong không gian. Cái này vẫn không cổ thể, ở Trang Hiểu Nhan sống lại sau đó, nhưng thành nàng cũi. Tiền bối, tình huống có chút không quá hay, Trang tiểu thư tuy đã sống lại, nhưng còn đang ngủ say. Người tốt nhất trước cầm cửu thần lục cho ta, ta mượn dùng cửu thần lục lực lượng, có lẽ có thể thức tỉnh nàng. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, trong sâu thẳm, dòm ngó thấy phương pháp phá cuộc, chính là mượn dùng cửu thần lục lực lượng. Cửu thần lục, chính là thiên địa tạo hóa mà sống, tiên đoán liền cửu thần ra đời, bản thân liền có kinh thiên vĩ địa uy năng, muốn thức tỉnh Trang Hiểu Nhan mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Được, người cầm. Linh Không Thiên Tôn không dám thở ơ, lật đật sử dụng cửu thần lục, giao cho Diệp Thần. Cái này cửu thần lục, chính là một quyển thiên thư, phía trên phù văn xen lẫn, các loại đồ đằng lưỡng lờ, thần quang lóe lên, hà thải trùng trùng, khí tượng muôn vàn. Diệp Thần tiếp lấy cửu thần lục, từ ngoài mặt xem, hắn không thấy được cửu thần lục bị phân chia dấu vết. Nhưng Linh Không Thiên Tôn nói qua, hắn đã đem nửa phần cửu thần lục, đưa cho cô Tô Vũ, tự nhiên sẽ không có giả. Diệp Thần lại cẩn thận vừa thấy, liền biết kỳ lý. Lúc đầu cái này cửu thần lục, tuy nói là thiên thư pháp bảo, nhưng trên bản chất chính là một đoàn năng lượng thể, là thiên địa tạo hóa thành, liền như thập vĩ vậy, là có thể cắt nhỏ. Linh Không Thiên Tôn đem cửu thần lục năng lượng, cắt nhỏ một nửa cho cô Tô Vũ. Hiện tại Diệp Thần bắt được, là một nửa kia. Cái này hai nửa cửu thần lục thiên thư, nội dung quy luật đều là giống nhau như đúc, phía trên có cửu thần bí ẩn. Cửu thần năng lượng, hạng bàng bạc, Diệp Thần nhận lấy cửu thần lục thiên thư sau đó, liền cảm thấy có chín đạo đồ đằng, chín đạo không cùng thuộc tính linh khí, hung hăng đi hắn đạo tâm đánh thẳng tới. Diệp Thần hít sâu một hơi, vận chuyển luân hồi huyết mạch, chịu đựng ở cửu thần lục năng lượng đánh vào. Hắn nhìn cửu thần lục phía trên, rất nhiều phức tạp phù văn huyền ảo,
trong đầu nghĩ, cái này cửu thần lục thật là bác đại tinh thâm, phía trên không biết hàm chứa nhiều ít lợi hại thần thông thuật pháp, cửu thần đạo pháp bên trong rất nhiều biến hóa, đều là từ trong đó truyền lưu. Ra, tiền bối, ta hôm nay liền mượn dùng cửu thần lục lực lượng, thức tỉnh Trang tiểu thư, đại khái cần một giờ thời gian, người chớ không thể để cho người ngoài quấy rầy ta. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, hướng Linh Không Thiên Tôn nói. Linh Không Thiên Tôn cũng biết sự việc thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, nói, luân hồi chi chủ, ngươi yên tâm đi, lão phu chính là liều mạng cái mạng này không muốn, cũng phải bảo vệ ngươi và con gái ta chu toàn. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức liền ngồi xếp bằng, yên lặng cảm ngộ cửu thần lục khí cơ lưu chuyển, muốn mượn dùng trong đó lực lượng. Vù vù, ở Diệp Thần cảm ngộ dưới, cửu thần lục linh khí, cũng là hội tụ ở trên người hắn, hiện ra gió, lửa, lôi, nước. Nhàm vân. Vân các loại kỳ dị khí tượng. Bầu trời luân hồi kim quang, lộ vẻ được càng mênh mông huy hoàng, nguy nga nóng rực. Cái này cổ luân hồi kim quang, xông phá bầu trời, xuyên qua tinh không, khí tượng nóng rực, như muốn ánh chiếu chư thiên, toàn bộ thiên ngoại thiên các võ giả, cũng có thể thấy rõ. Thậm chí, ở thái thượng thế giới các nơi, cũng có thể thấy cái này cổ huy hoàng luân hồi khí tượng. Luân hồi khí tượng nóng rực. Thái thượng thế giới rất nhiều võ giả cũng kiến thức qua, nhưng ngày hôm nay bộc phát ra luân hồi khí tượng, so trước kia bất kỳ một lần, đều phải lộng lẫy nguy nga rất nhiều. Như bánh xe hồi kim quang bên trong, có chân thần uy áp, có phong lôi nước lửa, tự do cánh, long đấu chi thương, thần thánh chi thư vân. Vân vĩ đại cửu thần khí tượng, làm người ta hoa cả mắt. Mắt thấy những thứ này khí tượng, rất nhiều võ giả thậm chí có lĩnh ngộ, tu vi ổn định tiến bộ, ở thái thượng thế giới các nơi. Đều có một đóa đóa luân hồi thanh liên tách thả ra. Diệp Thần sống lại Trang Hiểu Nhan, tiết ra ngoài ra linh khí, cũng có thể ân huệ toàn bộ thái thượng thế giới, có thể gặp hắn luân hồi huyết mạch mạnh mẽ cùng hùng hồn. Đạo đức thiên giới, Tử Hoàng Tiên Cung bên trong. Rất nhiều võ giả mắt thấy một màn này, người người đều là rung động. Đạo đức thiên tôn và Nguyễn Ly Nhân, còn có mấy cái cao tầng trưởng lão, đang Tử Hoàng Tiên Cung chỗ sâu, một nơi cấm địa bên trong. Thấy cái này cổ luân hồi khí tượng, bọn họ tự nhiên cũng là kinh ngạc. Nhưng, bọn họ ánh mắt sắc bén, nhưng từ nơi này cổ luân hồi khí tượng bên trong, dòm ngó thấy Diệp Thần yếu ớt. Linh Không Thiên Tôn, cửu thần lục, Trang Hiểu Nhan. Linh Không Thiên Tôn, năm đó được gọi là muốn thành là thứ 10 thần tồn tại, lúc đầu hắn còn chưa có chết. Con gái hắn chết, hắn muốn mời luân hồi chi chủ ra tay, đem sống lại. À, trong truyền thuyết cửu thần lục. Vậy rơi vào luân hồi chi chủ trong tay sao? Vậy mấy cái cao tầng trưởng lão, cong ngón tay suy tính, rung động liền liền, thanh âm mang dè chừng và sợ hãi bộ dạng sợ hãi. Vốn là, Linh Không Thiên Tôn, cửu thần lục, Trang Hiểu Nhan vân. Vân nhân quả qua lại, là đặc biệt bí ẩn, dõi mắt toàn bộ thế giới hiện thật, vậy không lại có bao nhiêu người biết. Nhưng, theo giờ khắc này, Diệp Thần luân hồi khí tượng ngất trời, tất cả tương quan nhân quả. Vậy toàn bộ bại lộ ra, thiên cơ tiết lộ, rất nhiều võ giả cũng có thể suy tính đến. Nguyễn Ly Nhân sợ hãi, ánh mắt lại là một hồi dục dịch, hướng đạo đức thiên tôn nói, trưởng giáo đại nhân, Diệp Thần vậy tiểu tử, hôm nay tựa hồ chính là yếu ớt, không bằng chúng ta phái người đi giết, có lẽ có thể chân tránh táng diệt luân hồi. Đạo đức thiên tôn gương mặt trầm ổn, nhưng là không có động tĩnh, nói, không như vậy dễ dàng, vẫn là chờ vậy tiểu tử, cùng thiên nữ quyết chiến sau nói sau. Hôm nay trọng yếu nhất, chính là giúp cô Tô Vũ vượt qua bể khổ. Ở cấm địa nhất trung tâm, ở đạo đức thiên tôn, Nguyễn Ly Nhân, còn có rất nhiều cao tầng trưởng lão vây quanh hạ, ngồi xếp bằng một người cô gái. Người phụ nữ này, thân mặc một bộ màu trắng nhạt quần lụa mỏng, gương mặt thổi đánh có thể phá, da thịt đặc biệt nước non, nàng đang nhắm đôi mắt, không ngừng hô hấp thổ nạp trước. Nàng tướng mạo là như vậy tuyệt đẹp, nhưng một đôi cong cong lông mày, nhưng là hơi cao lại trước. Vậy hơi cau lại lông mày, cũng không phải là tâm trạng cho phép, mà là thật giống như nàng trải qua quá nhiều khổ sở cùng đau đớn, cho nên từ đầu đến cuối chân mày không mở ra, sẽ không. Chút nào vui vẻ tư thái. Nàng chính là Nguyễn Ly Nhân đại đồ đệ, thiên nữ đại sư tỷ, bể khổ nguyên thể người thức tỉnh, cô Tô Vũ. Lúc này cô Tô Vũ, đã ở Nguyễn Ly Nhân cảm cho đòi hạ, đi tới Tử Hoàng Tiên Cung. Đạo đức thiên tôn, Nguyễn Ly Nhân. Còn có tất cả trưởng lão, đang vây quanh thành một vòng, toàn lực giúp cô Tô Vũ vượt qua bể khổ. Nhưng mà,
Bầu trời luân hồi kim quang khí tượng, sau lưng hiển lộ ra vô số thiên cơ, bao gồm cửu thần lục. Đạo đức thiên tôn ra mặt run lên, âm trầm cười một tiếng, nói, lúc đầu cô Tô Vũ trên tay, chấp trưởng nửa phần cửu thần lục, vì sao nàng không chịu nói? Là sợ ta cái này làm trưởng môn, cướp đoạt nàng bảo bối sao? Nguyện Ly Nhân hoảng hốt vội nói, mưa mà mới vừa trở về, có thể còn chưa kịp bẩm báo, xin trưởng giáo đại nhân thứ lỗi. Đạo đức thiên tôn nói, cửu thần lục lực lượng, vô cùng minh mông, nàng nếu là thật có thể chấp trưởng, đã sớm vượt qua bể khổ, nhưng hôm nay còn không làm được, muốn đến nàng vậy không tư cách nắm trong tay cửu thần lục, còn ngược lại không như hiến tặng cho ta thôi. Nhắm mắt ngồi xếp bằng cô Tô Vũ, tựa hồ cũng nghe được liền đạo đức thiên tôn mà nói, thân thể khẽ run lên. Nguyện Ly Nhân chính là yên lặng không nói, nàng biết rõ thất phu vô tội, mang ngọc mắt tội đạo lý. Cửu thần lục chân quý như vậy bảo bối, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể sẽ ở cô Tô Vũ trong tay. Giao cho cô Tô Vũ giữ, đúng là không ổn, có lẽ giao cho đạo đức thiên tôn nắm trong tay, mới khá bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cùng lúc đó, luân hồi kim quang khí tượng, giống vậy truyền đến Vũ Hoàng thiên giới bên trong. Vạn Khư thần điện chỗ sâu, Vũ Hoàng cổ đế thấy bầu trời khí tượng, thiên cơ thấy rõ, tự nhiên sẽ hiểu hết thảy. Cửu thần lục, linh không thiên tôn, lại còn cũng như này bí ẩn qua lại. Thật để cho thằng nhóc này lấy được rồi cửu thần lục, vậy còn có. Vũ Hoàng cổ đế trong lòng bộ dạng sợ hãi, thật sâu cảm thấy lo âu. Diệp thần thực lực, cực kỳ khủng bố, cực kỳ mạnh mẽ, tuy nói chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 6, nhưng đã có nghịch phạt tiên đế tư cách, liền hắn cũng không dám khinh thị. Lần trước đà đế cổ thần ra tay, thậm chí phái ra hai đuôi. Nhưng đều không cách nào thương tổn tới Diệp thần, có thể gặp Diệp thần khí vận bàng bạc, thật là chấn cổ thước kim. Liền Vũ Hoàng cổ đế hiện tại, cũng không dám tùy tiện ra tay, một mực ở Vạn Khư bên trong bế quan, cùng đợi cơ hội. Thiên nữ và Diệp thần, sắp đến quyết chiến, chính là một cái to lớn cơ hội. Ở nơi này trận quyết chiến không đánh vang trước, hắn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện tại, Vũ Hoàng cổ đế nhưng rõ ràng cảm nhận được. Diệp thần đang rơi vào yếu ớt. Vì sống lại Trang Hiểu Nhan, Diệp thần tiêu hao lớn vô cùng. Yếu ớt dưới, liền phổ thông vô lượng cảnh võ giả, cũng có thể giết chết Diệp thần. Tuy nói Vũ Hoàng cổ đế, không muốn mạo hiểm, nhưng to lớn cơ hội, đặt ở trước mắt, hắn không thể không động tâm. Khương Tiêu Vân, Phù Đồ Huyền, các ngươi tới đây. Vũ Hoàng cổ đế ở trầm ngâm chốc lát sau đó, liền hướng hư không triệu hoán nói. Rào, rào. Không cần thiết chốc lát, hai đạo thần quang, rơi vào Vũ Hoàng cổ đế trước mặt, chính là Đà Đế Thiên Tông hộ pháp Dạ Xoa, Khương Tiêu Vân và Phù Đồ Huyền. Khương Tiêu Vân tinh thông cung tiễn thuật, một tay nghệ lạc thiên thuật bắn, lại là 33 thiên thần thuật một trong. Mà Phù Đồ Huyền, là ngày xưa Vũ Cực Đạo Thư người điều khiển, hôm nay hắn Vũ Cực Đạo Thư, đã sớm bị Diệp Thần cướp đi, nội tâm đặc biệt thống hận. Hai người nghe được Vũ Hoàng cổ đế triệu hoán, liền hạ xuống, nội tâm đều là thấp thỏm. Bởi vì, bọn họ đã dự cảm đến, Vũ Hoàng cổ đế có nhiệm vụ trọng yếu, muốn phân phó xuống tới. Thấy bầu trời luân hồi khí tượng liền sao? Diệp thần vậy tiểu tử, hôm nay chính là yếu ớt, các ngươi đi thiên ngoại thiên một chuyến, xem có hay không cơ hội giết chết hắn. Vũ Hoàng cổ đế chỉ bầu trời bên ngoài, luân hồi kim quang khí tượng. Ánh chiếu toàn bộ Vũ Hoàng thiên giới, người không biết, còn lấy là Diệp thần mới là Vũ Hoàng thiên giới ngài chúa tể. Ở Vũ Hoàng thiên giới các nơi, lòng người bàng hoàng, rất nhiều tín ngưỡng Vạn Khư người, ở mắt thấy Diệp thần vĩ đại khí tượng sau đó, nội tâm cũng xuất hiện dao động. Phù Đồ Huyền và Khương Tiêu Vân, nghe được Vũ Hoàng cổ đế, quả nhiên là phải phái bọn họ đi ra ngoài, ám sát Diệp thần, không khỏi được bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Phù Đồ Huyền nói, bệ hạ. Diệp thần thằng nhóc này, cũng không tốt giết à. Khương Tiêu Vân vậy cảm giác sâu sắc tình hình nguy hiểm, trầm giọng nói, luân hồi chi chủ là đại khí vận người, hắn chính là rơi vào yếu ớt, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể giết chết. Nếu như là ở trước kia, Phù Đồ Huyền cùng Khương Tiêu Vân, cũng không sợ Diệp thần. Nhưng đoạn thời gian này, Diệp thần tiến bộ quá nhanh, cơ duyên cũng quá hơn. Liền hai đuôi cũng giết không chết Diệp thần. Bọn họ cũng không dám nói mình có thể cùng hai đuôi so sánh. Nơi này dẫu sao là thế giới hiện thật, quy tắc hạn chế cực lớn,
bọn họ có rất nhiều không không thủ đoạn, đều không cách nào thi triển ra, hoàn toàn không phải Diệp Thần địch thủ. Phú Hoàng cổ đế trong mắt tinh mang lóe lên, cong ngón tay không ngừng suy tính tương lai phúc họa cát hung, ha ha cười một tiếng, nói, không sao, các ngươi lại đi qua đi một chuyến, đụng phải Diệp Thần vậy tiểu tử, có thể giết liền giết, không thể giết thì trở lại. Phù Đồ Huyền và Khương Tiêu Vân nhìn nhau, đều là cười khổ. Diệp Thần bực nào nhân vật, nơi nào là bọn họ nói giết liền giết, nói đi liền đi, một khi rơi vào đánh trận vũng bùn, vậy thì không tới phiên bọn họ quyết định. Tuy nói bọn họ là xuất thân không không thời không cường giả, trên lý thuyết nói, có vô hạn cái thời gian tuyến, có vô hạn sống lại có thể. Nhưng trong thực tế, nơi này dẫu sao là thế giới hiện thật, một khi xảy ra điều gì không may, bọn họ liền phục không sống nổi, hơn nữa coi như có thể sống lại, chết bóng mờ, vậy sẽ vĩnh cửu bao phủ đạo tâm, giá phải trả lớn vô cùng. Khương Tiêu Vân nói, bệ hạ, luân hồi chi chủ có đại khí vận, hôm nay không thể nào giết chết hắn, xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phù Đồ Huyền cũng nói, đúng vậy, bệ hạ, chuyện này không thể gấp gáp, gần đây không không lúc nào không cùng thế giới hiện thật quy tắc hạn chế, càng phát ra yếu kém, người có thể đột phá tiên đế, trở thành chân thần, ngược lại không như chờ ngươi chứng đạo chân thần sau đó, lại. Tự tay chu diệt luân hồi cũng không muộn. Chứng đạo chân thần, đó chính là bước vào thần đạo cảnh cảnh giới. Thần đạo cảnh, là không không thời không cảnh giới tu luyện, xa so tiên đế cường hãn. Ở thế giới hiện thật, thật nhiều cường giả, đều bị người gọi hô tại sao thần vương, thần đế, thần tôn, thậm chí thực tế hệ thống tu luyện bên trong, còn có một cái thiên thần cảnh. Nhưng trong thực tế, những thứ này đều không phải là chân thần, bởi vì bọn họ không có nắm giữ không không cách nào thì. Chỉ có ở không không lúc nào không, bước vào thần đạo cảnh cường giả, mới tính là chân thần. Chân thần mạnh mẽ, có thể đem huyễn muốn biến thành sự thật, có thể xẻ thịt vô số điều thời gian tuyến, có thể vô căn cứ tạo vật, các loại thần thông phép tắc cường hãn thần bí, khó mà dùng lời nói hình dạng. Nếu như thế giới hiện thật, thật xuất hiện một tôn thần đạo cảnh chân thần, hơn nữa không chịu bất kỳ quy tắc hạn chế, vậy khẳng định không phải Diệp Thần có thể đối phó. Thần đạo cảnh mạnh mẽ, đã siêu thoát thực tế. Hiện tại dõi mắt toàn bộ thế giới hiện thật, còn không có bất kỳ một người, có giấy tư cách đạo chân thần. Ai có thể dẫn đầu bước vào thần đạo cảnh, ai liền có thể nắm giữ cả thế giới. Ha ha, chứng đạo chân thần, nơi nào có như thế dễ dàng. Tóm lại, các ngươi nếu thật là trung tâm tại ta, liền thay ta đi một chuyến chỗ đó, thử nghiệm giết chết Diệp Thần vậy tiểu tử. Phú Hoàng cổ đế khoát tay một cái, trong thời gian ngắn, đối đánh vào thần đạo cảnh, cũng không có gì hứng thú. Bởi vì hắn càng tu luyện tiếp, càng phát hiện tu luyện khó khăn. Vô luận hắn phục dùng thiên tài địa bảo gì, hao phí nhiều ít tài nguyên, cảnh giới cũng không có chút nào đột phá giãn ra dấu hiệu. Có lẽ theo hiện tại, quy tắc hạn chế yếu bớt, hắn có bước vào thần đạo cảnh hy vọng, thế nhưng đem phải vô cùng rất lâu, đặc biệt rất dài thời gian, có thể phải cùng sao trời dập tắt, vũ trụ linh khí đã tiêu hao hết, đời này. Kỷ nguyên đi tới ngày tận thế, mới vũ trụ kỷ nguyên mở, mới có thể. Hắn không chờ được như thế rất dài thời gian, hắn chỉ muốn thấy được Diệp Thần chết. Chỉ cần Diệp Thần vừa chết, coi như không chiếm đoạt luân hồi khí vật, lồng đắp lên trong lòng hắn lên bóng mờ, cũng có thể ngay tức thì tản đi, hắn đạo tâm sáng rực dưới, ban ngày phi thăng cũng là lớn có trông cậy vào sự việc. Phù Đồ Huyền và Khương Tiêu Vân, nghe Vũ Hoàng cổ đế mà nói, đều là yên lặng. Rồi sau đó, hai người khom người lĩnh mệnh, nói cần tuân bệ hạ phân phó. Bọn họ là hộ pháp Dạ Xoa, là đà đế cổ thần tự mình thu nhận, từ nhỏ tài bồi nuôi lớn, đối đà đế cổ thần trung thành cảnh cảnh, đã sớm quyết định lấy chết tương báo. Vũ Hoàng cổ đế chính là tương lai đà đế cổ thần, cái này hai người, ở bọn họ trong mắt, liền là cùng một người, bọn họ tự nhiên cũng là trung tâm tại Vũ Hoàng cổ đế. Lúc này Vũ Hoàng cổ đế hạ lệnh, bọn họ gặp khuyên không có kết quả, cũng chỉ tốt lĩnh mệnh lên đường đi thiên ngoại thiên phiêu miểu phong. Khương huynh, hôm nay đi chu diệt luân hồi, sợ là giữ nhiều lành ít, ngươi và ta sợ rằng cũng muốn giao phó. Phù Đồ Huyền nói, không sao, bệ hạ đối chúng ta ân trọng như núi, chúng ta ngày hôm nay chính là liều mạng ngọc đá cùng vỡ, cũng không thể để cho vậy luân hồi chi chủ tốt hơn. Khương Tiêu Vân tháo xuống giữa eo cự cung, ánh mắt sắc bén nói. Giữa lúc như vậy, Phù Đồ Huyền gật đầu một cái, liền cùng Khương Tiêu Vân một đạo,
biến dạng hư không, nhanh chóng đi thiên ngoại thiên Phiêu Miểu Phong chạy tới. Lúc này, thiên ngoại thiên, Phiêu Miểu Phong đỉnh núi. Diệp Thần đã quen thuộc cửu thần lục hơi thở, chính tướng cửu thần lục linh khí, hội tụ ở trên bàn tay mình, rồi sau đó ở Trang Hiểu Nhan trên người, một hồi xoa bóp, rời cung qua máu, đem cửu thần lục linh khí, dẫn dắt nhập nàng trong cơ thể. Cửu thần lục linh khí, tựa như một cái kíp nổ, đem Diệp Thần tâm thần, cùng Trang Hiểu Nhan tinh thần, câu thông chung một chỗ. Giao, Diệp Thần cảm thấy mình tinh thần, đi sâu vào Trang Hiểu Nhan thân thể, rồi sau đó ở nàng trong thân thể, phát hiện một cái to lớn không có giới hạn không gian, đó chính là vẫn không cổ thể tạo hóa ra không gian. Cái này mảnh không gian bên trong, có một cái cô độc cô gái, thất hồn lạc phách, mặt đầy mê mang, khắp nơi lảo đảo đi. Nhưng bỏ mặc nàng đi như thế nào, cũng từ đầu đến cuối không cách nào đi ra cái này mảnh không gian. Bởi vì, cái này mảnh không gian là lớn vô hạn, không thể dùng thực tế lẽ thường tới hình dạng, vĩnh viễn vậy đi không tới cuối. Cái này cô độc cô gái, chính là Trang Hiểu Nhan hồn phách. Nàng hồn phách, quanh thân nhuốm máu, tựa như mới vừa trải qua một trận đại chiến. Diệp Thần tinh thần, hạ xuống đến cái này mảnh không gian bên trong, xuất hiện ở Trang Hiểu Nhan bên người. Trang Hiểu Nhan đang cô độc đi về phía trước vào, nàng không biết nơi này là địa phương nào, cũng không biết mình vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Diệp Thần đột nhiên hạ xuống đến nàng bên người, nhưng để cho nàng vô cùng cảnh giác. Ai, Trang Hiểu Nhan ánh mắt mê mang, ở nháy mắt tức thì đổi được sắc bén ác liệt, giống như một cái bị hoảng sợ mẫu con beo, cấp tốc đi bên nhảy ra, rồi sau đó bàn tay nắm chặt, một phiến phiến mang theo không không phép tắc phủ văn, ngưng luyện thành một cái phủ kiếm, ám sát. Hướng Diệp Thần tim, nàng ra tay là như vậy tàn bạo, thật là giống như là một tôn đã trải qua chiến trận sát thần, hai cái cong cong lông mày, vào thời khắc này nhíu chặt trước như kiếm mi vậy, không có chút nào người phụ nữ nhu nhược tư thái, tư thế oai hùng hiên ngang, động tác dứt khoát lưu loát. Một kiếm này tốc độ cũng là cực nhanh, thiếu chút nữa thì muốn đâm tới Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần bị đâm trúng, hắn thần hồn nhất định phải bị thương nặng. Chớ khẩn trương, là ta cứu ngươi. Thật may, Diệp Thần phản ứng nhanh chóng, lăng phong thần mạch chuyển động, tập tục lượn quanh thân, nghiêng người tránh ra Trang Hiểu Nhan một kiếm ám sát. Trang Hiểu Nhan gặp Diệp Thần thân thủ nhanh nhẹn như vậy, trong bụng rét một cái, nghĩ ngợi, người này là ai, vì sao ta ở trên chiến trường, cho tới bây giờ không gặp qua hắn. Nàng mặt đầy cảnh giác, lại lui về sau hết mấy bước, nói, người rốt cuộc là ai, nơi này là địa phương nào. Ta phụ thân đâu, còn có ta Tiêu Diêu thúc thúc đâu. Diệp Thần nói, người còn nhớ mình là ai chăng, trí nhớ có hay không mài mòn. Trang Hiểu Nhan nói, cái gì mài mòn. Ta là không xuất mẻ gia tộc đệ tử chân truyền Trang Hiểu Nhan, ta phụ thân là Linh Không Thiên Tôn, có tư cách trở thành thứ 10 thần tồn tại, thúc thúc ta Trang Tiêu Giao, chính là Phong Thần Thiên Tôn, ngươi lại là người nào, lại dám cầm ta khốn ở chỗ này. Ta rõ ràng ở trên chiến trường giết địch, phải giúp Tiêu Diêu thúc thúc cướp lấy cửu thần lục, chẳng lẽ cửu thần lục đã bị ngươi đoạt đi? Đáng chết! Nàng bắt được ở Diệp Thần trên mình, tựa hồ có cửu thần lục hơi thở. Nhất thời rất chấn động, vừa lo lắng, trong đầu nghĩ nếu là cửu thần lục, rơi vào cạnh trong tay người, nàng không xuất mẻ gia tộc, cũng chưa có lại xưng bá thiên hạ khả năng. Diệp Thần thấy Trang Hiểu Nhan như vậy phòng bị ác liệt tư thái, không khỏi cười khổ một tí. Hắn lợi dụng cửu thần lục lực lượng, lại nghịch chuyển thời gian, đem Trang Hiểu Nhan sống lại, nàng hồn phách trí nhớ, còn dừng lại ở trước khi chết một khắc kia, không biết thế gian năm tháng, đã qua hàng tỷ thế kỷ nguyên. Sao trời, cũng không biết tắt sống lại bao nhiêu lần. Thật ra thì ngươi đã chết, Trang tiểu thư. Diệp Thần cong ngón tay bắn ra, một món thiên cơ kim quang, bắn vào Trang Hiểu Nhan ấn đường bên trong, đem các loại nhân quả sự tích, Phong Thần Thiên Tôn cùng Linh Không Thiên Tôn xích mích thành thù, nàng thức tỉnh vẫn không cổ thể, cửu thần lục rơi xuống biến hóa, em gái nàng Trang. Hiểu tháng rơi xuống vân, vân, toàn bộ nói cho nàng. Trang Hiểu Nhan tiếp thu được cái này một món thiên cơ, nhất thời biết được tất cả mọi chuyện, cả người đều ngây dại. Ta đã chết. Ta phụ thân và Tiêu Diêu thúc thúc, năm đó còn giết lẫn nhau, bọn họ hôm nay đều già rồi. Đều đi qua hàng tỷ thế kỷ nguyên sao, cửu thần vận mệnh, đều bị chung kết. Muội muội ta vậy rơi vào hắc ám, thành tử thần giáo đoàn hộ pháp. Ngươi là luân hồi chi chủ, là ngươi ta sống lại rồi.
Trang Hiểu Nhan che đầu, cảm thấy đau vô cùng đau, ngũ quan đều ở đây vặn vẹo. Một màn này mặc sự việc, chân thực quá mức rung động nhân tâm, nàng không cách nào tiếp nhận, lại không dám tin tưởng. Diệp Thần không nói, yên lặng đứng tại chỗ. Trang Hiểu Nhan bỗng nhiên lại khóc, mới vừa nàng, còn là một bộ ác liệt hung hãn hình dáng, như chiến trường nữ sát thần, nhưng hôm nay, năm tháng trôi qua, nhân sự kinh biến đả kích, để cho nàng nội tâm hỗn loạn, khóc được giống như một bé gái. Diệp Thần như cũ không nói, yên lặng bầu bạn ở nàng bên người. Ở ước chừng qua sau nửa giờ, Trang Hiểu Nhan tâm trạng, mới thoáng ổn định lại, gò má nước mắt bốc hơi đi. Đa tạ ngươi, luân hồi chi chủ. Trang Hiểu Nhan thanh âm, như cũ mang một chút nghẹn ngào, ngẩng đầu ngắm nhìn Diệp Thần, trong suốt tròng mắt huyễn nhiên đỏ lên, lại nói. Sau này đừng giết muội muội ta, được không? Nàng biết muội muội Trang Hiểu Nguyệt, đã rơi vào hắc ám, thành tử thần giáo đoàn hộ pháp, đó chính là Diệp Thần kẻ địch, tương lai hai người tùy thời có thể bùng nổ giết hại mâu thuẫn. Diệp Thần luân hồi huyết mạch, uy năng cường hãn như vậy, nàng chỉ sợ muội muội sẽ chết ở trong tay hắn. Sau này hãy nói đi, ta trước mang ngươi rời đi cái này mảnh không gian, để cho ngươi hồn phách trở về vị trí cũ. A còng tinh hoa thư các sao đầu tiên phát cập nhật. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có cho ra một cái xác thực câu trả lời, yên lặng sử dụng cửu thần lục lực lượng, trong tay toát ra cửu sắc hồng mang. Cái này cửu sắc hồng mang, phân biệt đại biểu cửu thần đồ đằng màu sắc, màu xanh gió, màu tím lôi, màu xanh nước, màu đỏ thẫm lửa, vàng óng nham đất, màu xanh cỏ cây, thuần trắng băng, ánh sáng chói mắt, đậm đà hắc ám. Rồi sau đó, cái này cửu sắc hồng mang, ở nơi này phiến vô biên vô tận không gian bên trong, cấu trúc thành một cái cửu sắc hồng kiều, nối thẳng Trang Hiểu Nhan đỉnh đầu huyệt bách hội. Đó là nàng hồn phách, hẳn ở địa phương đó, là cơ thể con người thiên chỗ. Nơi đan điền, thì là cơ thể con người địa chỗ. Diệp Thần mượn dùng cửu thần lục lực lượng, đả thông thiên địa, đỡ lên cửu sắc hồng kiều. Như vậy một cái thiên địa thần cầu, chỉ cần đi tới cây cầu này cuối, Trang tiêu giao hồn phách, là được quay về là, người cũng có thể tỉnh lại. Tuy nói hai người chỗ ở không gian, mênh mông không có bờ bến, là lớn vô hạn tồn tại. Nhưng cửu thần lục linh khí, 10 phần dư thừa, hơn nữa bên trong hàm chứa cửu thần thiên chiêu bí ẩn, có nguyên nhân quả luật chập chờn. Diệp Thần ở trong lòng định nghĩa liền một cái nhân quả, đó chính là, dọc theo cây cầu này đi xuống. Là có thể đi tới cuối, từ địa đi tới thiên. Trang Hiểu Nhan nhìn điều này cửu sắc hồng kiều, nối liền nhập mờ mịt vô tận trong hư không, hoàn toàn không thấy được đi thông phương nào, nàng khó hiểu có chút hoảng sợ, nói. Ta sẽ chết sao? Diệp Thần bật cười khanh khách, nói, ngươi đã sống lại, phế ta tốt khí lực lớn đây. Trang Hiểu Nhan nói, vậy ta sẽ lần nữa ngủ say sao? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, sẽ không, ngươi nên về nhà. Người phụ thân ở chờ ngươi. Trang Hiểu Nhan nói, ta còn có nhà sao? Diệp Thần im lặng không nói, một thân một mình, yên lặng đi lên cửu sắc hồng kiều. Trang Hiểu Nhan ở yên lặng một lát sau, cũng lại yên lặng đi theo lên. Nàng lúc đầu bước chân chậm chạp, sau đó càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, rất mau đuổi theo Diệp Thần. Đuổi theo Diệp Thần sau đó, nàng vẫn lại yên lặng đi theo. Hai người liền yên lặng đi tới trước. Một đường đi cửu sắc hồng kiều cuối đi tới. Mà vào lúc này, ngoại giới, Phiêu Miểu Phong đỉnh núi trận pháp bên trong, Diệp Thần và Trang Hiểu Nhan thân xác, đều là pho tượng ngừng không nhúc nhích. Nhưng, ở Trang Hiểu Nhan trên thân thể, lại có cửu sắc hồng mang lóe lên, đó là cửu thần lục ánh sáng. Linh Không Thiên Tôn và rất nhiều các tín đồ, thấy một màn này, lại cảm nhận được ở Trang Hiểu Nhan trong cơ thể, có nóng rực linh hồn chập chờn truyền ra, cũng biết Diệp Thần đang cố gắng. Phải đem Trang Hiểu Nhan hồn phách, dẫn dắt trở về vị trí cũ. Đây là một bước mấu chốt nhất. Nếu như dẫn dắt thất bại, Trang Hiểu Nhan hồn phách, không cách nào trở về vị trí cũ, người lại không thể tỉnh lại, linh hồn muốn ở vô biên vô tận trong không gian hao hết linh khí, cuối cùng vẫn diệt. Thậm chí, liền Diệp Thần cũng có thể bị liên lụy, thần hồn phai mờ. Bảo vệ luân hồi chi chủ. Linh Không Thiên Tôn khịt khịt mũi. Khó hiểu đánh hơi được một cổ nguy hiểm hơi thở, lúc này vẫy tay hạ lệnh. Thiên Tôn đại nhân. Hắn dưới quyền rất nhiều tín đồ các võ giả, cũng là khẩn trương, đem Phiêu Miểu Phong từng ngọn bảo vệ đại trận mở, tất cả người đề phòng. Linh Không Thiên Tôn thấp giọng ngâm sướng, từng cái không gian quy luật thả ra,
rồi sau đó bỗng nhiên khuếch trương, hóa thành tầng tầng không gian cái bẫy, đem toàn bộ Phiêu Miểu Phong bao lại. Vô số tầng không gian cái bẫy, xen lẫn ra sương mù dày đặc, kéo ra mảng lớn không gian sương mù dày đặc, lại ở bên ngoài hiện lên, ngăn cách thiên cơ, ngăn chặn người ngoài xem xét. Làm xong hết thảy các thứ này, Linh Không Thiên Tôn ánh mắt, chính là vô cùng khẩn trương hội tụ ở Trang Hiểu Nhan trên mình, e sợ cho phát sinh cái gì bất ngờ. Diệp Thần tinh thần, đang dẫn Trang Hiểu Nhan hồn phách, đi thiên đi tới. Ngoại giới không khí khẩn trương, truyền tới nơi này, tại trong không gian dẫn phát một chút rung động. Có kẻ địch muốn tới sao? Trang Hiểu Nhan quay đầu, ánh mắt bỗng nhiên dâng lên lau một cái lạnh lùng ý, trong tay phù văn lần nữa hiện lên, giống như là một cái sắp chuẩn bị chiến đấu chiến sĩ, trong con ngươi tất cả đều là sát ý. Diệp Thần đứng ở nàng bên người, cảm thấy một hồi lạnh như băng ý, năm đó Trang Hiểu Nhan, vì trợ giúp không sứt mẻ gia tộc, đoạt được cửu thần lục, không biết trải qua nhiều ít giết hại chinh chiến, hôm nay vậy chiến đấu bản năng, vẫn không có biến mất. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, nàng thì phải bùng nổ. Không có sao, không cần phải để ý đến, người phụ thân sẽ bảo hộ tốt chúng ta tiếp tục đi thôi. Diệp Thần tiếp tục đi cửu sắc hồng kiều cuối đi tới. Trang Hiểu Nhan im lặng, nàng dự cảm đến lớn tướng địch tới, nhưng đương thời giây phút, nàng cũng không làm cái gì, chỉ có thể tiếp tục đi theo Diệp Thần tiến về phía trước, muốn phải nhanh lên một chút để cho hồn phách trở về vị trí cũ. Ngoại giới. Lúc này, hưu đích một tiếng, đột nhiên một đạo nhọn âm bạo vang lên. Một chim mưa tên, từ hàng tỷ bên trong ra ngoài bắn tới, xuyên qua hư không, bể nát tinh thần, mang nghiền bạo hết thảy khủng bố uy thế, hung hăng đem Phiêu Miểu Phong không gian sương mù dày đặc, toàn bộ xuyên qua quét diệt. Linh Không Thiên Tôn bố trí tầng tầng không gian cái bẫy, liền cùng giấy dán như nhau, toàn bộ bị một mũi tên này nghiền bạo, nghiền, hóa thành hư không. Ác liệt sắc bén mưa tên, cuối cùng hung hăng bắn chết hướng Diệp Thần thân thể. Kinh khủng như vậy mũi tên, tiếng hiệp phong lôi thiên uy, nếu là bắn rơi xuống, chỉ sợ có thể đem Diệp Thần bắn cái đối xuyên, thậm chí toàn bộ Phiêu Miểu Phong, đều có bị bắn thủng nguy hiểm. Là ai? Linh Không Thiên Tôn thấy một mũi tên này bắn tới, ánh mắt bộ dạng sợ hãi, lập tức giơ tay lên, ngàn vạn nặng không gian cô đọng, hóa thành một mặt không gian tấm thuẫn, ngăn ở Diệp Thần phía trước. Đang! Chi kia sắc bén mưa tên, hung hăng bắn vào cái này không gian trên tấm thuẫn, bộc phát ra một hồi kịch liệt kêu vang, cuối cùng là bị không gian tấm thuẫn đỡ được. Mũi tên trên to lớn lực đạo, phản chấn đến Linh Không Thiên Tôn trên mình, để cho được hắn xương cốt chấn động đau, thân thể rung một tí. Toàn bộ Phiêu Miểu Phong, rất nhiều bảo vệ các võ giả, rối rít rút ra binh khí, sử dụng pháp bảo, ánh mắt mang theo dè chừng và sợ hãi cùng nghiêm nghị, nhìn về phương xa. Chỉ có hai đạo lưu quang, từ phương xa tinh không phóng tới, hạ xuống Phiêu Miểu Phong bên trên. Chính là Khương Tiêu Vân cùng Phù Đồ Huyền. Lớn Nghệ Vương, nguyên lai là ngươi. Ha ha, có thể có cao minh như vậy thuật bắn cung người, cái này thế gian, cũng chỉ có ngươi. Linh Không Thiên Tôn ánh mắt rơi vào Khương Tiêu Vân trên mình, cười lạnh nói. Khương Tiêu Vân tôn hào, chính là Lớn Nghệ Vương, là thế gian thuật bắn cung người thứ nhất. Tên của hắn thuật, truyền thuyết có thể đột phá cảnh giới hạn chế, nghịch phạt thiên đế chủ thần, vô cùng lợi hại. Khương Tiêu Vân ánh mắt nhìn vòng quanh toàn trường, thấy như pho tượng ngừng bất động Diệp Thần cùng Trang Hiểu Nhan, còn có Trang Hiểu Nhan trên mình tràn ra cửu sắc hồng mang, trong thoáng chốc liền biết được tất cả, hờ hững nhìn về phía Linh Không Thiên Tôn, nói. Không thần, người ngày hôm nay muốn sống lại nữ nhi ngươi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Không thần hai chữ. Là Linh Không Thiên Tôn đã từng tự lập thần số, hắn muốn cùng mình trở thành thứ 10 thần sau đó, liền bước lên vô cùng trở thành không thần, cùng cửu thần cũng giá tể khu. Đáng tiếc, thiên địa khí vận là có hạn, hắn không sứt mẻ gia tộc, đã sản sinh ra một cái phong thần, không thể nào lại ra đời một cái cao cấp chủ thần. Hắn chủ động nhường vị, cũng không có cùng phong thần thiên tôn tranh đoạt. Hắn năm đó cùng phong thần thiên tôn tranh đấu, chủ yếu là bởi vì cửu thần lục. Hắn muốn dùng cửu thần lục, sống lại con gái hắn, nhưng phong thần không chịu cho, cuối cùng huynh đệ bất hòa. Còn như chủ thần quyền bính, Linh Không Thiên Tôn cũng không để bụng, hắn đối thiên hạ nghiệp bá thù không hứng thú, chỉ quan tâm người nhà mình. Hôm nay nghe được Khương Tiêu Vân, gọi mình là không thần, Linh Không Thiên Tôn chỉ cười cười, lắc đầu nói, Lớn Nghệ Vương, nếu ngươi không phải muốn đánh nhiễu,
vậy ngươi tới đây làm chi? Khương Tiêu Vân thở dài nói, chúng ta phụng cổ thần bệ hạ pháp chỉ, đặc biệt tới chu diệt luân hồi, xin không thần đại nhân hành cái thuận lợi, cùng luân hồi chi chủ sống lại nữ nhi ngươi sau đó, liền đem hắn giao cho tại hạ xử trí, tại hạ vô cùng cảm kích. Cùng sống lại nghi thức sau khi kết thúc, Diệp Thần tất nhiên rơi vào yếu ớt, nếu là rơi vào trong tay hắn, vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Linh Không Thiên Tôn nghe nói như vậy, không khỏi được vui vẻ cười to, nói, lớn Nghệ Vương, người đây là muốn ta qua sông rút cầu, vong ân phụ nghĩa, nếu như ta nói không thì sao? Khương Tiêu Vân nói, vậy tại hạ chỉ có đắc tội. Linh Không Thiên Tôn ánh mắt run lên, nói, ngươi dám cùng ta động thủ. Ngươi tu vi, đỉnh thiên cũng chỉ là như vậy, ta nhưng mà thiên đế chủ thần. Trọng yếu hơn chính là, nơi này là thiên ngoại thiên, ngươi căn bản không có thể phát huy ngươi ở không không thời không vậy. Vậy lực lượng, Khương Tiêu Vân cầm lên trong tay trường cung, nói ta cung tên trong tay, cũng không phải chưa từng giết thiên đế chủ thần, huống chi, không thần đại nhân, ngươi hôm nay tu vi, đã không lớn bằng lúc trước. Hơn nữa, nơi này là thế giới hiện thật, ta ngươi tu vi, đều bị hạn chế đến tiên đế cảnh giới, nếu như khai chiến, ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Linh Không Thiên Tôn vui vẻ cười to, nói, rất tốt, một mình ngươi tiểu bối, lại dám đối với ta cái này thiên đế chủ thần động thủ, thậm chí còn là ở trên địa bàn ta. Ta đây muốn xem, ngươi có nhiều ít bản lãnh. Tiếng nói rơi xuống, Linh Không Thiên Tôn vung tay lên, linh khí nổ. Trong hư không chém ra một cái trong suốt đao, chém thẳng hướng Khương Tiêu Vân cổ. Hắn biết Khương Tiêu Vân thuật bắn cung lợi hại, nhưng thuật bắn cung cũng có một cái to lớn khuyết điểm, chính là dương cung bắn tên cần thời gian, không giống võ đạo thuật pháp như vậy trực lai trực vãng. Cho nên, hắn phải thừa dịp Khương Tiêu Vân mũi tên còn không bắn ra, đem hắn chém chết. Nhưng mà, lúc này, Phù Đồ Huyền ra tay. Phù Đồ Huyền một bước ra, trong tay thần quang lững lờ. Hiển hóa ra một tòa võ đạo phù đồ tháp, đang đích một tiếng, liền chặn lại Linh Không Thiên Tôn đao. Linh Không Thiên Tôn, ngày hôm nay ngươi nếu như cố ý bảo vệ luân hồi, vậy chúng ta cũng chỉ có quyết tử chiến một trận. Ở chặn lại Linh Không Thiên Tôn đao sau đó, phù đồ huyền chân đạp thất tinh, thân thể biểu cướp ra, trong tay võ đạo phù đồ tháp, mang hung hãn võ đạo uy nghiêm, hung hăng hướng Linh Không Thiên Tôn đầu đập xuống đi xuống. Hắn từng chấp trưởng Vũ Cực Thiên Hạ đạo thư. Đối võ đạo điều nghiên cực sâu, thậm chí nắm giữ không thiếu võ tổ đạo pháp, dẫu sao Vũ Cực đạo thư, chính là cần phải võ tổ mà sống. Hống! Một tiếng động trời gầm thét, từ vậy phù đồ bên trong tháp vang lên, rồi sau đó, một con voi to, mang vỡ thiên lực lượng, đụng đi ra, khí thế hung mãnh. Đây là thần tượng băng thiên đụng khí thế, là võ tổ đạo pháp một trong. Phù đồ huyền thần tượng băng thiên đụng, uy thế tuy không đạt tới Diệp Thần. Nhưng vậy mười phần hung mãnh. Cự tượng vừa ra, toàn bộ Phiêu Miểu Phong, đều là kịch liệt lay động, thật giống như bị đầu này cự tượng, trực tiếp đụng nát vậy. Nhìn cự tượng đánh tới, Linh Không Thiên Tôn thong thả, trong tay chảy ra từng cái không gian quy luật sợi tơ, những thứ này không gian quy luật sợi tơ, vừa xuất hiện liền nổ bành trướng, giống như vũ trụ lúc ban đầu nổ, ra đời bao la tinh không. Trùng trùng tinh không như biển, vần quanh ở Linh Không Thiên Tôn quanh thân. Đầu kia cự tượng, ở trùng trùng không gian cách trở hạ, lại không thể đến gần Linh Không Thiên Tôn thân thể, liền bị vô biên vô tận hư không, đã tiêu hao hết tất cả lực lượng. Lão này, Phù Đồ Huyền mặt liền biến sắc, chỉ cảm thấy Linh Không Thiên Tôn thuật pháp huyền diệu, thật là không thể đoán. Hưu, lúc này, Khương Tiêu Vân Dương cùng kéo mũi tên, một mũi tên như muốn bắn rơi 9 tầng trời liệt nhật vậy, bạo giết ra. Mang nhọn ác liệt sức lực gió, bắn về phía Linh Không Thiên Tôn. Linh Không Thiên Tôn quanh thân vòng quanh tầng tầng không gian, lại như giấy vậy, ở Khương Tiêu Vân mũi tên nhuệ khí hạ, không ngừng tan vỡ nát. Hắn không gian thuật pháp tuy huyền diệu, nhưng không cách nào ngăn trở Khương Tiêu Vân mũi tên. Mờ ảo mây khói, sắc. Mắt xem vậy bén một mũi tên, thì phải bắn chết đến trên thân thể, Linh Không Thiên Tôn như cũ bình tĩnh, một tiếng ngâm sướng. Điều động toàn bộ Phiêu Miểu Phong địa mạch hơi thở, thêm chư thân thể. Phiêu Miểu Phong rất nhiều võ giả, cũng là ngâm sướng lên tới, là Linh Không Thiên Tôn cầu nguyện trợ lực. Linh Không Thiên Tôn thân thể, ở trong nháy mắt lại có thể hóa thành mây khói, phiêu phiêu miểu miểu, như ảo tưởng vậy, không có chân thật hình thể. Suy! Khương Tiêu Vân mũi tên bắn chết mà qua, xuyên qua mây khói,
lại không có thể cho Linh Không Thiên Tôn tạo thành tổn thương chút nào. Thấy vậy, Khương Tiêu Vân vậy sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ở Phiêu Miểu Phong trên địa bàn, Linh Không Thiên Tôn chiếm hết ưu thế, có thể mượn dùng địa mạch linh khí, thi triển ra đủ loại huyền diệu thần thông, chiến đấu, hắn rất là bất lợi. Các ngươi hai cái dạ xoa, còn không tư cách ở ta trước mặt phách lối, cũng chết đi cho ta. Linh Không Thiên Tôn một tiếng gầm lên, thân thể từ mờ ảo mây khói trạng thái, thay đổi hồi chân thực, một quyền nắm chặt, bóp vỡ ngàn vạn nặng không gian, trùng trùng không gian bạo diệt lực, ở hắn trên nắm tay hội tụ, hung hăng hướng Phủ Đồ Huyền cùng Khương Tiêu Vân. Đập tới, uy thế vô cùng là hung mãnh. Phủ Đồ Huyền cùng Khương Tiêu Vân sắc mặt trầm xuống, thật sâu cảm thấy Linh Không Thiên Tôn quyền thế cường hãn, hai người vội vàng vai sóng vai đứng chung một chỗ, tiên đế linh khí tách thả ra, các loại quy luật toát ra, cấu trúc ra một mặt quy luật đồ sộ vách đá, muốn ngăn cản Linh Không Thiên Tôn quả đấm. Oanh! Nhưng, Linh Không Thiên Tôn quả đấm, mang theo kinh khủng không gian lực lượng, đặc biệt cuồng bạo, chỉ là một quyền, liền hung hăng đem bọn họ bố trí quy luật đồ sộ vách đá, trực tiếp nghiền bể mất. Phốc xích! Phốc xích! Phủ Đồ Huyền cùng Khương Tiêu Vân, song song hộc máu, chật vật lui về phía sau, gương mặt rơi vào trắng bệch. Lão này, tuy nói thực lực thật to mài mòn, nhưng đúng là còn có mấy phần bản lãnh. Phủ Đồ Huyền nhìn xem Khương Tiêu Vân, lau sạch máu tươi trên khóe miệng, hơi có chút âm trầm nói. Triệu hoán thiên tội cổ kiếm, mời cổ thần bệ hạ rơi xuống mũi nhọn, chu diệt hắn. Khương Tiêu Vân ngược lại là 10 phần bình tĩnh, lập tức một tay cố chấp trường cung, một tay nặn quyết ngâm sướng, trong cơ thể khí huyết bốc cháy, từng luồng huyết khí từ đỉnh đầu vọt lên, máu ngất trời khung, cùng không không lúc nào không đồng tình. Phủ Đồ Huyền cũng không nói nhảm, trực tiếp thiêu đốt lên tự thân khí huyết, câu thông không không lúc nào không. Ông ông ông, hai người không để ý giá phải trả, khí huyết cháy dưới, không không lúc nào không cũng bị xúc động, một cổ sắc bén, ác liệt, khủng bố, sát phạt vô địch hơi thở, được triệu hoán xuống. Đó là thiên tội kiếm khí hơi thở, thiên tội cổ kiếm kiếm khí, ở ngay tức thì giết phá vạn nặng thời không, hạ xuống đến Phiêu Miểu Phong bầu trời, không rõ ràng, thâm thúy, tràn đầy giết hại chập chờn kiếm khí, giống như đến từ mãi mãi, mang theo uy nghiêm vô thượng, toát ra màu xám cho ánh sáng. Ngay tức thì bao phủ ở toàn bộ Phiêu Miểu Phong, cũng phong tỏa Linh Không Thiên Tôn khí cơ. Đi! Phủ Đồ Huyền vung tay lên, vậy đạo thiên tội kiếm khí, chính là mang tàn bạo uy thế, vô cùng ác liệt chém chết hướng Linh Không Thiên Tôn. Kiếm khí này mũi nhọn, là như vậy khủng bố, giống như hàm chứa thiên tội phạt, đủ để chu diệt trần thế vạn vật. Kiếm khí còn không giết tới, Linh Không Thiên Tôn vùng lân cận võ giả, đã được to lớn chấn nhiếp, rối rít hộc máu trọng thương. Liền liền Linh Không Thiên Tôn đây, áp lực vậy là đặc biệt to lớn. Ở trên trời tội kiếm khí uy áp hạ, hắn lại có thể bất luận cái gì không gian thuật pháp, thủ đoạn thần thông, đều không thi triển được. Không lậu không sứt mẻ, lấy ta máu thần, hóa thành thiên đao, phá. Mắt nhìn bầu trời tội cổ kiếm giết tới, Linh Không Thiên Tôn nhưng không hoảng loạn, quát to một tiếng, cả người khí huyết nổ tung cháy, cũng là câu thông không không lúc nào không, tựa như triệu hoán xuống cái gì vĩ đại lực lượng. Rồi sau đó, vô cùng máu tươi, vô cùng tín ngưỡng lực, từng cái không không cách nào thì, ngưng luyện thành một cái màu máu thiên đao, từ trong hư không phá giết ra, tranh đích một tiếng, hung hăng chém vào thiên tội kiếm khí phía trên. Đao kiếm giao kích, cuồng bạo va chạm nổ lên. Linh Không Thiên Tôn bị nổ lui mười mấy bước, xuất hiện một ít thương thế. Nhưng, ngày trước tội kiếm khí, cũng bị hắn đánh lui, hù hù lên tiếng. Phủ Đồ Huyền cùng Khương Tiêu Vân, bị to lớn chấn động, hộc máu lần nữa, đồng thời không cách nào duy trì nữa triệu hoán tư thái, thiên tội kiếm khí ẩn nhập trong hư không. Linh Không Thiên Tôn thấy vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, bọn ngươi có thể triệu hoán không không thời không lực lượng. Lão Phu cũng có thể. Ta không sứt mẻ gia tộc, cũng không sợ các ngươi cái gì thiên tội cổ kiếm. Tại mới vừa, Linh Không Thiên Tôn cháy khí huyết, câu thông không không lúc nào không, mượn không sứt mẻ gia tộc lực lượng, hội tụ thành huyết đao, lại là thành công đánh lui thiên tội cổ kiếm. Đây là không sứt mẻ gia tộc nội tình lợi hại. Tuy nói năm đó, hắn cùng phong thần thiên tôn đại chiến sau này, không sứt mẻ gia tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, lúc này suy sụp. Nhưng bất kể như thế nào, không sứt mẻ gia tộc cuối cùng là thượng cổ đại tộc, nội tình cực kỳ thâm hậu.
thành tựu không xuất mẻ gia tộc đã từng là thiên kiêu, có giấy tư cách đạo thứ 10 thần tồn tại, linh không thiên tôn tự nhiên có thể mượn gia tộc nội tình năng lượng, hóa thành nhất là ác liệt hung mãnh sát phạt. Diệp Thần cùng Trang Hiểu Nhan, cảm nhận được ngoại giới đại chiến, đều có chút rung động. Trang Hiểu Nhan trên khuôn mặt, nhưng lại tràn đầy lo âu, nói, nguy rồi, phụ thân mượn dùng gia tộc lực lượng, khí huyết cháy, chỉ sợ tiêu hao nghiêm trọng, chúng ta phải nhanh lên một chút đi ra ngoài trợ chiến. Diệp Thần nói, giữa lúc như vậy. Hắn biết tình thế khẩn cấp, liền vội bận bịu kéo Trang Hiểu Nhan tay, ở cửu sắc hồng kiều trên chạy như điên, chỉ muốn mau sớm hồi đi ra bên ngoài. Mà lúc này, Phù Đồ Huyền cùng Khương Tiêu Vân, sắc mặt của hai người, đã là đặc biệt khó khăn xem. Linh không thiên tôn cường hãn, xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Không giải quyết linh không thiên tôn, bọn họ không thể nào thương tổn tới Diệp Thần. Nhưng, linh không thiên tôn bá đạo như vậy uy mãnh, há lại là bọn họ có thể đối phó. Phù Đồ Huyền một tiếng thở dài, trong con ngươi lướt qua một chút đoạn tuyệt vẻ, hướng Khương Tiêu Vân nói, Khương huynh, lão này quá mức lợi hại, muốn chiến thắng hắn mà nói, có lẽ chỉ có thể dựa vào ngươi đuôi thú mũi tên. Khương Tiêu Vân mặt liền biến sắc, nói, đuôi thú mũi tên. Không có thần đạo cảnh tu vi, không thể nào bắn ra này mũi tên. Hắn có một lá bài tẩy, đó chính là đuôi thú mũi tên. Năm đó đã đế cổ thần, chế tạo ra thập vĩ thần thú thời điểm, Tăng Lợi dùng thập vĩ thần thú máu tươi, rèn luyện qua không thiếu binh khí pháp bảo, thậm chí rèn luyện chút đặc thù đuôi thú huyết con rối, vô cùng lợi hại. Khương Tiêu Vân có một mũi tên, từng dùng thập vĩ máu tươi rèn luyện qua, mang theo đại khủng bố quỷ dị sát phạt, đặc biệt ác liệt. Hắn tu vi không tính là quá mức khủng bố, nhưng đã từng nghịch phạt thiên đế, cái này đuôi thú mũi tên công không thể không. Chỉ là, đuôi thú mũi tên uy lực, chân thực quá mức khủng bố, ở thế giới hiện thật, coi như là tiên đế đỉnh cấp cường giả, đều không cách nào thúc giục khống chế. Ít nhất phải có thần đạo cảnh tu vi, mới có thể bắn ra này mũi tên. Nhưng mà, bởi vì thực tế quy tắc hạn chế, cho dù là không không thời không thần vương cường người, hạ xuống đến thực tế sau đó, tu vi cũng sẽ bị hạn chế đến tiên đế, cùng thần đạo cảnh lực lượng, chênh lệch to lớn. Phù Đồ Huyền nói, ta có thể giúp ngươi thời gian ngắn ở thế giới hiện thật đột phá hạn chế, bước vào thần đạo cảnh. Hắn tiếng nói rơi xuống, cả người tánh mạng máu tươi, đột nhiên liền điên cuồng bốc cháy, tất cả sinh mệnh tinh hoa, cũng đang cháy, hóa thành từng luồng năng lượng tinh thuần, bơm vào đến Khương Tiêu Vân trong cơ thể. Phù Đồ Huynh, Khương Tiêu Vân kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Phù Đồ Huyền sẽ tự mình hy sinh. Hắn còn chưa kịp ngăn cản, liền thấy Phù Đồ Huyền điên cuồng cháy, máu thịt diệt hết, ngay tức thì chỉ còn lại một cổ khung xương, rồi sau đó cái này khô lâu khung xương, lại cháy sụp đổ hết, liên quan thần hồn, còn có nơi có thời gian sợi linh khí. Vậy cùng nhau cháy hết. Thoáng qua tới giữa, Phù Đồ Huyền hóa thành cướp xám. Hắn tất cả sinh mạng tinh hoa, toàn bộ bơm vào đến Khương Tiêu Vân trong cơ thể. Rắc rắc, ở nơi này vậy hào hùng sinh mạng tinh hoa bơm vào hạ, Khương Tiêu Vân trong cơ thể, phảng phất có cái gì gông xiềng, bị đánh vỡ. Hắn tu vi hơi thở, bắt đầu nhanh mạnh tăng vọt, sau lưng nổi lên một tôn vạn trượng cao thiên địa pháp tướng, đó là thần linh pháp tướng, trùng trùng thần quang vần quanh, như cao trời ở trên cao, vô số trời trăng sao, còn quấn cái này đạo pháp tướng chuyển động. Đặc biệt nguy nga. Cái gì? Linh không thiên tôn thất kinh, liền cảm thấy Khương Tiêu Vân hơi thở, lại có thể đột phá tiên đế hạn chế, bước vào một cái thế giới hiện thật bên trong, cho tới bây giờ không có ai đặt chân qua cảnh giới. Đó là thần đạo cảnh, trong truyền thuyết chân thần. Tuy nói ở không không lúc nào không bên trong, thần đạo cảnh chân thần, chỉ là hạ vị thần, xa xa không thể cùng Khương Tiêu Vân đỉnh cấp lực lượng so sánh. Nhưng nơi này chính là thế giới hiện thật, hạ vị thần đều là không được tồn tại. Khương Tiêu Vân là đời này tinh không, cái đầu tiên bước vào thần đạo cảnh người. Cho dù là ngắn ngủi, cho dù là giá phải trả to lớn. Thần đạo cảnh hơi thở, chân thực quá kinh khủng, hắn chân thần pháp tướng, một sản sinh ra tới, liền chấn động chư thiên, vô số vĩ đại thần quang, thần linh ngâm sướng, xa xa truyền ra ngoài. Ở cửu sắc hồng kiều bên trên, Diệp Thần đang cùng Trang Hiểu Nhan chạy như điên, hai người đang cảm thụ đến Khương Tiêu Vân chân thần hơi thở sau đó. Đều là rung động. Trang Hiểu Nhan thân thể mềm mại phát run, lại là không chịu nổi uy áp, lại tại chỗ quỳ xuống. Đứng lên. Diệp Thần quát to một tiếng,
lập tức đem nàng kéo lên. Mà ở bên ngoài, Phiêu Miểu Phong bên trên, trừ Linh Không Thiên Tôn bên ngoài, tất cả võ giả cũng quỳ xuống. Bởi vì thần đạo cảnh uy áp, đích thực quá đáng sợ. Cùng thần đạo cảnh cường giả so sánh, coi như là tiên đế, vậy chẳng qua là người phàm vậy tồn tại, chỉ có thể quỳ bái ngưỡng mộ. Toàn bộ thiên ngoại thiên, toàn bộ thái thượng thế giới, cũng cảm nhận được liền Khương Tiêu Vân thần đạo cảnh hơi thở đánh vào. Vô số người ngửa mặt trông lên bầu trời, thấy được trùng trùng thần quang đan vào khoáng đạt hình ảnh, cũng nhìn thấy Khương Tiêu Vân vĩ đại mênh mông chân thần pháp tướng. Vượt qua tiên đế, trong truyền thuyết thần đạo cảnh. Thế giới hiện thật, lại có thể sản sinh ra thần đạo cảnh chân thần. À, cái này chân thần uy nghiêm, tựa hồ là nhằm vào luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ chết chắc, hắn ngày hôm nay chết chắc. Hắn lợi hại hơn nữa, có thể cùng chân thần chống lại sao? Vô số đạo rung động thanh âm thán phục, từ trên trời thiên hòa thái thượng thế giới các nơi vang lên. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Khương Tiêu Vân lại có thể đột phá thực tế hạn chế, xông phá tiên đế, ở thế giới hiện thật hiện ra thần đạo cảnh thực lực. Cái này cũng từ mặt bên ấn chứng, thế giới hiện thật quy tắc lực lượng, ở không không thời không không ngừng dưới sự xung kích, đích xác là có chút yếu bớt, cảnh giới hạn chế bị buông lỏng. Nếu không coi như hiến tế, cũng không khả năng ngắn ngủi xông phá cảnh giới. Rất nhiều hơn vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, tâm tình vậy đi theo kích động. Thần đạo cảnh cường giả ra đời, cái này tỏ rõ trước, bọn họ cũng có chứng đạo chân thần, bước vào thần đạo cảnh hy vọng, dĩ nhiên là vô cùng kích động. Vô lượng cảnh mạnh mẽ đi nữa, cũng chỉ là thực tế mạnh mẽ, không cách nào nắm giữ ảo tưởng bí ẩn, cũng không cách nào nắm trong tay nhân quả luật diệu pháp. Chỉ có chân thần, chỉ có thần đạo cảnh, mới có thể chạm đến ảo tưởng, nắm giữ nhân quả luật. Phiêu Miểu Phong bên trên, Khương Tiêu Vân đã ngắn ngủi bước vào thần đạo cảnh, hắn ánh mắt như có hàng tỷ tinh thần sa vào, thần mang nổ bắn ra, cực kỳ ác liệt hung mãnh, tựa như một cái ánh mắt, liền có thể táng diệt tiên đế, uy thế cường hãn, đã vượt ra khỏi. Hiện thế võ đạo phạm vi. Hắn quan sát Linh Không Thiên Tôn, giống như quan sát một cái người phàm. Hắn có lòng tin, chỉ cần mình một cái tát đánh ra đi, Linh Không Thiên Tôn sẽ chết. Bởi vì ở thế giới hiện thật, không có bất kỳ người, có thể chống cự thần đạo cảnh uy nghiêm. Nhưng, Khương Tiêu Vân vẫn là không dám khinh thường. Dẫu sao, ở Linh Không Thiên Tôn sau lưng, là cả không sứt mẻ gia tộc, đó là không không thời không thượng cổ đại tộc, có không sứt mẻ nguyên thể truyền thừa, trừ Linh Không Thiên Tôn ra, còn đã từng sản sinh ra Phong Thần Thiên Tôn. Không sứt mẻ gia tộc nội tình cường hãn, có thể gặp một ban. Khương Tiêu Vân vô cùng ngưng trọng, sử dụng một mũi tên. Mũi tên này, đặc biệt quỷ dị, tràn đầy bóng tối hơi thở. Mũi tên mới vừa lấy ra, vậy cổ hắc ám khí tức quỷ dị liền hóa thành ti ti lũ lũ hắc ám sương mù, lại để cho được Khương Tiêu Vân sau lưng chân thần pháp tướng, cũng thay đổi được hắc ám đứng lên, chảy ra rất nhiều dơ bẩn chất nhờn, còn có không thể tên. Trạng tà ác đồ. Khương Tiêu Vân trong tay mũi tên, chính là trong truyền thuyết đuôi thú mũi tên, từng dùng thập vĩ thần thú máu tươi rèn luyện qua, năng lượng đặc biệt khủng bố mạnh mẽ, quỷ bí hơi thở xâm nghiêm. Cái này đuôi thú mũi tên một lấy ra, ở giữa thiên địa, liền mơ hồ vang lên từng cơn tiếng thú gầm, đó là đuôi thú gầm thét, làm người ta rợn cả tóc gáy. Cái này đuôi thú gầm thét, truyền đến Diệp Thần và Trang Hiểu Nhan trong lỗ tai. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, thiên đế linh khiếp bên trong bị phong ấn trước bán vĩ ửng đỏ, lại có thể vậy đi theo dục dịch ngóc đầu dậy, muốn tránh phá phong ấn chạy khỏi ra. Đây là, đuôi thú mũi tên. Nguy rồi. Linh Không Thiên Tôn tiền bối gặp nguy hiểm. Diệp Thần nhìn Khương Tiêu Vân trong tay mũi tên, thật sâu cảm thấy khủng bố. Từ chi kia đuôi thú mũi tên bên trên, hắn thậm chí mơ hồ dòm ngó thấy thập vĩ thần thú hư ảnh, đó là không có thể danh trạng vặn vẹo bóng người, to lớn, dữ tợn, đáng sợ, để cho người nhìn một cái, tinh thần thì phải tan vỡ. Diệp Thần tim đập bịch bịch, vội vàng thu hồi ánh mắt quang, nhưng gặp Khương Tiêu Vân. Đã đem đuôi thú mũi tên khoác lên trên dây cung, thì phải bắn đánh ra. Ngăn lại hắn. Linh Không Thiên Tôn tức giận gầm thét, thật sâu cảm thấy nguy hiểm. Hắn tiếng gào rơi xuống, toàn bộ Phiêu Miểu Phong, rất nhiều thủ hộ giả, chính là không sợ chết vậy, toàn bộ hướng Khương Tiêu Vân phóng tới, muốn ngăn cản hắn bắn tên. Nhưng, thời khắc này Khương Tiêu Vân, tu vi đã bước vào thần đạo cảnh, chính là đời này tinh không duy nhất chân thần.
hắn khí thế, bực nào uy mãnh, những cái kia liều chết xông tới những người bảo vệ, còn không đến gần hắn thân thể, liền bị một cổ cuồng bạo linh khí, chấn động lui ra. Ở Khương Tiêu Vân quanh thân, phảng phất có chặn một cái trận không khí tường, người bất kỳ đều không cách nào đột phá. Rên rỉ đi. Khương Tiêu Vân ánh mắt lạnh lùng, đem dây cung kéo căng, cả người linh khí cũng bơm vào đến đuôi thú trên mũi tên mặt. Ùm ùm, đuôi thú mũi tên bên trên, hắc vụ vặn vẹo, như sóng chiều vậy cuồn cuộn, hắc ám sương mù bên trong bộc phát ra kinh thiên thú hống thanh âm, sương mù sôi trào dưới, lại huyễn hóa ra to lớn hung thú vặn vẹo khí tượng, như hồng hoang cự thú, rung động người tâm thần. Băng! Khương Tiêu Vân ngón tay buông lỏng một chút, cái này một chi đuôi thú mũi tên, chính là cấp tốc tiêu xạ nhi ra, nghiền bạo hư không, hướng linh không thiên tôn đã bắn giết qua đi. Phiêu Miểu Phong rất nhiều những người bảo vệ, thấy đuôi thú mũi tên thả ra, đều là kinh hoàng, vội vàng chắn linh không thiên tôn trước mặt, thúc giục binh khí pháp bảo, muốn đánh rơi vậy đuôi thú mũi tên. Nhưng, đuôi thú mũi tên bắn nhanh, hắc vụ như biển gầm bùng nổ, cuồn cuộn ra kinh thiên cự thú khí tượng, bộc phát ra uy thế, thậm chí so với Khương Tiêu Vân cái này chân thần, còn muốn hung mãnh bá đạo được hơn. Đó là đuôi thú uy thế, đuôi thú nghiêm nghị, căn bản không phải phổ thông võ giả có thể ngăn cản. Đuôi thú mũi tên nổ bắn ra, xuyên qua mà qua, vậy rất nhiều thủ hộ giả, binh khí của bọn họ pháp bảo, căn bản không có thể đánh rơi đuôi thú mũi tên, thậm chí liền ngăn cản một tí cũng không thể. Đuôi thú mũi tên lướt qua, tất cả binh khí pháp bảo toàn bộ bị chấn thành mảnh vỡ, những cái kia những người bảo vệ, bọn họ thân thể, giống như giấy dán vậy, bị đuôi thú mũi tên sát khí nhẹ nhàng kéo một cái, người liền tan xương nát thịt, liên quan thần hồn cũng bị xé nát. Cái này đuôi thú mũi tên lực lượng đáng sợ, đơn giản là không tưởng tượng nổi, quá kinh khủng. Một mũi tên bắn qua, thiên địa, nhật nguyệt, tinh không, chúng sanh, vạn vật, thời không, quy luật, hết thảy, đều phải bể tan tành băng diệt. Cái này thế gian không có bất kỳ lực lượng, có thể ngăn trở cái này đuôi thú mũi tên sát phạt. Ở đuôi thú mũi tên mạnh mẽ kình khí xé hạ, thời không bể tan tành, Phiêu Miểu Phong phía trên bầu trời, lại như cùng lưu ly vậy bị nghiền nổ. Hóa thành từng cục mảnh vỡ bốn phía tán lạc, từng cái hư không khe hở hiện ra, rất nhiều hư không loạn. Lưu phát ra nghẹn ngào tiếng gió. Linh không thiên tôn thấy một mũi tên này đã bắn giết qua tới, con người cũng là kịch liệt co rúm lại. Cái này đuôi thú mũi tên, uy thế kinh khủng, thậm chí ở không không lúc nào không đã từng đánh chết thiên đế chủ thần, dù là hôm nay ở thực tế suy yếu rất nhiều, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Hắn vội vàng câu thông không không lúc nào không, điên cuồng mượn dùng không sứt mẻ gia tộc nội tình năng lượng, hóa ra từng đạo màu máu tường thuẫn, trông đợi có thể ngăn cản đuôi thú mũi tên sát phạt. Nhưng, hết thảy thủ đoạn, đều là phí công. Đuôi thú tên bắn giết mà qua, đem linh không thiên tôn tất cả thủ đoạn phòng ngự, toàn bộ nghiền nổ. Mà lúc này, Diệp Thần và Trang Hiểu Nhan, vậy đi tới cửu sắc hồng kiều cuối. Hai người thoát khỏi vẫn không cổ thể không gian trói buộc. Trang Hiểu Nhan hồn phách trở về, lông mi thật dài run rẩy, lập tức tỉnh lại. Diệp Thần tinh thần, cũng trở về thân xác bên trong. Hai người ở cùng trong chốc lát, mở mắt ra, tỉnh hồn lại. Bọn họ một thanh tỉnh, liền thấy vậy đuôi thú mũi tên, đã bắn chết đến linh không thiên tôn trước người. Phụ thân, Trang Hiểu Nhan kinh hoàng kêu to, muốn ra tay ngăn trở, nhưng chỉ cảm thấy cả người không có sức. Nàng mới vừa sống lại tỉnh lại. Hiện tại hư yếu ớt quá. Tiền bối. Diệp Thần ánh mắt co rúm lại, cũng muốn cứu người. Nhưng, hắn mới vừa sống lại Trang Hiểu Nhan, khí huyết tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, hiện tại tự thân vậy rơi vào yếu ớt, đã không có thể chống đỡ vậy đuôi thú mũi tên sát phạt. Hiểu Nhan. Linh không thiên tôn thấy Trang Hiểu Nhan sống lại tỉnh lại, nhất thời đại hỉ, tiến lên trước hai bước, nhưng lúc này, đuôi thú mũi tên đã giết tới. Một tiếng nổ. Đuôi thú tên bắn rơi xuống, tại chỗ liền đem linh không thiên tôn bắn chết, nơi có thời gian tuyến toàn bộ bạo diệt. Không, chính xác mà nói, không phải bắn chết. Mà là đuôi thú mũi tên bên trên, những cái kia phiên trào hắc vụ, đem linh không thiên tôn toàn bộ cắn nuốt hết, liền cướp xám đều không lưu lại. Cái này nhìn, giống như linh không thiên tôn thân thể, thật bị đuôi thú cắn nuốt vậy. Không, Trang Hiểu Nhan hoảng hốt, muốn tiến lên. Nhưng căn bản không cách nào đến gần. Đuôi thú mũi tên phóng thích ra hắc vụ năng lượng, mang theo uy thế vô cùng đáng sợ,
ở cắn nuốt hết Linh Không Thiên Tôn sau đó, những cái kia hắc vụ vặn vẹo được lợi hại hơn, thật giống như liền không gian đều bị vặn vẹo, Trang Hiểu Nhan tự nhiên không cách nào đến gần. Đánh chết Linh Không Thiên Tôn, Khương Tiêu Vân dài dài thư ra một hơi, gương mặt nhưng là hơi trắng bệch, trán có mồ hôi toát ra. Hiển nhiên, mới vừa vận dụng đuôi thú mũi tên, đối hắn tiêu hao, vậy là đặc biệt to lớn. Bất quá, hắn tu vi, như cũng duy trì thần đạo cảnh tiêu chuẩn. Luân hồi chi chủ, người rốt cuộc thức tỉnh. Khương Tiêu Vân tuét miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tuy nói hắn hôm nay trạng thái, khá là yếu ớt. Nhưng, hắn rõ ràng cảm nhận được, Diệp Thần trạng thái, hơn nữa yếu ớt. Hắn dựa vào ngắn ngủi thần đạo cảnh tu vi, đủ để đem Diệp Thần trấn áp. Diệp Thần cảm nhận được Khương Tiêu Vân thần đạo cảnh khí thế, sắc mặt nhất thời trầm xuống, một cổ to lớn cảm giác nguy cơ, xông lên đầu. Ùm ùm. Hắn luân hồi mộ địa bên trong, có một khối mới mộ bia, lay động, phảng phất có tân đại năng, sắp thức tỉnh vậy. Bất quá vị này tân đại năng, sắp xuất hiện không ra, mộ bia lay động sau một chút, cũng chưa có tiếng thở. Luân hồi chi chủ, mau lui lại, chúng ta tới kéo hắn. Người mang tiểu thư đi mau. Đi dưới lòng đất, nơi đó có thiên tôn đại nhân để lại cho tiểu thư cơ duyên. Phiêu Miểu Phong còn thừa lại các võ giả, cảm giác được nguy hiểm, rối rít bay vút ra, ngăn ở Diệp Thần trước mặt, lại thúc giục hắn mang Trang Hiểu Nhan rời đi. Ha ha, không cần đi, cũng cho ta lưu lại đi. Khương Tiêu Vân lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay nắm chặt. Thần đạo cảnh linh khí hội tụ, thiên địa pháp tướng hiển hóa, bàn tay hắn hóa thành vạn trượng to lớn, từ trên trời hạ xuống, hung hăng hướng Diệp Thần bạo giết xuống. Một trường này, không chỉ là nhằm vào Diệp Thần, mà là bao phủ toàn bộ Phiêu Miểu Phong, phải đem toàn trường tất cả người, toàn bộ trấn giết, liên quan Phiêu Miểu Phong địa mạch, cũng phải đè bể. Thần đạo cảnh mạnh mẽ, ngay cả mạch đều khó hạn chế. Khương Tiêu Vân hôm nay khá là yếu ớt, một trường này. Đem hắn lực lượng cuối cùng, vậy toàn bộ hút hết. Bất quá, hắn cũng không để bụng. Bởi vì, hắn tự tin, hắn một trưởng này đánh tiếp, không người có thể ngăn trở. Diệp Thần, Trang Hiểu Nhan, còn có toàn bộ Phiêu Miểu Phong võ giả, đều phải bị hắn nghiền giết. Mơ hồ tới giữa, Khương Tiêu Vân lại cảm nhận được, ở Phiêu Miểu Phong dưới lòng đất, tựa như cất giấu cơ duyên gì tạo hóa. Đó là Linh Không Thiên Tôn, để lại cho Trang Hiểu Nhan cơ duyên. Chỉ cần đánh chết toàn trường tất cả người, cái này cơ duyên chính là hắn. Diệp Thần bộ dạng sợ hãi, Khương Tiêu Vân một trưởng này, hung mãnh như vậy, coi như là hắn thời kỳ toàn thịnh, sợ rằng đều phải cảm thấy khó giải quyết, dẫu sao đây là thần đạo cảnh cường giả giết hại. Huống chi, hôm nay Diệp Thần, rơi vào yếu ớt, đối mặt Khương Tiêu Vân kinh thiên bạo giết, càng cảm thấy nguy cơ, tới, vẫn không cổ thể, cho ta hấp thu. Vừa lúc đó, Trang Hiểu Nhan bước ra một bước, ánh mắt sắc bén như nữ chiến thần, hông thẳng tắp, ngực đầy đặn, một bộ chiến đấu tư thái, trong mắt lại mang mất cha tức giận, một trường huy kích ra, lại cùng Khương Tiêu Vân bàn tay lớn đụng nhau. Muốn cứng đối cứng. Thấy vậy, Diệp Thần và Phiêu Miểu Phong các võ giả, đều là thất kinh. Khương Tiêu Vân nhưng mà thần đạo cảnh cao thủ à, Trang Hiểu Nhan muốn cứng đối cứng, há chẳng phải là tự tìm cái chết. Nhưng, ra tất cả mọi người dự liệu, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp Trang Hiểu Nhan, cùng Khương Tiêu Vân bàn tay đụng nhau sau đó, Khương Tiêu Vân vậy bàn tay lớn pháp tướng, tất cả thần đạo cảnh uy thế khí tượng, đều bị một cổ lực lượng vô hình, toàn bộ hấp thu cắn nuốt hết. Trang Hiểu Nhan thân thể mềm mại, nội bộ thật giống như có một cái vô hạn không gian, có thể chiếm đoạt chứa hết thảy, lại liền thần đạo cảnh cao thủ giết hại công kích, cũng có thể chịu đựng. Đây là, vẫn không cổ thể, làm sao có thể? Khương Tiêu Vân thấy vậy. Nhất thời kinh hãi thất sắc, lại cũng không cách nào giữ bình tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm Trang Hiểu Nhan. Trang Hiểu Nhan thức tỉnh ra vẫn không cổ thể, hắn đã sớm suy tính đến. Cái này vẫn không cổ thể, truyền thuyết có thể hấp thu chứa hết thảy, vô cùng lợi hại, nhưng Khương Tiêu Vân trước kia vậy không gặp qua, chỉ là nghe qua truyền thuyết mà thôi. Hôm nay thấy Trang Hiểu Nhan vẫn không cổ thể khí tượng, hắn tại chỗ kinh hãi. Chỉ gặp Trang Hiểu Nhan thân thể mềm mại trên. Từng cái không gian quy luật tách thả ra, vẫn không cổ thể năng lượng khí tức, toàn bộ bạo phát ra. Khương Tiêu Vân mới vừa thủ đoạn công kích, tất cả thần đạo cảnh khí tượng, toàn bộ bị vẫn không cổ thể hấp thu hết, căn bản không cách nào thương tổn tới Diệp Thần các người.
Truyền thuyết là thật, Khương Tiêu Vân bộ dạng sợ hãi, vẫn không cổ thể thật cứ như vậy lợi hại. A, à, hấp thu Khương Tiêu Vân công kích năng lượng Trang Hiểu Nhan, nhưng là rên lên một tiếng, ngũ quan hơi vặn vẹo. Từ trên lý thuyết mà nói, nàng vẫn không cổ thể, đích xác có thể đủ chiếm đoạt chứa hết thảy. Nhưng, thần đạo cảnh đánh giết năng lượng, ẩn chứa mãnh liệt đánh vào. Trực tiếp để cho nàng ngũ tạng lục phủ, kịch liệt xé đau nhức. Bất quá, Khương Tiêu Vân tình huống, so với nàng còn muốn gay gâu rất nhiều. Mới vừa một trưởng kia, đã tiêu hao hết Khương Tiêu Vân tất cả linh khí. Mặt hắn cho, trắng bệch như tờ giấy, thân thể vậy héo rút rất nhiều, đổi được vô cùng gầy nhom. Đáng chết! Diệp thần, quả nhiên vẫn là giết không chết ngươi sao? Khương Tiêu Vân thanh âm bi phẫn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần. Ở hạ xuống trước, hắn thì có dự cảm, Diệp thần tuyệt không tốt giết. Bởi vì Diệp thần có đại khí vận. Hiện tại, kết cục quả nhiên như hắn sở liệu. Tuy nói hắn dựa vào phù đồ huyền hy sinh, bước chân vào thần đạo cảnh, nhưng vẫn là giết không chết Diệp thần. Trang Hiểu Nhan vẫn không cổ thể, là một cái lớn nhất dị số. Cũng là cái này vẫn không cổ thể, cứu vớt Diệp thần, cứu vớt toàn bộ Phiêu Miểu Phong. Rút lui. Khương Tiêu Vân bi phẫn nộ dưới, biết lại lưu lại nữa, chỉ có một con đường chết. Hắn lập tức rút người ra rút lui, thân thể hóa thành ảo tưởng khái niệm, lại là trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thân hóa ảo tưởng, đó chính là thần đạo cảnh thủ đoạn. Tiên đế lợi hại hơn nữa, cũng không thể chạm đến ảo tưởng. Muốn đi, cho ta lưu lại đi. Diệp thần ánh mắt run lên, biết Khương Tiêu Vân đã đột phá thực tế hạn chế, bước vào thần đạo cảnh, nếu là để cho hắn chạy, sau này mối họa vô cùng. Nhất định phải đem giết chết. Hơn nữa hiện tại Khương Tiêu Vân trạng thái cực kỳ gay gâu, thậm chí còn không bằng hắn trước khi trạng thái. Đây là tốt nhất cơ hội. Như lúc này không giết, sau này muốn lại giết, rất khó. Cửu thần lục, cho ta nghiền ép. Tuy nói Khương Tiêu Vân đã hóa thành ảo tưởng khái niệm, tại chỗ biến mất, nhưng Diệp thần cũng không phải là không có bắt được thủ đoạn. Hắn hít sâu một hơi, điều động cả người cuối cùng một tia linh khí, sử dụng cửu thần lục. Cửu thần lục vừa ra, cửu sắc hồng mang tách thả ra, xuyên qua hư không, mang cường đại nhân quả luật lực lượng, nghiền ép bốn phía. Rắc rắc, hư không bể tan tành. Khương Tiêu Vân thân thể, lập tức rơi xuống. Hắn tuy hóa thành ảo tưởng khái niệm, nhưng như cũng bị cửu thần lục bắt được. Nói cho cùng, thần đạo cảnh cũng chỉ là hạ vị thần, làm sao có thể chống lại cửu thần lục lực lượng. Không tốt. Khương Tiêu Vân đi mặt đất rơi xuống. Gương mặt đại biến, hắn hôm nay trạng thái quá tệ, phổ thông tiên đế cũng có thể đem chu diệt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp thần như thế lợi hại, còn nắm giữ nhân quả luật thủ đoạn, thậm chí có thể mượn dùng cửu thần lục lực lượng, lập tức đuổi hắn ra khỏi nguyên hình. Hắn linh khí đã hao hết, lúc này lại cũng không có ngăn cản có thể. Cửu sắc hồng mang như đầy trời đao kiếm vậy, xuyên qua tới, phốc xích, tại chỗ liền đem Khương Tiêu Vân thân thể, hoàn toàn đâm thùng. Hắn thần hồn, liên quan nơi có thời gian tuyến, ở trong nháy mắt cũng bị chém chết. Rào 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 rào, ngắn ngủi bước vào thần đạo cảnh cường giả vẫn diệt, lại là kinh động thiên địa, trên trời hạ nổi lên mưa máu, khá là nguy nga. Diệp thần đánh chết Khương Tiêu Vân, tự thân linh khí vậy hoàn toàn hao hết, chỉ cảm thấy cả người bị rút sạch, cửu thần lục rớt xuống đất, hắn thân thể lảo đảo một cái, vậy ngã nhào trên đất, hôn mê bất tỉnh. Luân hồi chi chủ. Ở té xỉu trước, Diệp thần thấy Trang Hiểu Nhan và mấy cái Phiêu Miểu Phong trưởng lão, vội vàng đi lên. Hắn cảm thấy mình bị người ôm lấy, đầu chôn ở một phiến mềm mại đầy đặn bên trong. Không biết qua bao lâu, hình như là một thế kỷ như vậy rất lâu, lại thích xem chỉ là mấy hơi thở thời gian. Diệp thần mơ mơ màng màng bên trong, từ choáng váng mê bên trong tỉnh lại, cảm thấy cả người ấm áp, phát hiện mình ngủ ở trên giường, bên gối ngủ một người phụ nữ. Người phụ nữ này, vóc người đầy đặn, da trắng nõn nà, ngũ quan anh khí bừng bừng, hơi có chút tư thế oai hùng hiên ngang mùi vị, như vậy một cái tùy thời chuẩn bị chiến đấu nữ chiến sĩ. Chính là Trang Hiểu Nhan. Trang Hiểu Nhan ngủ ở Diệp thần bên người, đang mắt nhìn không chấp hắn. Hai người chung chăn gối, hiển nhiên là phát sinh qua chuyện gì, lại thích xem cái gì đều không phát sinh. Người tỉnh. Thấy Diệp thần tỉnh, Trang Hiểu Nhan thanh âm thản nhiên nói. Ngươi cứu ta. Diệp thần ngồi dậy,
cảm thấy trước đó chưa từng có tinh thần, trước mặt tổn thất linh khí, đã toàn bộ khôi phục, thậm chí liền tu vi tựa hồ cũng có chút cho phép vào bước, sắp bước vào thiên huyền cảnh tầng thứ 7. Một khi bước vào thiên huyền cảnh tầng thứ 7, coi như là đến thiên huyền cảnh hậu kỳ, đó là chất lột xác. Đến lúc đó, Diệp Thần cũng có thể đi tu luyện thiên đế năm suy kiếm bên trong hủy diệt kiếm. Là ngươi cứu ta, luân hồi chi chủ. Trang Hiểu Nhan vậy ngồi dậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc, yên lặng khoác liền một cái búi tóc, cánh tay ngọc giãn ra tới giữa, vậy đầy đặn dáng vẻ, lộ vẻ được càng kinh tâm động phách. Nhiều năm chinh chiến, cũng không có ở ngọc thể của nàng trên, lưu lại chút nào dấu vết, nàng hoàn mỹ được giống như một đồ sứ đứa nhỏ, và anh khí hiên ngang ngũ quan, quá mức không tương xứng. Nếu như không phải là ngươi, ta cũng không khả năng sống lại. Trang Hiểu Nhan yên lặng ngắm nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt mang cảm kích, nhưng tâm trạng không hề nồng nặc, chỉ là nhàn nhạt cảm ơn, cũng không nóng rực. Cho dù nàng cùng Diệp Thần, mới vừa tựa hồ ngủ ở một cái giường, vẫn là duy trì khoảng cách nhất định. Ngươi thay ta ngăn trở Khương Tiêu Vân một trường, chúng ta coi là huề nhau, sau này nhân quả thanh toán xong. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, thanh âm cũng là rửng rưng, lại hỏi. Ta ngất xỉu bao lâu? Trang Hiểu Nhan nói, không bao lâu, liền hai ngày mà thôi, Phiêu Miểu Phong các trưởng lão nói, ta và ngươi nguyên khí hao tổn cũng quá mức nghiêm trọng, trong thời gian ngắn, muốn khôi phục nói, chỉ có huyết mạch hòa vào nhau một đường. Ta vẫn không cổ thể, muốn đến sẽ không bôi nhỏ ngươi luân hồi huyết mạch. Nàng vừa nói, một bên cầm lên ở bên gối quần áo, yên lặng mặc vào. Diệp Thần yên lặng một tí, nhớ tới Linh Không Thiên Tôn, nói, ngươi phụ thân đâu? Trang Hiểu Nhan thần sắc động lại, rồi sau đó ảm đạm lắc đầu, nói, hắn đã chết, bị đuôi thú mũi tên giết chết, liền cho tàn đều không lưu lại. Vừa nói, Trang Hiểu Nhan sử dụng một mũi tên thỉ, mũi tên hắc phụ lượn quanh, hắc phụ tới giữa, lại mơ hồ phát ra tiếng thú gầm, chính là đuôi thú mũi tên, dùng thập vĩ thần thú máu tươi rèn luyện qua. Phải không? Diệp Thần có chút mờ mịt, Linh Không Thiên Tôn là có tư cách trở thành thứ 10 thần tồn tại. Như vậy chết, quả thực làm người ta đau buồn. Đuôi thú mũi tên mạnh mẽ, đem Linh Không Thiên Tôn nơi có thời gian tuyến, toàn bộ chiếm đoạt tiêu diệt, hắn đã không có sống lại khả năng. Coi như lợi dụng cửu thần lục, cũng không khả năng. Dẫu sao, Linh Không Thiên Tôn đỉnh cấp thời điểm, là thiên đế chủ thần nhân vật lớn, thực lực so với Trang Hiểu Nhan mạnh hơn nhiều lắm. Hắn muốn sống lại, so với Trang Hiểu Nhan còn muốn khó khăn gấp trăm ngàn lần. Dừng một chút, trong sâu thẳm, Diệp Thần tựa như lại bắt được một tơ hy vọng ánh sáng ban mai. Chính xác mà nói, Linh Không Thiên Tôn không phải là bị tên bắn giết, mà là bị đuôi thú năng lượng nuốt ăn. Mà Diệp Thần thiên đế linh khiếp bên trong, theo phong ấn bán vĩ. Nếu như hắn có thể hàng phục bán vĩ mà nói, có lẽ có thể nắm giữ được đầy đủ thiên cơ nhân quả, lại lợi dụng luân hồi máu tươi năng lượng, nghịch chuyển thời gian, đem Linh Không Thiên Tôn sống lại. Ta có lẽ có thể sống lại ngươi phụ thân. Diệp Thần nói. Thật. Trang Hiểu Nhan ngẩn ngơ, vậy lãnh đạm thần sắc, nhất thời vậy kích động, nói. Ngươi có biện pháp gì? Diệp Thần nhìn Trang Hiểu Nhan cái này khẩn cấp hình dáng, không biết làm sao lắc đầu một cái, nói, sống lại ngươi phụ thân, so sống lại ngươi còn phải gian nan gấp trăm ngàn lần, hôm nay ta, là không làm được, chí ít, cũng phải chờ ta bước vào thần đạo cảnh nói sau. Diệp Thần biết. Muốn sống lại thiên đế chủ thần, tuyệt không phải chuyện dễ, coi như hắn có thể thuần phục bán vĩ, nắm giữ được thật nhiều nhân quả đầu mối, nhưng vậy là không đủ. Chí ít, hắn tu vi, muốn đạt tới thần đạo cảnh, mới có thể đi cân nhắc sống lại Linh Không Thiên Tôn sự việc. Phải không? Trang Hiểu Nhan nhất thời có chút thất vọng, rồi sau đó lại hít sâu một hơi, thân thể mềm mại gần sát Diệp Thần, nói. Nếu ngươi có sống lại ta phụ thân phương pháp, vậy sau này ta liền theo ngươi, ta gia nhập các ngươi luân hồi trận doanh. Từ nay về sau, ta Trang Hiểu Nhan, chính là người ngươi. Diệp Thần nhìn nàng biểu tình kiên quyết, cảm giác giống như là nhìn một đầu quật cường sư tử cái. Bất quá có vẫn không cổ thể gia nhập, đối luân hồi trận doanh mà nói, là chuyện tốt. Ban đêm Phiêu Miểu Phong, một phiến yên lặng. Khoảng cách Linh Không Thiên Tôn chết, Phù Đồ Huyền và Khương Tiêu Vân chết đi, đã hai ngày. Cái này thời gian hai ngày, Phiêu Miểu Phong lên máu tanh dấu vết, đã bị rửa sạch sẽ, chung quanh là một phiến tiên khí tràn ngập hình dáng, lại cũng không thấy được hai ngày trước giết hại dấu vết.
Diệp Thần cùng Trang Hiểu Nhan, ở đỉnh núi thổi gió. Từng cái sáng lên đom đóm, ở bên cạnh hai người trôi giạt, cùng sao trời, lẫn nhau nổi bật, tình cảnh khá là ảo mộng. Như vậy ảo mộng cùng yên lặng, để cho Diệp Thần khá là thư tim, thật muốn để cho thời gian định cách vào giờ khắc này. Ta phụ thân cho ta giữ lại một phần cơ duyên. Trang Hiểu Nhan bỗng nhiên yếu ớt nói. À, Diệp Thần ngắm nhìn nàng, hắn tựa hồ cũng nghe được qua, ở Phiêu Miểu Phong dưới lòng đất, có một đạo cơ duyên, là Linh Không Thiên Tôn lưu lại. Trang Hiểu Nhan thanh âm hơi có chút thương cảm, nói ta phụ thân biết, ta sống lại sau đó, nhất định yếu ớt, hơn nữa tiến hóa ra vẫn không cổ thể, muốn tu luyện tiến bộ nói, vậy cần số lớn cơ duyên. Cho nên, hắn ở rất lâu trước, cũng đã bố trí, lấy nghịch thiên không gian thuật và vô thượng cấm thuật, phục khắc một cái cửu thần thời đại đã biến mất phủ đầy bụi trọng yếu cổ chiến trường Chu Thần chiến trường. Cố nhiên, hắn chỉ là phục khắc một phần nhỏ, nhưng ở vậy một phần nhỏ Chu Thần chiến trường bên trong, cũng hàm chứa đại lượng thiên tài địa bảo, nếu như có thể đạt được, là có thể lấy nhanh nhất tốc độ, tăng lên thực lực. Thậm chí, còn có thể mắt thấy rất nhiều ngày xưa cường giả đỉnh cấp võ đạo, kiểm chứng tự thân, có thiên đại chỗ tốt. Ta phụ thân mài mòn già yếu như vậy, vậy cùng phục khắc cái này Chu Thần chiến trường có liên quan. Phục khắc Chu Thần chiến trường, để cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, cuối cùng lại bị Khương Tiêu Vân tiêu diệt. Trang Hiểu Nhan nhắc tới chuyện cũ, ảm đạm thần thương. Những chuyện này, hiển nhiên là Phiêu Miểu Phong các trưởng lão, nói cho nàng. Chu Thần chiến trường. Diệp Thần khẽ cau mày, cái này Chu Thần chiến trường, là Linh Không Thiên Tôn hao phí thiên giá thật lớn, khắc lại bí cảnh, là tặng cho Trang Hiểu Nhan cơ duyên, muốn đến tuyệt không đơn giản. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết cái này Chu Thần chiến trường, rốt cuộc có bí ẩn gì. Trang Hiểu Nhan nói, đúng vậy, cái này Chu Thần chiến trường, truyền thuyết lúc ban đầu thời điểm, là Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế đại chiến địa phương. Nguyên Thiên Đế, là thế gian sản sinh ra luồng thứ nhất trí khôn, là đại đạo khởi nguyên sinh một mặt. Mà Hồn Thiên Đế, là chết một mặt, hắn là thế gian sản sinh ra luồng thứ nhất tà ác, hai người từng bùng nổ đại chiến. Chiến trường bị đời sau người gọi là Chu Thần chiến trường. Diệp Thần nói, lúc đầu cái này Chu Thần chiến trường, lại là Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế đại chiến địa phương. Trang Hiểu Nhan nói, đúng vậy, hai vị Nguyên Sơ Thiên Đế đại chiến, vô số ảo tưởng xen lẫn va chạm, linh khí nổ, sản sinh ra vô số thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, linh đan diệu dược, chân quý nguyên ngọc vân. Vân, những thứ này vô số thiên tài địa bảo tài nguyên, cũng ở lại Chu Thần chiến trường bên trong. Ở không không lúc nào không bên trong, Chu Thần chiến trường đã từng là một cái cực kỳ trọng yếu bí cảnh, mỗi lần mở, cũng sẽ đưa tới vô số cường giả tranh đoạt, bởi vì bên trong có vô số thiên tài địa bảo tài nguyên, ai có thể được, ai liền có thể một bay. Ngất trời! Nhưng, cửu thần thời đại chiến tranh giết hại, ảnh hưởng đến chư thiên, Chu Thần chiến trường vậy được ảnh hưởng, địa mạch dung, tọa độ thoát khỏi, ở chư thiên thời không bên trong phiêu lưu. Không có chính xác tọa độ, cũng không người nào biết vậy Chu Thần chiến trường, rốt cuộc phiêu lưu đến địa phương nào. Hôm nay năm tháng bể dâu, Chu Thần chiến trường sớm bị trần phong, đã có hàng tỷ thế kỷ nguyên, chưa từng xuất thế qua, có thể đã mất mạng đi. Ta phụ thân lại phục khắc ra Chu Thần chiến trường, thật là làm khó hắn. Nàng thanh âm mang một chút u lạnh, nghĩ đến năm đó Linh Không Thiên Tôn, vì phục khắc Chu Thần chiến trường, tất nhiên là bỏ ra giá thảm trọng. Vậy Chu Thần chiến trường, mênh mông to lớn, bên trong kỳ chân dị bảo vô số, Linh Không Thiên Tôn dĩ nhiên không phải toàn bộ phục khắc, bởi vì vậy căn bản không thể nào làm được. Hắn chỉ là phục khắc một phần nhỏ. Nhưng, cái này nhỏ một bộ phận Chu Thần chiến trường, có thể cung cấp tài nguyên, vậy đủ Trang Hiểu Nhan tu luyện đột phá. Diệp Thần nói, ngươi muốn ta cùng ngươi cùng đi không? Trang Hiểu Nhan nhẹ khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, luân hồi chi chủ, ta muốn ngươi cùng ta. Dẫu sao Chu Thần chiến trường phục khắc, phục hiện ra, cũng không phải là chỉ có thiên tài địa bảo đơn giản như vậy, còn có rất nhiều hung thú, hắc ám quái vật, võ giả tu. Sĩ Vân, Vân, chúng ta tốt nhất liên thủ. Diệp Thần trầm tư một hồi, Chu Thần chiến trường bảo bối vô số, nếu như đi vào sông Sáo, có lẽ có thể tìm được đủ tài nguyên, giúp hắn đột phá tu vi, hoặc là đúc lại thanh liên phân thân, có thiên đại chỗ tốt. Được, chúng ta cùng nhau chính là. Ngươi không cần kêu ta luân hồi chi chủ, kêu ta Diệp Thần liền có thể. Diệp Thần gật đầu đáp ứng. Ừ,
Vậy ta gọi ngươi Diệp đại ca, có được hay không? Được. Diệp đại ca, Phiêu Miểu Phong các trưởng lão nói, ta phụ thân phục khắc Chu Thần chiến trường, một khi mở ra nói, tối đa chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian, thì phải sụp đổ. Cái này 3 ngày thời gian bên trong, có thể cướp được nhiều ít tài nguyên, liền nhìn chúng ta bản lãnh. Trang Hiểu Nhan nói, được, chúng ta hết sức mà là được. Diệp Thần gật đầu một cái, đêm đó lại cùng Trang Hiểu Nhan chung chăn gối, đi sâu vào hòa vào nhau, lớn mạnh với nhau huyết mạch linh khí. Đến được sáng sớm hôm sau, hai người đều là tinh thần sáng láng, mặt đầy gió xuân hoa đào, từ trong phòng đi ra, liền hướng Phiêu Miểu Phong dưới chân núi đi tới. Ở dưới chân núi, sớm có mấy cái trưởng lão, đang đợi. Thấy Diệp Thần và Trang Hiểu Nhan tới, mấy cái này trưởng lão, dẫn bọn họ, đi tới một cái truyền tống pháp trận trước. Một cái trưởng lão nói, tiểu thư, luân hồi chi chủ, các ngươi chuyến này đi Chu Thần chiến trường, tối đa chỉ có thể chọc cười dắt đi dạo 3 ngày, 3 ngày sau, phải đi ra. Nếu không, Chu Thần chiến trường sụp đổ, các ngươi liền không ra được. Trang Hiểu Nhan nói, trưởng lão mời yên tâm, ta biết. Trưởng lão kia lại gật đầu một cái, nói cái này Chu Thần chiến trường bên trong võ giả, người người đều là không không thời không cường giả, các ngươi có thể ngàn vạn muốn chú ý, không nên kinh động người bất kỳ, lặng lẽ nhặt tài nguyên là được. Chiến trường trong bí cảnh thiên tài địa bảo tài nguyên, lấy hoài không hết, dùng không hết, chỉ cần các ngươi không nên quá lòng tham, không nên gây chuyện, liền sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Thần và Trang Hiểu Nhan đều là gật đầu, cùng nói, biết. Nói chuyện xong, trưởng lão kia liền mở cửa truyền tống trận, đem Diệp Thần và Trang Hiểu Nhan, truyền tống đi Chu Thần chiến trường bí cảnh. Ở truyền tống trong quá trình, Diệp Thần cảm thấy một hồi chấn động. Cái này cổ chấn động, không phải không gian truyền tống chấn động, mà là luân hồi mộ địa chấn động. Mới đại năng, thật giống như thật muốn xuất thế. Một hồi trời đất quay cuồng sau này. Diệp Thần bị truyền tống đến một cái địa phương xa lạ, luân hồi mộ địa cũng không có tiếng thở, mới vừa chấn động, tựa như chỉ là ảo giác. Nơi này chính là Chu Thần chiến trường sao? Diệp Thần ánh mắt híp lại, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Cái này phiến Chu Thần chiến trường, hoàn cảnh đặc biệt rộng rãi, thiên thanh thoải mái, tầm mắt vừa nhìn vô tận, lãnh thổ bát ngát hết sức. Ở Diệp Thần viễn phương, có một cái to lớn thác nước, như 9 tầng trời bạch long. Từ chân trời treo ngược xuống, tiếng nước chảy ùng ùng vang dội, chấn động người màng nhĩ. Ở thác nước hai bên, tất cả đứng sừng sững một bức tượng đá, chừng ngàn trượng cao, cắm thẳng vào trời cao. Cái này hai bức tượng đá, nhìn kỹ lại, là hai cái uy nghiêm ác liệt ông già hình dáng, đều là thân mặc khôi giáp, sát phạt dọn ra dọn ra. Bên trái ông già, chính là Nguyên Thiên Đế. Bên phải ông già, muốn đến chính là Hồn Thiên Đế. Cái này hai vị thiên đế pho tượng, đối lập đứng, tựa hồ chống lên thương khung, đặc biệt nguy nga. Diệp Thần lại thấy, lại từng đạo thần quang, ở phương xa giữa trời đất qua lại xen lẫn, thỉnh thoảng truyền ra tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết, càng địa phương xa xôi, lại có nặng nề tiếng thú gào truyền tới. Diệp Thần biết, vậy từng đạo thần quang, chính là ngày xưa ở Chu Thần chiến trường sông sáo các cường giả. Chu Thần chiến trường có quy củ, bước vào mảnh chiến trường này người. Tu vi không thể vượt qua thần đạo cảnh tầng thứ 1. Nếu như vượt qua, cũng sẽ bị hạn chế đến thần đạo cảnh tầng thứ 1 bước. Bất quá Diệp Thần dõi mắt nhìn lại, phương xa võ giả tu sĩ, thần đạo cảnh tầng thứ 1 người, đặc biệt thưa thớt, phần lớn đều là vô lượng cảnh hậu kỳ tồn tại. Những thứ này vô lượng cảnh hậu kỳ tồn tại, vậy là tới từ không không lúc nào không, nắm giữ một ít không không quy luật, cũng không phải là thế giới hiện thật người. Không không lúc nào không cái thế giới này. Không phải nói tất cả người vừa ra đời, chính là chân thần. Ngược lại, phần lớn người từ vừa mới bắt đầu, khởi điểm vậy cùng người bình thường như nhau, muốn từ ngâm thân thể cảnh bắt đầu tu luyện. Chỉ bất quá, bởi vì không không thời không tài nguyên, đặc biệt phong phú, có thể vô căn cứ tạo vật, xem Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế năm đó đại chiến, bỗng sáng tạo ra vô số thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, tán lạc ở mảnh chiến trường này bí cảnh. Bên trong, tạo phúc hậu nhân. Ở không không thời không tài nguyên đào tạo hạ, phần lớn người tốc độ tu luyện, đặc biệt nhanh, có thể không tới 100 năm ngàn năm, là có thể bước vào vô lượng cảnh. Hơi lớn gia tộc, thậm chí có thể dựa vào ảo tưởng quán đỉnh phương thức, để cho đệ tử trong gia tộc, vừa sanh ra liền bước vào thần đạo cảnh, nhưng điều này cần hao phí nhiều vô cùng tài nguyên,
hơn nữa căn cơ bất ổn. Thần đạo cảnh là chân thần cảnh giới, không phải như vậy dễ dàng bước vào, không không lúc nào không người bình thường, tu luyện ngàn năm, có thể tấn thăng vô lượng cảnh, nhưng muốn chứng đạo thành thần mà nói, có thể hao phí hết vạn năm, trăm nghìn năm, triệu năm, quá mức. Tới một cái kỷ nguyên như vậy rất dài thời gian, cũng không làm được. Dõi mắt toàn bộ không không lúc nào không, trăm triệu tỷ vạn triệu nhân khẩu, có thể bước vào thần đạo cảnh, có thể liền một nửa người cũng không có. Cho nên, nếu như thế giới hiện thật người, có thể chứng đạo phi thăng, trở thành chân thần mà nói, ở không không lúc nào không bên trong, cũng sẽ không biến thành con kiến hôi, muốn tu luyện từ đầu dậy như vậy thê thảm. Trên thực tế, một cái thần đạo cảnh, cho dù là hạ vị thần, thả vào không không lúc nào không, vậy đủ để bao trùm ở nửa số người trở lên, có thể thành lập mình lãnh vực, thu nuôi tín đồ, hưởng thụ thành tựu thần linh phúc lợi. Diệp Thần sơ lược tính toán, ở nơi này phiến chu thần chiến trường, có thần đạo cảnh tu vi người, chắc có mười mấy, cái khác phần lớn người, đều là vô lượng cảnh hậu kỳ tồn tại. Nhưng, Diệp Thần cũng không có hết lấy xem nhẹ. Dẫu sao những cái kia vô lượng cảnh hậu kỳ tồn tại, cũng là xuất thân không không thời không, có thể sẽ nắm giữ một ít quỷ bí thuật pháp, tùy tiện không thể trêu chọc. Diệp đại ca, chúng ta không nên trêu chọc những người đó, mình tìm chút bảo bối trở về là được. Trang Hiểu Nhan nhẹ giọng nói, nàng ánh mắt nhìn lại, liền thấy cái này phiến chu thần chiến trường mặt đất, khắp nơi ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, linh khí nhô lên, không biết có nhiều ít tài nguyên bảo bối. Nàng và Diệp Thần, hoàn toàn có thể khiêm tốn không lên tiếng, yên lặng nhặt tài nguyên. Không cùng người phát sinh bất kỳ xung đột nào, sau đó sẽ rời đi, có thể bảo đảm vạn toàn. Phải như vậy. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng Trang Hiểu Nhan che giấu hơi thở, tránh đám người, chuẩn bị đi chiến trường nơi vắng vẻ, nhặt tài nguyên. Ồ, tại sao có thể có hai cái thiên huyền cảnh tồn tại? Ha ha, chính là thiên huyền cảnh, cũng dám xông vào chu thần chiến trường, thật là không muốn sống nữa. Hai đạo thanh âm, từ chân trời truyền tới. Diệp Thần cùng Trang Hiểu Nhan, mặc dù đã hết sức che giấu hơi thở, nhưng vẫn bị người cố ý phát hiện. Bầu trời bên trong, có hai cái võ giả hạ xuống, bọn họ đều là vô lượng cảnh hậu kỳ tồn tại. Cô nàng này không tệ, nam làm thịt, nữ lưu lại, hì hì. Một cái trong đó võ giả, ánh mắt kẻ gian linh lợi ở Trang Hiểu Nhan trên mình vòng vo chuyển. Xem ra nhân tâm là tương thông, cho dù là không không thời không các cường giả, đối quyền lực, vinh diệu. Dục vọng, người phụ nữ theo đuổi, cũng cùng thế tục không người nào nghi. Trang Hiểu Nhan thướt tha dáng vẻ, dáng đẹp gương mặt, còn có cùng Diệp Thần hòa vào nhau sau này, tản ra mượt mà nữ nhân vị, mười phần hấp dẫn người, để cho được cái này hai cái võ giả, cũng là động tâm. Trước nhất người võ giả kia, liền ra tay hướng Trang Hiểu Nhan bắt đi. Một võ giả khác, rút trường kiếm ra, ám sát hướng Diệp Thần. Tự tìm cái chết. Diệp Thần ánh mắt run lên, dứt khoát, thần kiếm ngự lôi quyết nổ lên, sử dụng hai đạo lôi điện phi kiếm, phốc xích, ngang trời chém qua, liền đem cái này hai cái võ giả đầu lâu, chặt đứt xuống, máu tươi tung tóe. Vậy hai cái võ giả, gương mặt nhất thời đỉnh cách thần sắc kinh ngạc, đến chết cũng không nghĩ tới, Diệp Thần như thế lợi hại, một chiêu là có thể trong nháy mắt giết vô lượng cảnh hậu kỳ bọn họ. Nơi này giết hại, cũng không có đưa tới người bất kỳ chú ý. Bởi vì, ở nơi này phiến chu thần chiến trường bên trong, khắp nơi đều là tranh đấu giết hại, căn bản không người chú ý Diệp Thần nơi này giết hại. Tuy nói chu thần chiến trường tài nguyên, mười phần phong phú, nhưng nhân tâm luôn là tham lam, tất cả mọi người đều muốn nuốt trọn toàn bộ, cũng không muốn cùng người ngoài chia cắt. Diệp Thần và Trang Hiểu Nhan, ngược lại không có như vậy lòng tham. Bọn họ lần nữa che giấu hơi thở, tránh người ngoài tai mắt. Đi tới một nơi hoang vu trong rừng cây. Cái này phiến rừng cây, có dòng suối dòng nước chảy, phong cảnh khá là thanh u. Nhìn kỹ lại, ở đó dòng suối bên trong, lại có rất nhiều đan dược đọng lại ở đáy nước, như đá tử vậy, tỏa ra ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Diệp đại ca, nơi này quá nhiều linh đan à. Trang Hiểu Nhan thấy vậy, nhất thời mừng rỡ không thôi. Trước mắt nàng mới vừa sống lại không bao lâu, lại bị thực tế phép tắc hạn chế. Nàng tu vi đã đánh rơi đến thiên huyền cảnh hậu kỳ, muốn khôi phục ngày xưa thực lực, nhất định phải có đại lượng tài nguyên chống đỡ. Vẫn không cổ thể muốn phải lớn mạnh, thiên tài địa bảo chống đỡ, vậy tất không thể thiếu. Dậy đáy nước đọng lại đan dược, vừa vặn cho nàng tu luyện sử dụng.
Ừ, chúng ta liền thu lấy. Diệp Thần gật đầu một cái, bàn tay một quyển, liền đem nước bên trong linh đan, toàn bộ cuộn sạch đi ra, và Trang Hiểu Nhan chia đều, một người một nửa. Ở thu lấy hết linh đan sau đó, Diệp Thần và Trang Hiểu Nhan tiếp tục đi tới trước, liền thấy trong rừng rậm, khắp nơi đều là kỳ hoa thụy thảo, có rất nhiều dược liệu chân quý, cũng không có linh thú bảo vệ, mặc cho người hái hiệt. Hai người ngạc nhiên mừng rỡ, liền đem trên đường đụng phải dược liệu hoa cỏ, toàn bộ thu nhập trong túi, còn có chút chân quý quặng mỏ nguyên ngọc vân. Vân, vậy toàn bộ thu. Bận rộn hơn nửa ngày, đến lúc trạng vạng tối, Diệp Thần và Trang Hiểu Nhan, thu hoạch 10 phần phong phú, hai người 10 phần mừng rỡ. Càng mấu chốt chính là, đoạn đường này thu hoạch, hai người cũng không có đụng phải bất kỳ trắc trở hiểm trở, 10 phần thuận lợi. Chỉ có thể nói, cái này phiến Chu Thần chiến trường, tài nguyên chân thực quá phong phú, chỉ cần không lòng tham, tuyệt đối có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Màn đêm sắp hạ xuống, ở ban đêm nói, có thể sẽ có to lớn hung thú qua lại, vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần và Trang Hiểu Nhan, liền dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, hai người lại nghe được phía trước, truyền tới một hồi tiếng đánh nhau. Có tiếng đánh nhau. Diệp Thần dừng chân một cái, vốn là không muốn để ý xem, nhưng bỗng nhiên, hắn nhưng bắt được một món quen thuộc hơi thở. Phía trước đánh nhau, tựa hồ có người quen. Đi lên xem. Diệp Thần phất tay một cái, liền dẫn Trang Hiểu Nhan, lặng lẽ đi về phía trước. Chỉ gặp phía trước trên một mảnh đất trống, mấy cái võ giả, đang vây công trước một cô gái. Vậy mấy cái võ giả bên trong, mạnh nhất một người, quá mức cho tới tiên đế đỉnh cấp. Cô gái kia bưng một quyển sách, sách phơi bày màu xanh lá cây, tràn đầy sức sống, tràn ngập cổ áo quy luật. Thiếu nữ sắc mặt tuyệt lệ, khí chất ưu nhã, giữa trán nhưng lại lộ ra một cổ lãnh đạm thê lương, lại là đệ nhất thảo thần, Tử Lan. Tử Lan cô nương, người thời đại đã qua, ngoan ngoãn đem thảo thần quyền bính giao ra đi. Vậy mấy cái võ giả, vây công trước Tử Lan, đao kiếm đều xuất hiện, thần thông ánh sáng tàn phá, nguyên lai là muốn bức bách Tử Lan, giao ra thảo thần quyền bính. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tử Lan sắc mặt lãnh đạm, cũng không có mở miệng, một tay bưng vậy màu xanh lá cây sách, một tay kia toát ra trùng trùng lục quang, quy luật năng lượng nổ tung, ngăn trở người chung quanh tấn công. Chỉ bất quá, Tử Lan tựa hồ bị thương trên người, không phát huy ra toàn bộ thực lực, ở đó mấy cái võ giả dưới sự vây công, dần dần cảm thấy cố hết sức. Dừng rậm à, nghe theo ta triệu hoán, chấn áp cái này phiến mặt đất đi. Bỗng nhiên, Tử Lan ánh mắt run lên, tựa hồ hạ định quyết tâm, mở ra trong tay màu xanh lá cây sách. Màu xanh lá cây sách vừa mở ra, mạnh mẽ nóng rực màu xanh lá cây ánh sáng rực rỡ, liền như thủy triều dâng trào ra, từng bụi cây lớn, lại từ trong sách toát ra, ở bốn phía điên cuồng dã man sinh trưởng. Những cái kia dã man sinh trưởng cây lớn, thật là giống như là ác ma sổng chuồng vậy, đặc biệt khủng bố. Từng cái rễ cây, mang cường đại lực lượng, nghiền ép tới đây. Vậy mấy cái võ giả, gặp phải rễ cây nghiền ép, tại chỗ gân cốt nổ tung, hét thảm lên, hóa thành đầy đất bể tan tành thi thể. Ở nghiền giết vậy mấy cái võ giả sau đó, tất cả cây lớn, lại trở về Tử Lan trong tay màu xanh lá cây sách bên trong. Tử Lan khép sách lại tịch, cảm giác được Diệp Thần và Trang Hiểu Nhan hơi thở, liền lạnh lùng nói, đi ra đi. Trang Hiểu Nhan nhìn một cái Diệp Thần, trong ánh mắt mang sâu đậm vẻ hoang mang. Bởi vì, nàng nhận được Tử Lan, đó là trong truyền thuyết đệ nhất thảo thần. Đệ nhất thảo thần, quyền bính cực kỳ khủng bố, từng nắm trong tay chư thiên, dựa vào thế giới thụ lực lượng, nối liền tâm linh của mỗi người, liền liền nham thần thiên tôn, cũng không có thời kỳ tột cùng thảo thần lợi hại. Tuy nói Tử Lan đã chết, thuộc về nàng thời đại, vậy đã qua, nhưng dẫu sao đã từng là nàng, thật là quá mức cường hãn, lúc này Trang Hiểu Nhan lại thấy nàng trắng trợn giết hại hình dáng. Trong lòng tất nhiên chấn động chỉ. Nàng đã trải qua chiến trận giết hại nhân vật, nhưng thấy Tử Lan, như cũ sợ hãi, có thể gặp Tử Lan xây dựng ảnh hưởng lợi hại. Diệp Thần gật đầu một cái, tỏ ý Trang Hiểu Nhan không nên kinh hoàng, liền dẫn nàng đi ra ngoài, đi tới Tử Lan trước mặt. Tử Lan cô nương, nhận được ta sao? Diệp Thần khẽ mỉm cười, ngắm nhìn Tử Lan ánh mắt. Tử Lan ngẩn ngơ, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Bỗng nhiên lúc này thân thể chấn động một cái, nói, ngươi là luân hồi chi chủ. Diệp Thần cười nói, đúng vậy,
Tử Lan ánh mắt lướt qua kinh ngạc ý, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, lãnh đạm cười một tiếng, trong tròng mắt mang một chút vẻ biếng nhác, nói, nguyên lai là ngươi, tương lai chúng ta, ngủ chung qua. Nói chuyện đặc biệt thẳng trắng. Diệp Thần nhún vai một cái, nói, đúng vậy. Tử Lan ngắm nhìn bốn phía, nói cái này phiến Chu Thần chiến trường, nhưng thật ra là Linh Không Thiên Tôn phục khắc, cũng không phải là chân thực. Nơi này phát sinh hết thảy, cũng chỉ là đi qua tái hiện. Diệp Thần nói, chân thực cùng hư ảo, ta cũng không biết, dù sao, ta cầm tới tay đồ, là thật thực tồn tại. Chu Thần chiến trường, kết quả là như thế nào phục khắc, Linh Không Thiên Tôn dùng cái gì cấm thuật thủ đoạn, Diệp Thần vậy không biết. Hắn chỉ có thể xác định, ở chỗ này bắt được tất cả mọi thứ, đều có thể mang đi ra ngoài, cái này là đủ rồi. Tử Lan yên lặng xuống, con mắt một hồi chuyển động, cuối cùng lắc đầu một cái, nói thôi. Bất kể là chân thực vẫn là hư ảo, ta còn tiếp tục làm xong trước mắt sự việc, ta chuẩn bị đi cướp lấy khởi nguyên hoa, có hứng thú giúp ta một tay sao? Diệp Thần nói, khởi nguyên hoa. Tử Lan khẽ mỉm cười, liền nói, đúng vậy, vậy là sinh trưởng ở khởi nguyên tiên chỉ cạnh hoa nhi, có vô cùng là dư thừa linh khí. Ta chuẩn bị đem ta thảo thần quyền bính, truyền thụ cho thanh niên muội muội, nhưng nàng tuổi tác quá nhỏ, có thể không chịu nổi ta quyền bính uy áp. Nhất định phải dựa vào khởi nguyên hoa phụ trợ. Diệp Thần khẽ cau mày, nói, khởi nguyên tiên trì tạo ra đóa hoa sao? Vậy khởi nguyên tiên trì, Diệp Thần vậy từng dòm ngó gặp qua. Năm đó Nguyên Thiên Đế, từng dựa vào khởi nguyên tiên trì ao nước, là Quang Thần Thiên Tôn rèn luyện Cẩm Lý Thiên Phù. Diệp Thần trong tay Cẩm Lý Thiên Phù, chính là dùng khởi nguyên tiên trì rèn luyện qua. Tử Lan nói, truyền thuyết bên trong. Khởi nguyên tiên trì là không không lúc nào không thập đại hồ tiên một trong, có vô cùng là đậm đà khởi nguyên linh khí, vậy đóa khởi nguyên hoa, vô số người cũng muốn tranh đoạt. Ta cũng muốn cướp đoạt, đáng tiếc mảnh chiến trường này thần đạo cảnh các cường giả, tựa hồ biết ta ý đồ, trước thời hạn liên thủ đem ta đánh cho bị thương, ha ha, thật là giỏi tính toán. Không có ta ra tay, bọn họ liền có thể tận tình cướp lấy vậy khởi nguyên hoa. Diệp Thần nói, ngươi muốn ta giúp ngươi. Tử Lan nói, đúng vậy, người có bằng lòng hay không? Diệp Thần vừa định đáp ứng, Trang Hiểu Nhan nhưng hướng hắn nháy mắt, tỏ ý hắn không nên vọng động. Nghe Tử Lan nhắc tới khởi nguyên tiên trì, khởi nguyên hoa thời điểm, Trang Hiểu Nhan dọc theo cái đầu mối này, bắt được thiên cơ, có thể rõ ràng cảm nhận được, ở Chu Thần chiến trường chỗ sâu, đúng là có một tòa linh khí vô cùng dư thừa hồ tiên tồn tại. Tòa kia hồ tiên, chính là trong truyền thuyết khởi nguyên tiên trì. Ở khởi nguyên tiên trì cạnh, một đóa kỳ hoa theo gió chập chờn, đó là khởi nguyên hoa, hàm chứa nguyên sơ nguyên khí, là hết sức là chân quý linh tài, có thể phụ trợ nhân chứng đạo thành thần. Ở khởi nguyên hoa bên cạnh, đang có thiên bách võ giả, mắt lom lom, bọn họ cũng muốn ra tay cướp đoạt. Những võ giả này bên trong, thậm chí có mười mấy thần đạo cảnh tồn tại. Trang Hiểu Nhan lo lắng Diệp Thần an nguy, nếu là Diệp Thần đáp ứng Tử Lan, cướp đoạt khởi nguyên hoa mà nói. Vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ, vậy thì nguy hiểm. Diệp Thần khoát khoát tay, cười hướng Tử Lan nói, chúng ta cùng nhau là được. Tử Lan sửng sốt một chút, cười nói, như thế sảng khoái đáp ứng. Diệp Thần nói, dĩ nhiên, thật ra thì ở bên ngoài, hàng tỷ thế kỷ nguyên đều đi qua, thanh niên muội muội vậy đã sớm thừa kế người thảo thần quyền bính. Ta nghĩ, nàng ban đầu nếu có thể thuận lợi thừa kế, ngươi khẳng định vậy thuận lợi lấy được rồi khởi nguyên hoa. Ta hôm nay giúp ngươi, chỉ là thêu hoa trên gấm thôi. Coi như không có ta, vậy khởi nguyên hoa, cuối cùng vậy sẽ thuộc về ngươi. Tử Lan cười khanh khách, nói ý ngươi là, bên ngoài mới là thực tế, nơi này là phục khắc thế giới mộng ảo. Bất quá ở ta xem ra mà, ngươi cái gọi là thực tế, có thể chỉ là tương lai ảo tưởng vậy không nhất định, là tương lai hàng trăm triệu. Vạn thời gian sợi một cái, ta chỗ ở thế giới, mới thật sự là chân thực. Diệp Thần ngẩn ngơ, ngược lại không có ngẫm nghĩ qua cái vấn đề này. Tử Lan đầu ngón tay chỉa, nói thôi, không nói cái này, ha ha, chân thực cùng ảo tưởng bí ẩn, lấy nguyên thiên đế trí khôn, đều không thể hoàn toàn theo dõi, thiên đế mộng bướm, bướm mộng thiên đế, ai biết kia chỗ mới là thật. Ngươi chịu giúp ta cướp đoạt khởi nguyên hoa, ta rất là cảm ơn, ngày mai lên đường như thế nào. Tối nay chúng ta trước dưỡng túc tinh thần. Diệp Thần nói, có thể. Trang Hiểu Nhan nghe được Diệp Thần đáp ứng, nhất thời nóng nảy, kéo kéo Diệp Thần ống tay áo.
Diệp Thần nói, Trang tiểu thư, đến khi ngày mai, ngươi ở lại chỗ này đợi ta trở lại, ta đơn độc và Tử Lan cô nương lên đường. Lần đi cướp đoạt khởi nguyên hoa, nhất định có hung hiểm, Diệp Thần chẳng muốn để cho Trang Hiểu Nhan mạo hiểm. Trang Hiểu Nhan quật cường nói, không, ngươi nếu quả thật phải đi nói, ta cũng muốn đi theo đi. Tử Lan ha ha cười một tiếng, nhưng là không chút lưu tình nói, xin lỗi, ta cự tuyệt, ta không thích ngươi, không cần ngươi đi theo. Trang Hiểu Nhan ngẩn ngơ, rồi sau đó tức giận, kêu lên, ngươi. Tử Lan yên lặng xoay người, cũng không cùng nàng tranh cãi. Diệp Thần cười khổ một tí, biết Tử Lan nhưng thật ra là hảo tâm, cũng không muốn Trang Hiểu Nhan mạo hiểm thôi. Dẫu sao Chu Thần chiến trường các cường giả, căn bản đều tụ tập ở khởi nguyên tiên chỉ bên kia, người người cũng muốn cướp đoạt khởi nguyên hoa, cục diện thật sự là quá nguy hiểm, Trang Hiểu Nhan không cần phải đi. Đêm đó, Diệp Thần ghim hai cái lều vải, đầu tiên là cùng Trang Hiểu Nhan giải thích rõ, cuối cùng là khuyên phục nàng để lại. Rồi sau đó, Diệp Thần đi tới Tử Lan bên trong lều, hai người thương lượng ngày mai kế hoạch. Tử Lan ngược lại là tò mò rất nhiều Diệp Thần thời không thời kỳ. Coi như nàng mảnh tinh không này là bị phục khắc có như thế nào đây? Nàng đạo vẫn ở chỗ cũ. Đột nhiên, Diệp Thần chú ý tới Tử Lan nghiêng dựa vào một bên, lật xem nàng vậy bản màu xanh sách. Đây là sách gì? Diệp Thần hỏi, trước kia không gặp Tử Lan và thanh niên động tới. Xem ra luân hồi chi chủ tâm tò mò không nhỏ, bất quá cùng ngươi nói vậy không có vấn đề, thật ra thì cuốn sách này kêu Xâm Lâm Thư, là ta ảo tưởng tạo vật. Cái này thế gian có bốn đại chí cao thần khí, Thiên Tội Cổ Kiếm, Thiên Ma Tinh Hải, Thiên Đế Kim Luân, Viêm Hoàng Đế Ấn, đại biểu chí cao giết hại lực lượng. Ta thật ra thì luôn muốn sáng tạo một kiện thần khí, uy lực nếu có thể vượt qua chí cao, thần khí này liền kêu Xâm Lâm Thư. Xâm Lâm Thư có thể tạo ra vĩ đại nhất rừng rậm, ở ta ý nghĩ bên trong, thế giới thụ cũng chỉ là Xâm Lâm Thư bên trong một bụi cây nhỏ mầm. Nếu như quyển sách này đản sinh ra, vậy ta hẳn có thể so nhất đỉnh cấp thời điểm, còn muốn vô địch. Tử Lan một bên bưng Xâm Lâm Thư, một bên rừng rưng nói, ánh mắt rất đạm mạc, nhưng không có gì tranh bá thiên hạ dã mong. Ngươi lại có lớn như vậy dã tâm. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, bốn đại chí cao thần khí, thập phần cường đại. Dõi mắt chư thiên, cũng có không thiếu cường giả, muốn chế tạo ra có thể vượt qua chí cao đồ. Ví dụ như Đà Đế Cổ Thần, muốn tạo thập vĩ thần thú. Mộ Cung vậy một đời luân hồi chi chủ, muốn tạo luân hồi đi đời sách. Mà Tử Lan, vậy sẽ vượt qua chí cao ý niệm. Nàng muốn tạo Xâm Lâm Thư, chính là đủ để vượt qua chí cao tồn tại. Tử Lan dửng dưng một tiếng, nói, không phải dã tâm, chỉ là vì vui thôi. Ta thời đại đã qua, nhưng ta hết lần này tới lần khác còn chưa có chết, đời người như thế nhàm chán, dù sao cũng phải tìm chút vui phải không? Vừa nói, nàng mềm mềm thân thể, gần sát Diệp Thần, đem Xâm Lâm Thư bỏ trên đất, hơi thở như Lan nói. Thật ra thì cùng ngươi chung một chỗ, ta rất vui vẻ và ung dung, nhưng cái này vui vẻ, nhưng là như vậy ngắn ngủi. Ta mong muốn, là vĩnh hằng vui vẻ, chỉ có Xâm Lâm Thư có thể mang cho ta. Diệp Thần nhìn trên đất Xâm Lâm Thư, ánh mắt có chút bộ dạng sợ hãi, nói, người đã chế tạo thành công. Tử Lan lắc đầu bật cười, nói, không có, còn kém xa đây, trước mắt chỉ có một cái khái niệm, ta cầm trong tay Xâm Lâm Thư, vậy chỉ là một không đáng kể khái niệm hiển hóa, cũng không có lực lượng chân chính, hù dọa một tí phổ thông thần. Đạo cảnh võ giả còn có thể, không có chỗ gì dùng, ta cầm tới vui đùa một chút. Diệp Thần khóe miệng kéo một cái. Tử Lan chế tạo ra Xâm Lâm Thư, tuy nói trước mắt chỉ là khái niệm hiển hóa, cũng không có lực lượng cường đại dường nào, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, cái này Xâm Lâm Thư vậy phi thường cường đại, dù sao có thể đối kháng thần đạo cảnh. Võ giả, có cái này Xâm Lâm Thư chống đỡ, ngày mai hắn và Tử Lan, đi cướp lấy khởi nguyên hoa, vậy thì dễ dàng hơn. Hai người lại thương lượng một ít kế hoạch chi tiết, thẳng đến hơn nửa đêm, Diệp Thần mới rời đi Tử Lan lều vải. Trở lại Trang Hiểu Nhan bên trong lều. Trang Hiểu Nhan lại không có nghỉ ngơi, trong mắt mang một cổ vẻ ngưng trọng, chờ đợi Diệp Thần trở về. Diệp Thần có chút nhức đầu, giải thích một phen, liền bắt đầu tu luyện. Đến lúc sáng sớm hôm sau, Diệp Thần hơi thở đã khôi phục được đỉnh cấp. Hắn nói tạm biệt Trang Hiểu Nhan, liền cùng Tử Lan cùng nhau, đi Chu Thần chiến trường trung tâm đi tới, đó là khởi nguyên tiên chỉ ở địa phương đó, cũng là khởi nguyên hoa thai nghén.
Một đường tiến về phía trước, Diệp Thần cảm thấy luân hồi mộ địa, lại truyền ra chấn động, tựa hồ mới đại năng, sắp muốn thức tỉnh. Nếu là tân đại năng thức tỉnh, ta liền nhiều hơn một lá bài tẩy. Diệp Thần tâm tư khẽ nhúc nhích, nhưng cái này cổ chấn động, kéo dài sau một hồi, lại dịu xuống một chút đi, để cho hắn có chút nháo tâm. Không biết làm sao, Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là đè xuống tâm tư, cùng Tử Lan tiếp tục đi tới trước. Hai người một đường bay vút, rất nhanh đi tới Chu Thần chiến trường nổi tiếng thành phố Greatfall trước. Vậy cái thành phố Greatfall, phía dưới hai bên, phân biệt đứng sừng sững Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế pho tượng, đặc biệt nguy nga. Mà thác nước ngọn nguồn, trên bầu trời. Trong truyền thuyết khởi nguyên tiên trì, không trên đất, mà là ở trên trời, là điều này thành phố Greatfall ngọn nguồn. Diệp Thần cùng Tử Lan nhìn nhau, hai người gật đầu một cái, liền bay đến bầu trời, xuyên qua tầng mây, quả nhiên thấy được một tòa phù không tiên đảo. Tiên đảo bên trên, đã thật nhiều võ giả, đang tụ tập, lẫn nhau cảnh giác, phòng bị nhìn nhau. Ở tiên đảo chỗ sâu, một tòa linh trì hơi nước hòa hợp, linh khí trôi giạt, tản mát ra dư thừa nguyên khí, giống như hàm chứa thiên địa khởi nguyên kỳ diệu năng lượng. Đó chính là khởi nguyên tiên trì. Diệp Thần và Tử Lan, đáp xuống. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, liền thấy tiên đảo bên trên, chừng hơn ngàn cái võ giả, tu vi kém cỏi nhất đều là vô lượng cảnh hậu kỳ. Còn có võ giả khác, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Những người mới tới võ giả, thấy khởi nguyên tiên trì linh khí hòa hợp khí tượng sau đó, trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ, suy nghĩ đến gần hồ tiên, nhưng lại bị một cổ vô hình không khí tường ngăn trở. Ồ, nơi này có cấm chế. Những cái kia võ giả kinh ngạc, cảm thấy trước mặt không khí tường, vô cùng vững chắc, mặc dù xem không thấy, không sờ được, nhưng không cách nào đánh vỡ. Diệp Thần thấy một màn này, con người hơi co rúm một cái, mơ hồ cảm thấy không đúng. Lòng hắn muốn, đó không phải là không khí tường, là cái này khởi nguyên tiên trì, căn bản lại không tồn tại. Linh không thiên tôn phục khắc Chu Thần chiến trường, chỉ là một phần nhỏ, cũng không phải là toàn bộ. Giờ khắc này, Diệp Thần nhìn ra liền đầu mối. Tòa kia khởi nguyên tiên trì, có thể liền linh không thiên tôn, vậy không có thể khắc lại. Hiện tại hắn và mọi người thấy khởi nguyên tiên trì, xem được gặp, không sờ được, như mộng ảo bọt nước, cũng không phải là có cấm chế không khí tường cách trở, mà là linh không thiên tôn, căn bản là không có có thể phục khắc. Chỗ tòa này tiên đảo, đã là cái này phiến phục khắc chiến trường biên giới. Dĩ nhiên, trừ Diệp Thần ra, những người khác cũng không biết một điểm này, còn lấy là khởi nguyên tiên chỉ có cấm chế cách trở, không cách nào đến gần. Những người mới tới các võ giả, gặp không cách nào đến gần khởi nguyên tiên trì, cảm thấy 10 phần thất vọng, sau đó đưa mắt rơi vào một bụi linh tài trên. Bụi cây này linh tài, chính là một đóa hoa, liền sinh trưởng ở khởi nguyên tiên tê ngày trước phương không xa, toàn thân phơi bầy màu đỏ, mây mù lượn quanh, thụy ải trùng trùng, linh quang hòa hợp, khí tượng bất phàm. Đóa hoa này ngược lại không tệ, muốn đến chính là trong truyền thuyết khởi nguyên xài, ha ha. Có võ giả muốn đưa tay, đi hái khởi nguyên hoa. Nhưng chung quanh hơn ngàn cái võ giả, ánh mắt đồng loạt nhìn tới, đều là mang ác liệt cảnh giác ý. Cái đó muốn hái khởi nguyên hoa võ giả, lập tức sợ hãi kinh ngạc, đưa tay rút về, không dám lên tiếng nữa. Rất rõ ràng, toàn bộ tiên đảo, hơn ngàn cái võ giả, bao gồm có mười mấy thần đạo cảnh mạnh mẽ tồn tại, cũng mơ ước cái này đóa khởi nguyên hoa. Chỉ là, ai cũng không dám tùy tiện ra tay hái. Bởi vì, chung quanh nhiều cường giả như vậy, mắt lom lom, nếu ai dám xuất thủ trước, ai liền sẽ trở thành là đối tượng đả kích, gặp phải vây công tiêu diệt. Thế cục, cứ như vậy rằng co xuống. Diệp Thần và Tử Lan nhìn nhau, hai người âm thầm gật đầu. Diệp Thần bàn tay nhỏ cầm, hắc ám năng lượng hội tụ, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Suy, nhưng vào lúc này, một đạo nhọn phá tiếng gió vang lên. Chỉ gặp một người mặc đạo bào thanh niên người, tay cầm trường kiếm, như nhanh như tia chớp biểu cướp ra. Hắn ánh mắt như đuốc, động tác thật nhanh, lập tức vào tới phía trước, cũng tương khởi nguyên hoa, hái lấy ở trong tay, rồi sau đó nhanh chóng đi bên ngoài phi độn đi. Giết hắn! Là ai, lại dám cướp đoạt khởi nguyên hoa? Chính là một cái tiên đế, lại dám động thủ. Chung quanh các võ giả, nhất thời nổ tung nồi. Người thanh niên kia người, tu vi hơi thở là tiên đế đỉnh cấp, đặt ở thế giới hiện thật, đích xác là đứng đầu nhân vật lớn,
nhưng ở cái này phiến chu thần chiến trường, hắn còn chưa được xếp hạng. Hắn lại dám ra tay, hái khởi nguyên hoa, nhất thời đưa tới chung quanh vô số võ giả tức giận. Đặc biệt là vậy mười mấy thần đạo cảnh võ giả, lập tức ngang nhiên ra tay, từng cái chân thần quy luật, hóa thành đao kiếm, phá không chém chết tới. Thanh hồng thần tinh, ngự. Thanh niên sắc mặt người ngưng trọng, sử dụng một ngôi sao, lại là vận mệnh thất tinh bên trong thanh hồng thần tinh. Thanh hồng thần tinh vừa ra, nhất thời, từng cái màu xanh hồng mang, chính là cầu vượt vậy tách thả ra ra, đem vậy từng cái chân thần quy luật ngăn trở. Diệp thần thấy một màn này, lấy làm kinh hãi, thanh hồng thần tinh. Người này là... Hắn cẩn thận vừa thấy, liền gặp đến người thanh niên dung mạo, tựa hồ có chút quen mắt. Nếu như hắn không nhìn lầm, cái này người thanh niên người, chính là lúc còn trẻ đạo đức thiên tôn. Lại là đạo đức thiên tôn. Diệp thần trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới đạo đức thiên tôn, cũng từng ở chu thần chiến trường sông sáo qua, còn muốn cướp đoạt khởi nguyên hoa. Viên kia thanh hồng thần tinh, chính là vận mệnh thất tinh một trong, là hồng quân lão tổ pháp bảo. Nhưng bây giờ nhìn lại, viên này thanh hồng thần tinh, lúc ban đầu hẳn là ở đạo đức thiên tôn trong tay, cuối cùng mới truyền cho hồng quân lão tổ. Cái này thanh hồng thần tinh, cũng là hôm nay đạo đức thiên tôn lá bài tẩy. Hắn dựa vào thanh hồng thần tinh uy năng, chặn lại rất nhiều thần đạo cảnh cao thủ nhất kích, rồi sau đó tiếp tục chạy trốn đi. Có thể chạy thoát sao? Một cái thần đạo cảnh cường giả, hừ lạnh một tiếng, lại có thể không thấy không gian cách trở, đột nhiên lắc người một cái, liền tới sát đạo đức thiên tôn sau lưng, phanh một trưởng đánh ra. Đạo đức thiên tôn sắc mặt đại biến, hắn cuối cùng chỉ là tiên đế, không cách nào cùng thần đạo cảnh cường giả đối kháng. Một trưởng này, hung hăng đánh vào hắn sau lưng, nhất thời để cho được hắn xương cốt nổ tung, phốc xích một tiếng hộc máu, thân thể chật vật rơi xuống đất, vậy đóa khởi nguyên hoa, vậy rớt xuống. Ha ha ha! Vậy thần đạo cảnh cường giả, ngửa mặt lên trời cười to, đưa tay một nhiếp, tương khởi nguyên hoa chộp vào trong tay. Thương tử lạc, khởi nguyên hoa là ta. Nhưng lúc này, một cái khác thần đạo cảnh võ giả, từ cạnh bạo giết tới, một kiếm thước hướng thương tử lạc cổ. Thương tử lạc nghiêng người tránh, hừ lạnh một tiếng, nói thẩm văn, ngươi dám cùng ta cướp. Vậy thẩm văn hừ một tiếng, cũng không nói nhảm, chỉ là khua kiếm chém liên tục, muốn ép thương tử lạc giao ra khởi nguyên hoa. Cùng lúc đó, chung quanh tất cả thần đạo cảnh võ giả, còn có vô lượng cảnh các võ giả, toàn bộ vọt tới, các phương rơi vào hỗn chiến, đánh được trời đất u ám, sơn hà băng diệt, đều là cướp lấy khởi nguyên hoa. Vậy đóa khởi nguyên hoa, lúc này đã trôi lơ lửng ở trời, người người cũng muốn ra tay cướp đoạt, nhưng người nào cũng không cách nào bắt vào tay. Tử Lan thấy vậy, trong mắt lạnh lẽo, hướng Diệp Thần nói, động thủ đi. Diệp Thần gật đầu. Ánh mắt đột nhiên ác liệt, trong tay hắc ám năng lượng nổ tung, ở trong hư không, hóa ra một cái to lớn hắc ám xào huyệt. Phù quỷ mẫu xào, bách quỷ dạ hành, ra. Diệp thần quát to một tiếng, trực tiếp từ phù quỷ mẫu xào bên trong, triệu hoán ra trăm ngàn đầu phù quỷ yêu ma. Hống hống hống. Tất cả phù quỷ yêu ma, dữ tợn gầm thét, trong tay xách ma khí đao kiếm, điên cuồng hướng bốn phía võ giả chém đi. Đột ngột giết ra phù quỷ. Khủng bố vạn phần, nhất thời để cho chung quanh các võ giả, thất kinh. Những thứ này phù quỷ, thật ra thì bàn về một mình sức chiến đấu, khó mà đối kháng vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, hơn nữa cả người quấn quanh hắc ám khí tức, vậy đủ hù dọa người. Rất nhiều võ giả trận thế, nhất thời bị phù quỷ làm rối loạn. Diệp thần thừa dịp này cơ hội, thân thể tiêu xạ nhi ra, bàn tay cách không một chảo, liền đem vậy khởi nguyên hoa. Nắm trong tay. Khởi nguyên hoa vào tay, Diệp thần nhất thời liền cảm thấy, một cổ vô cùng dư thừa cỏ cây sức sống, lại có thiên địa khởi nguyên tinh hoa, xông lên đầu. Nếu có thể luyện hóa cái này khởi nguyên hoa, đối tu vi nhất định rất có ích lợi. Lấy được rồi. Diệp thần ánh mắt nhìn về phía Tử Lan, rồi sau đó rào một tiếng, mở ra tự do cánh, đi bên ngoài nhanh chóng phi độn đi. Thiên huyền cảnh võ giả. Thằng nhóc này từ đâu tới đây? Chính là thiên huyền cảnh, cũng dám xông vào chu thần chiến trường. Dám cướp khởi nguyên hoa, làm thịt hắn. Rất nhiều võ giả nhất thời tức giận, không nghĩ tới Diệp thần một cái thiên huyền cảnh tầng thứ 6 võ giả, lại cũng dám cướp lấy khởi nguyên hoa. Suy suy suy. Từng đạo ác liệt thần thông ánh sáng, cách không bạo giết tới,
còn có các loại cường đại quy luật giết hại, như xiềng xích đao kiếm vậy phá không biểu cướp tới. Toàn trường tất cả võ giả, đều đưa cừu hận tập trung ở Diệp Thần trên mình, phải đem hắn đánh chết. Những thứ này giết hại bên trong, thậm chí ẩn chứa thần đạo cảnh công kích, đặc biệt hung mãnh. Một khi Diệp Thần bị đánh trúng, sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Thật may, Diệp Thần tốc độ thật nhanh, tự do cánh mở ra, quanh người gió lốc lớn nổ, người nhanh chóng bay đến hơn ngàn dặm. Chung quanh các võ giả, dưới sự tức giận, liền muốn đuổi theo. Dừng rậm à, nghe ta hiệu lệnh. Lúc này, Tử Lan ra tay. Chỉ gặp nàng bưng Xâm Lâm thư, đầu ngón tay nhẹ nhàng mở ra, mạnh mẽ oanh liệt màu xanh lá cây chói lọi, liền từ Xâm Lâm thư bên trong bạo dũng ra. Ùm ùm, cả tòa tiên đảo trên vùng đất, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp từng bụi cây nhỏ mầm, từ dưới đất chui lên. Những thứ này cây nhỏ mầm, vừa vỡ đất mọc ra, ngay tức thì liền hóa thành đại thụ che trời, vô số cường tráng chạc cây cùng rễ cây, giống như cù long vậy dọc theo đi. Những cái kia muốn đuổi theo Diệp Thần các võ giả, bị vậy từng cái nhánh cây cùng rễ cây ngăn trở ở, không ít người tại chỗ bị trói cột, giống như gặp phải con chăn quấn quanh, xương cốt rắc rắc sát nổ tung, tại chỗ hét thảm lên, thân thể trong thoáng qua thì phải. Chen làm thịt, từng bụi đại thụ che trời, lại cấu trúc thành trận pháp, như cũi vậy, đem tất cả võ giả giam ở trong đó. Thảo Thần, là ngươi. Thương Tử Lạc, Thẩm Văn cùng thần đạo cảnh võ giả, ánh mắt mang theo tức giận ý, nhìn về phía đứng ở ranh giới rừng rậm Tử Lan. Tử Lan bưng Xâm Lâm thư, gương mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên trình độ cao nhất triệu hoán Xâm Lâm thư lực lượng, đối nàng tiêu hao vậy là đặc biệt to lớn. Lấy là chính là một cánh rừng, là có thể vây lại chúng ta. Thương Tử Lạc, Thẩm Văn các người, tức giận dưới, lập tức bộc phát ra mãnh liệt nhất giết hại, thần đạo cảnh linh khí nổ lên, ngự lên phi kiếm bổ ra. Một phiến phiến phi kiếm nước lũ, ở trong rừng rậm qua lại, đem vậy từng bụi đại thụ che trời, toàn bộ chặt đứt hết. Theo rừng rậm bị phá hủy, Tử Lan vậy bị to lớn cắn trả, tại chỗ hộc máu. Thương Tử Lạc đám người ở phá hủy rừng rậm sau đó, liền lập tức nâng kiếm hướng Tử Lan chém chết tới đây. Tử Lan khẽ cắn răng, quay đầu nhìn về phương xa, thấy Diệp Thần đã phi độn đi xa, trong lòng an tâm một chút, liền lập tức thu hồi Xâm Lâm thư, vội vã xoay người rời đi, cũng không có ham chiến ý. Đứng lại, Thương Tử Lạc các người tức giận quát mắng, nâng kiếm đuổi giết đi lên. Nhưng, Tử Lan thân thể, bỗng nhiên xông ra lau một cái lục quang, rồi sau đó cả người, liền từ tại chỗ tiêu tán, hóa thành từng mảnh lá cỏ cùng cánh hoa, theo gió phiêu kéo. Thương Tử Lạc các người ngẩn ngơ, cũng đã bắt không tới Tử Lan hơi thở. Đáng chết! Đám người chú mắng lên. Tử Lan chính là đệ nhất thảo thần, nàng hôm nay cho dù thực lực suy sụp, nhưng dẫu sao đã từng là thiên đế chí tôn, nắm giữ rất nhiều huyền diệu thần thông biến hóa. Nàng chẳng muốn chiến đấu, chỉ là bỏ chạy chạy trốn, vậy là ai vậy không theo đuổi nàng. Diệp Thần đang cầm khởi nguyên hoa, cực nhanh phi độn, quay đầu không thấy được Tử Lan. Nội tâm lo sợ không yên bất an, trong đầu nghĩ, không biết Tử Lan cô nương thế nào. Đang lo sợ không yên lúc đó, trong tay hắn khởi nguyên hoa, bỗng nhiên toát ra lau một cái thanh mang, rồi sau đó thì có một cái nhỏ nhỏ người, như tiên linh vậy, từ cánh hoa bên trong bay ra, thân thể mềm mại nhanh chóng lớn lên, cuối cùng hóa thành Tử Lan hình dáng. Tử Lan cô nương. Diệp Thần thấy vậy, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Không nghĩ tới Tử Lan sẽ từ khởi nguyên hoa bên trong nhô ra. Hi hi, để cho ngươi lo lắng. Tử Lan cười một cái, tâm tình đặc biệt khoái trá hình dáng, ta thân là thảo thần, thần thức có thể ở chư thiên trong thực vật qua lại, Thương Tử Lạc bọn họ không bắt được ta. Diệp Thần nói, vậy thì thật là quá tốt. Dừng một chút, lại nói, chúng ta đã lấy được rồi khởi nguyên hoa, tiếp theo nên làm như thế nào? Tử Lan nói, đi xuống trước nghỉ ngơi một chút, ta mệt mỏi. Diệp Thần nư một tiếng, liền cùng Tử Lan hàng rơi xuống đất, hai người ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Tử Lan từ Diệp Thần trong tay, cầm lấy khởi nguyên hoa, con mắt mang một chút mê ly, yên lặng học hỏi. Nghỉ ngơi một trận sau đó, Tử Lan bỗng nhiên đem khởi nguyên hoa, đưa cho Diệp Thần, nói, đóa hoa này, ngươi cầm đi, đưa cho ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói tại sao, ngươi không phải muốn lợi dụng đóa hoa này, đem thảo thần quyền bính. Truyền thụ cho thanh niên muội muội sao? Tử Lan lắc đầu một cái, nói truyền thừa đã sớm kết thúc, ta biết,
ngoại giới đã qua hàng tỷ thế kỷ nguyên sự việc, hôm nay mảnh chiến trường này, chỉ là một phục khắc ảo cảnh, ta vốn đang do dự, nhưng thấy khởi nguyên tiên trì. Trước không khí tường, ta cũng biết nơi này đích xác là hư ảo. Như vậy, cái này khởi nguyên hoa, đối ta lại nói, tự nhiên cũng vô ích, người mang đi ra ngoài đi. Cái này đóa khởi nguyên hoa, hàm chứa dư thừa sinh mạng tinh hoa cùng cỏ mộc linh khí, có thể giúp người đúc lại thanh liên phân thân. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần, ở tối hôm qua, nàng cùng Diệp Thần đi sâu vào hòa vào nhau thời điểm, Diệp Thần vậy nói cho nàng rất nhiều chuyện, ví dụ như mình muốn đúc lại thanh liên phân thân. Giờ phút này, Tử Lan Tương khởi nguyên hoa, giao cho Diệp Thần, chính là hy vọng Diệp Thần có thể đúc lại phân thân. Diệp Thần yên lặng, cuối cùng đưa tay nhận lấy, Tương khởi nguyên hoa nhẹ cầm trong tay, nói cảm ơn. Có khởi nguyên hoa, Diệp Thần muốn đúc lại thanh liên phân thân, vậy thì đơn giản nhiều. Chậm đã. Bỗng nhiên, lúc này, một giọng nói, từ đàng xa trong rừng cây vang lên. Diệp Thần và Tử Lan, nhất thời cảnh giác. Chỉ gặp phương xa trong rừng cây, một cái bị thương thanh niên người, lảo đảo, chạy nhanh đi ra, chính là Đạo Đức Thiên Tôn. Hai vị, không bằng chúng ta tới nói cái giao dịch. Đạo Đức Thiên Tôn hít sâu một hơi, thoáng sửa sang lại một tí nghi dung, đi tới Diệp Thần và Tử Lan trước mặt. Lúc này Đạo Đức Thiên Tôn, mày kiếm tinh mắt, tương đương trẻ tuổi, vậy tương đương tự nhiên. Hắn cũng không có nhận ra Diệp Thần thân phận, chỉ làm hắn là Thảo Thần Tử Lan tín đồ, hoặc là người thủ hộ cái gì. Tại hạ mộng thần cơ, hai vị, không biết các ngươi có thể hay không tương khởi nguyên hoa nhường cho ta. Ta có thể cầm viên này vận mệnh tinh thần thành tựu trao đổi. Đạo Đức Thiên Tôn nói lên tên họ, lúc đầu hắn tên chữ, kêu mộng thần cơ. Bàn tay hắn hư mang, sử dụng thanh hồng thần tinh, muốn dùng ngôi sao này, trao đổi khởi nguyên hoa. Diệp Thần ánh mắt híp lại, nghĩ đến một vấn đề. Nếu như hắn đem viên này thanh hồng thần tinh, mang đi ra ngoài nói, vậy sẽ phát sinh chuyện gì? Phải biết, ngoại giới đã có một viên thanh hồng thần tinh, ngay tại Hồng Quân lão tổ trong tay. Nếu là hắn lại mang một viên thanh hồng thần tinh đi ra ngoài, há chẳng phải là nhân quả hỗn loạn? Vậy sẽ có hậu quả gì không? Diệp Thần suy nghĩ tới giữa, Tử Lan ha ha cười một tiếng, nói, ngươi là Tử Hoàng Tiên Cung trưởng giáo. Ngươi muốn khởi nguyên hoa làm chi? Đạo Đức Thiên Tôn than thở một tiếng, nói thế giới hiện thật sắp băng diệt, ta cố niệm thương sinh, muốn cứu bọn họ. Ta biết, có một loại để cho mồi lửa nguyên thần vật, là từ thiên hỏa mệnh tinh lưu truyền ra đồ, có vô cùng mạnh mẽ uy năng, đủ để vững chắc thực tế quy luật. Chỉ cần ta có thể chấp chưởng mồi lửa, ta là có thể bảo vệ thực tế, cho dù hiện thế tinh không vũ trụ, thật băng diệt, ta cũng có thể dựa vào mồi lửa lực lượng, ở chết đi tinh không còn sót lại bên trong, mở ra mới vũ trụ. Nhưng, lửa kia loại nguyên sát khí, cực kỳ đáng sợ, ta nếu như cưỡng ép chấp chưởng, có thể sẽ gặp phải cắn trả, đạo tâm có bị ô nhiễm nguy hiểm, chỉ có dựa vào khởi nguyên hoa, dựa vào khởi nguyên linh khí che chở, mới khá bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tử Lan cô nương, xin ngươi hãy xem ở hàng tỷ bá tánh sống chết phân thượng, đem cái này khởi nguyên hoa nhường cho ta.